tay ba rồi chị. Rồi chị yêu nào đặt hàng tranh thủ vào giỏ hàng nha. Mình đặt hàng mình cứ phải tranh thủ. Bởi vậy nói rồi mấy chị ơi, nha. Coi like là phải tranh thủ nha. Chậm chạp là hết nha mấy chị ơi. Coi like là mình phải tranh thủ nhất có thể mấy nha. Mấy chị em ơi, nhanh tay mua đi. À tôi mua mẫu này rồi rất đẹp nha. Cảm ơn chị yêu luôn nha. Em mua nữa đi chị, đẹp hôm nay mua nữa nha. Nè, chịu nổi với con màu đỏ không? Phải lấy màu đỏ, lấy màu đỏ nha. Lấy màu đỏ vào giỏ hàng đi để mà nó hết nữa đó. Tại vì size 3 bây giờ nó không còn màu nhiều nha. Nên nhiều bà thích cái màu đỏ này lắm nên tranh thủ mình lấy nha. Dạ, chị không biết đặt thế nào để rồi để bạn hướng dẫn cho mình nha chị yêu ơi. Để bạn hướng dẫn cho. Trời ơi, xinh quá. Đặt hàng nha, nó rất là dễ. Dạ, để em hướng dẫn cho mình đặt hàng nha. Trời ơi, con này mấy chị mua nè, hàng nó dễ. Trước tiên mà chị nào muốn đặt hàng mà có con màu đỏ là con đang mặc luôn á, là chị phải nhắc vào cái giỏ hàng màu vàng ở bên phía trái màn hình cùng con này là phải em. Phun nha chị. Cái mã mà để chữ đã riêng ở đây sẽ là cái mã em đang lan nhìn qua, chị nhắc vào cái chữ mua cho mình là tự động nó sẽ hiện cái màu quá sẽ lên. Con màu đỏ là nó sẽ nằm ở dòng số 2 từ dưới đến lên là nó nằm kế con màu ngói luôn á, chị thấy không? Lướt xuống cái mình chọn cái size cho mình giúp em. Chị mặc size nào thì chị nhắc vào size, mặc size 1 thì nhắc vào size 1, mặc size 2 thì nhắc vào size 2. Xong rồi chị nhắc vào chữ mua ngay. Ở phía trên đây thì mình cứ việc điền thông tin giao hàng của mình giúp em, cứ hỏi mình cái gì làm mình cái đấy thôi. Lướt xuống cái này đâu rồi chị Nguyễn Nguyễn ơi, lên cái này mới có đơn nha. Chị nhắc phải cho đặt hàng luôn là đã có đơn cho mình nha, mình làm thử đi chị. Còn mấy 55 65 con lại sẽ 4 nha. Cho mấy chế luôn nha. Rồi 189 luôn. Thùng vậy chị. Phải thùng nha. Thùng xịn sò nha. Trời ơi, chút phải là hơi bị co giãn mềm mình cho mình luôn nha. Em để cho cả nhà 189.000 thôi, chị yêu nào biết đẹp biết rẻ mình tranh thủ với em nha. Dạ. Lên này đi cục viện ơi, lên này giúp em. Thiếu cái đó đây chị. Thiếu cái này cục viện ơi, quá trời luôn, cái gì cũng có mà thiếu cái này nha cục viện ơi. Cho quá thì cho luôn. Thiếu cái đó. Thiếu cái đó rồi đi tới đó rồi kiếm bà lâu cục viện ơi, biết bà đâu mà kiếm cục vàng lỡ rồi. Cho cái này rất là lên nhiều luôn người nha. Sao biết chọn chị sao rồi con em đang mặc hiện tại là con màu đỏ nha cả nhà ơi. 189.000 luôn cả nhà. 189.000 một bộ luôn, xin mời giúp em cứ việc lên đầy đủ chiều cao kèm cân nặng là chắc chắn sẽ mặc vừa về mặt đẹp với nha. Hàng resize thì mình còn sợ mua về mặt không vừa đúng không, mà hàng đã có size có số thì mình cứ việc yên tâm mua về là chỉ có mặc vừa mặc đẹp thôi nha. Nếu không vừa bên em vẫn hỗ trợ cho mình đổi size ơi, nha. Có 189.000 bộ thôi, 40-85 độ về. Không có shop nào bán mà bán cho chị xong đầu cái là đổi size cho mình luôn chị. Trời ơi con này là hơi bị xinh nha, người ta bán cho mấy chế một bộ rồi, nhiều khi bán cho mấy chị mua rồi là xong rồi đó. Xong còn đó. Bên em bán khi nào mấy chị mặc được thì thôi nha, mấy chị hài lòng rồi mấy chị còn mua nữa. Có con là coi giãn nha. Trời ơi coi giãn tốt nha mấy chị. Coi giãn theo cái nghĩa là mặc thoải mái nha chứ không phải là coi giãn mặc một hai lần rồi rộng bịch ra là không có nha. Đừng có không nghĩ cái kiểu mà có nhiều chị hỏi cái vải của mắc cùi đó phải thun lại mặc một hai lần nó giãn ra rộng bịch luôn hai em. Không nha mấy chị ơi, nó coi giãn là kiểu mình nghĩ nó thoải mái thôi. Nó mặc nó thoải mái thôi mấy chị ơi chứ không phải mà cái kiểu mà nó rò bó cái vải thứ hai em thì chị nhắc phải em chút đi. À, mới mua màu đỏ thôi, muốn mua nhiều màu mà hết sai. Cảm ơn chị mấy nha. Chứ ơi, có nằm lấy trước cái đó thì mình mốt em gán em tranh thủ em về hàng. Tại vì con vải này hiện tại không có vải để cắt. Cái bông này mấy chế ơi, cắt nó hao vải quá. Tại vì mình phải canh cái bông này nữa. Nên nó hao vải cực kỳ luôn mấy chị ơi. Một cây vải mai được có nhiều bộ đâu. Nên mấy chị nào mà có được thì mấy chị tranh thủ mấy chị lấy nha. Size của mình còn được màu nào thì mình lấy. Nói cái bộ này là 180 ngàn không có thể luôn mấy chị. Mấy chị nghĩ đi, cái bộ này em đang bán ra ngoài rất là tốt luôn. Em cũng muốn bán cho. Chị đã mua 2 bộ vào lẽ rồi lần nào xem like là muốn mua thêm. Cảm ơn chị thanh tiền rất là nhiều luôn nha. Phải mua thêm chứ nha. Phải mua chị thêm phải chứ. Mua thêm mới bán được. Nên hàng bà được không hàng mua thêm sao em bán được hàng. Bà không mua thêm rồi em lấy hàng đâu, em bán khách đâu mà em để bán được hoài. Cùng vàng của em ơi thì em bán rèo cho mấy chị nè. Cách quen là nó là một chuyện rồi đúng không? Nó cách mới cũng vậy nữa, mấy chị phải quay lại mua thì em mới bán được hàng thôi. Quan trọng là hàng bên em là hàng phải đi đâu với chất lượng nha, sản phẩm phải đi đâu với chất lượng nha. Con này là con màu tím cà nè cả nhà. Màu tím cà của em nha. Có màu xanh dương không có nha. Có luôn chị ơi. Xanh dương không có nào nha. Nó cũng hết xanh dương xanh biển. Xanh dương xanh biển xanh ngọc hiện tại là nó chỉ còn size 1 thôi, nó hết size luôn mấy chị yêu ơi. Nha. Con này mấy chị yêu ơi. Mềm mịn coi giãn thoải mái luôn chị mình nha. Một hai bằng là nó không bao giờ mình coi giãn cho mình luôn chị. Ôi con rất là này đẹp, rất phơm lên sẵn á. Trời ơi con màu đỏ đẹp quá cả nhà ơi. Chế đẹp nào lấy màu đỏ thì mình vào giỏ hàng mình lấy màu đỏ với em nha. 189.000 thôi, con là con màu xanh dương nè. Em ơi. Em phải gửi khác. Chị cái màu áo vải khác vào quần mắt. Là sao chứ Yêu? À chị mua cái bộ thun lưới phải không? Chị mua cái bộ thun này lưới là áo sao phải thun lưới bộ sẽ là cái khác nha. Chị mua cái bộ này á hay là sao? Chị mua rồi mới mua thêm bộ. Cảm ơn chị Hằng Phan rất là nhiều như nha. Ví dụ như cái này nè, áo màu tím cà nó nhẹ hơn cái quần nha. Ví dụ như bộ này nè, nó đúng rồi chị yêu ơi. Em mặc là trên line nó cũng như vậy mà. Cái áo với cái quần nó đâu có đồng màu với nhau đâu chị thấy không? Nè. Là cái áo nó sẽ sáng hơn em cái có nói rồi mà chứ trên live em cũng có nói luôn mà em mặc nè mấy chị thấy không, nó đâu có hoàn toàn là giống nhau chị biết cái sao mà vậy nó mới tôn lên cái bộ đúng đồ rồi. Nó có nhiều áo chị lên ví dụ như màu đỏ thì nó na ná nhau là đúng không, còn riêng về màu tím cà là em nói trước nha mấy chị ơi, cái áo nó sẽ nhẹt hơn cái quần chút xíu nhưng mà nó đồng bộ lại rất là đẹp luôn nha cả nhà. Tại vì cái này là em cố tình em may như vậy chứ không phải là em da lộn nha nè chị thấy không, mỗi hôm em cũng mặc như vậy thôi, chục bộ lấy ra cũng ok nhở, tại em may vậy thôi. Tại vì hai cái màu tím cà nó đầm nó đùng nó cùng với nhau nó mới tôn áo lên chị chứ mày mặc cái áo với mà cái quần nó cùng màu nó xấu quá à, không đẹp. Ủa cái màu tím cà, Hiếu không màu có tôn cái áo lên. Hiếu màu tím cà em đi tím cà.
Rồi, 189 nha cả nhà ơi, 189 nha cục vàng. Yên tâm nha, chứ không phải bên em giao lộn đâu, đừng lo nha cục vàng của em ơi. Tại vì lúc trước em mặc chị cũng để ý mà, em cũng có nói rồi. Tại vì cái đó là em cố tình em mai như vậy nó mới đẹp cái bộ đồ này, mấy chị thấy không? Đó, nhìn nó sang lên liền mới chịu, cái quần nó đậm hơn. Cái quần mà nó bằng cái áo nhìn cái bộ đồ nó nhạt nhòa lắm. Thà là cái màu đỏ như thế này nó đi cùng tông cho nó đẹp. Rồi, 189 nha cả nhà ơi, chứ đẹp nào của em hiện tại mình đang vào xem live, mình đặt hàng, mình tranh thủ, mình thao tác, mình lên đơn nha. 40-85 độ về luôn. Rồi, con em đang mặc hiện tại là con màu đỏ nha. Chứ yêu nào mà mê những cái màu mà tôn da, tôn dáng thì nên lấy con màu này nha. Nhưng mà hàng đẹp không chứ yêu, hàng đẹp thì tranh thủ lấy thêm nha. Chị mới mua rồi, mua thêm bộ da rồi. Cảm ơn chứ đẹp của em luôn nha. Nè, nè mấy chị ơi, con tím cà nó ngọt lắm. Em là em cũng khoái màu tím cà nữa nè cả nhà. Nè chị thấy không, chục bộ đem ra y chang chục bộ luôn. Cái quần nó y chang vậy đó chị yêu. Nè, trời ơi, xinh quá mấy chị ơi. 189, trời ơi mấy chị thấy không, con màu tím cà nè cả nhà. Con này là con màu tím cà giúp em nha. Dạ chị nào mình đặt mình đã mua nửa rồi nha. Thì cứ comment lên cho em biết luôn nha. Xa xa rồi từ xe màu đến xe nào luôn xin mời anh chị. Hẹn con có sang thôi mình có thể yên tâm nha. Sang xịn mịn cho cả nhà của em luôn nha. Rồi con em đang mặc hiện tại là màu đỏ. Chứ yêu nào mà ưng màu đỏ thì mình tranh thủ vào giữa hàng mình lấy màu đỏ luôn giúp em nha. 48 mới đặt hôm về qua luôn. Hôm nay đã có rồi nha. Em cảm ơn chị yêu luôn nha. Màu đỏ đẹp đúng không? Đúng rồi. Cái đơn mà mấy chị đặt ở trong phiên live của trưa ngày hôm nay là chiều nay bên em đã đi đơn cho cả nhà của em rồi nha. Là rồi. Bên em sẽ tranh thủ đi đơn sớm nhất có thể cho mình đăng mình có đơn á. Dạ. Rồi 189 luôn cả nhà của em ơi. 189 ngàn bộ luôn, xin mời em cứ việc lên này đủ chiều cao cảm cân nặng cho mình nha. Màu ra mặt sẽ là con màu đỏ thì màu đỏ hiện rất là sáng nhan luôn cho mình nha. Con nào nó hiện tại màu em nào cũng sai cho mình rồi, mình cứ việc thao tác vào con cái này là màu mình nào cũng xịn sò cho mấy chế yêu của em luôn nha. Rồi 189 ngàn kéo vô đi. Rồi 189 ngàn thôi cả nhà của em ơi. 40-85 độ về giúp em làm mặc đồ con này nha. Cứ việc lên chiều cao cân nặng đi cả nhà. Lên chiều cao kèm cân nặng lên nha. Này đủ chiều cao kèm cân nặng giúp em. Em tư vấn sai rồi thì mình cứ việc thao tác vào cái hàng chút luôn nha. Là mình sẽ nhận được giá hòa giá trơn từ bên em luôn á. Chị nào đã đặt nó mua rồi thì cứ comment cho em biết rồi em sẽ kèm sản phẩm chi ân luôn cho mình nha. Sang quá cả nhà của em ơi. Rồi lên chiều cao kèm cân nặng, con này bên nhà em có size từ 40-85, con vải là vải thun nha chứ yêu ơi. Con bởi này phải là vải thun nha, vải thun xịn sò luôn cho mình nha. Con này là vải thun thôi bị đẹp luôn, trời ngồi ghế đỏ rồi mặc áo nguyên bộ đỏ luôn hết thấy em luôn mấy chế ơi. Rồi, con này là màu đỏ giúp em nha. Nhưng mà chị yêu nào mà nên ưng thì nên lấy một tím cà đi. Tại vì em thấy con tím cà nó quá ngọt luôn mấy chị. Con tím cà là em thấy nó quá ngọt luôn. Mấy chị nhìn cái lớp áo trong này nút là cũng được đóng rất là chắc chắn, rất là tỉ mỉ cho mình luôn nha. Dạ sao chị chốt hai bộ đồ lam chưa đi đâu ngoài, không thấy giao hàng về shop ơi. Chị Lê Phượng đến này em kiểm tra đơn điền cho chị yêu nha. 50kg 1m50 là size 2 nha. Hello chị Ngọc Hồ nha. Hello chị Tây Hồ chứ em xin lỗi. Rồi size 2 giúp em 1m50 là size 2 nha. Size 2 luôn đẹp nha. Không kén da và không kén dáng cho anh chị bà ba hiện rất là dễ mặc nha, đồ tướng nào mặc cũng phù hợp luôn á. Nam mặc đồ không em, dạ không nha anh ơi, bên em không có đồ nam nha, bên em không có đồ nam nha. Rồi 189 ngàn nhưng mà muốn mặc thì cứ mặc luôn cũng được nữa. Có anh chị bên em nó có bà, cái bà ban đêm nó có mép ban đêm mà like nó mới chế anh cho mà mặc đồ thấy đỉnh không? Rất là đỉnh luôn á cả nhà. Đỉnh như con cá kỉnh luôn. Rồi, tắt đẹp cho mình nha. Thôi chị chốt hai bộ làm. Ok chị luôn nha. Rồi 189 nha cả nhà ơi. Nè con này là con màu hồng phấn nha cả nhà. Con này là con màu hồng phấn giúp em nha. Có 189 ngàn thôi mà tao nói xịn sò như thế này nè cả nhà. Rồi con màu hồng phấn nè mấy chị ơi. Đẹp quá mà mình không biết mua. Đến này cục vàng của em ơi buồn nha. Đẹp mà không biết mua là buồn nha. Màu nho em xem. Màu nho hả chứ yêu. Nè. Nè em hướng dẫn cho mình thử một lần nha. Trước tiên mà chị nào muốn đặt hàng á chị là chị phải nhắc vào cái nhãn hàng màu vàng ở bên phía trái màn hình của mình giúp em. Cái mã mà để chữ đã riêng ở đây sẽ là cái mã em đang like nhìn qua, chị nhắc vào cái chữ mua cho mình xong mình chọn màu thôi. Mình thích cái màu nào là mình chọn cái màu đó giúp em. Cái lướt xuống cái mình chọn cái size cho mình, chị mặc sao nào thì chị nhắc vào size đó xong rồi chị nhắc vào chữ mua ngay. Ở phía trên đây thì mình cứ việc điền thông tin giao hàng của mình, lướt xuống tích vào thanh toán khi nhận hàng, chị nhắc vào chữ đặt hàng luôn là đã có đơn cho mình nha. Sáng nay diễn con em 19 đi dậy. Đi dạy được khen quá trời. Cảm ơn chị Hạnh Liên rất nhiều luôn nha. 19 là hơi bị đỉnh nha cả nhà. Vậy chị là cô giáo hả? Dạ cô giáo hả? Trời bà lấy thêm. Ồ bộ này bà lấy thêm cũng đẹp nè cục vàng của em ơi. Mấy cái ngày nào mà vô trường đó mà mặc mấy con này là không đụng hàng luôn á. Mấy cái con ngày nào bà không đi dạy đó mà vô bà trực hay là bà vô bà làm gì đó mà mặc mấy con này nó lịch sự mà nó đẹp, nó không ai nói được luôn á. Rồi 189 ngàn nha cả nhà. Mà mấy mẫu này thì nó đẹp lắm luôn á. Dạ. Ngày 19 rất là đẹp rồi, nha. Rồi xinh lắm, có nhiều chị ha mua về cho nhân viên mình mặc để bán cho mấy cái khu á, không mấy nhà mua chị về bán luôn. Chị đặt 4 con em luôn rồi.
rồi, cảm ơn siêu cảm nha. Cảm ơn chị Thanh Luyến nha, cảm ơn chị Thanh Luyến nha. Trời ơi, cảm ơn chị Luyến nha. Cho chị dạ. Gì, chắc lựa với gì với em vải thun nha chị. Phải sao là con vải thun xịn sò luôn nha. Chứ ơi, con này là vải thun với em nha. 189.000 thôi cả nhà của em ơi. Rồi, trái đẹp nào của em hồi nãy giờ mình đang nhờ xem live mà mình chưa lên đơn thì mình tranh thủ mình chịu khó mình lên đơn với em nha. Để xem live tìm vào mọi người xem mình. Chúng ta luôn nha, tương tác nhiều nhiều lên đi chị, là mình sẽ nhận được giá hiệu. Để em lên nhiều siêu phẩm cho. Hôm nay bên nhà em hứa hẹn với mấy chị là sẽ có rất là nhiều mẫu hàng đẹp cho mấy chị luôn nha. Rồi, quần là quần ống rộng nè, lưng là lưng bản luôn. Thêm cho bà chị luôn á. Cảm ơn siêu nha. Cảm ơn chị yêu nha. Rồi bà đặt chưa? Bà mới đặt hay là bà đặt hồi nào á cục vàng? Dạ. Chị mới đặt hay là chị đặt hồi nào á? Trời ơi, con này là con màu nhoi mấy chị ơi. Rồi, tan nhiều bạn bè của mình vô chia sẻ phiên like cho em cả nhà của em ơi. Hello chị Nguyễn Lan, hello chị Ngọc Hân nha. Hello chị TikToker nè. Trời ơi, xinh quá cả nhà. Rồi, con này là con màu nhoi giúp em nha cả nhà của em ơi. Chị nhận đồ rồi, mặc ưng ý lắm nha em. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị luôn nha. 840 con là size 1, mét 52 mà 52 con là size 2 nha. Đặt hai bộ shop ơi. Chị đặt hai bộ, một là chị nhấp vào giỏ hàng, còn không biết chị lên cái này giúp em nha cục diện của em ơi. Chứ chị comment là đặt hai bộ, ba bộ em cũng đặt được, mà sao giao được cho mấy chế. Mấy chế đặt thì được rồi đó, một là cái này, hai là nhấp vào giỏ hàng giúp em nha. Chị đặt hàng ở trên đây thì mình có thể thao tác vào cái hàng luôn giúp em là mình sẽ có đơn nha. Chứ mình lấy cho chị một bộ, lấy chị hai bộ là không có đơn cho mình đâu chị. Chị ơi. Rồi, con này là sẽ là con màu nho giúp em nha. Em đang mặc hiện tại là con màu đỏ đó chị yêu ơi. Chị yêu nào mà thích sự may mắn, thích trắng da rồi, thích tôn da rồi mấy chị không bỏ qua con màu đỏ này nha cả nhà. Không thể nào bỏ qua con màu đỏ này giúp đó em đó thì nha. Rất dễ mặc nha, bởi vì với sếp phải là cái thun của chị, phải thun này là phải thun xịn sò luôn cho mình nha. Thứ việc lên này đủ chiều cao kèm con nặng nha, mặc đẹp lắm, mặc lắm, cảm ơn chị nha. Chị mới nhận hàng ở chị, mới nhận rồi hôm kia á. Dạ rồi, dạ rồi. Cảm ơn chị nha. Chị đặt vậy ok chưa? Đặt hàng, đơn hàng của chị báo thành công chưa? Mà cưng đang mặc số 2. Trời ơi, đặt hàng mà đơn hàng bảo là đơn hàng đã rủi là mình đã có đơn nha. Dạ, mình đã đặt rồi nha. Cảm trời ơn chị Phương Nguyễn, cảm ơn chị nha. Phương Nguyễn nha. Có chị yêu nào hồi nãy giờ lấy cái màu đỏ giống em đang mặc không? Chị đặt hàng mà đơn hàng báo thành công là mình có đơn nha. Xem màu ngói này chứ yêu ơi, em có màu ngói cho chị luôn nè. Trời ơi, xuất sắc chưa cả nhà. Mấy con này hiện tại giờ nó không còn hàng luôn mấy chứ ơi. Sai bây giờ là nó không còn á. 189.000 thôi cả nhà. 40-85 cân đổ về giúp em làm mặt đẹp nha. Cứ việc lên chiều cao kèm cân nặng mấy chị ơi. Nói chung là mấy chị muốn mua màu nào mấy chị cứ mua giúp em nha. Cứ thao tác vào giỏ hàng là mình sẽ có đơn nha. Rồi, cái này cũng sắp hết nữa nè. Trời ơi, sao vậy? Đây, coi mấy cục sạc đi sạc cho em. Cái cục sạc nó đi sạc cho em. Không có thì ghim vô đi sạc cho em. Để ngồi không có đủ mình like á. Rồi, 189 nha cả nhà ơi. Rồi chị yêu nào lấy con màu nho thì tranh thủ vào giỏ hàng lấy màu nho giúp em nha. Con màu nho là em đang cầm á chị ơi. Công nhận chút vải của nó mềm, nó đã lắm cả nhà. Con vải này nó mềm, nó mát. Rồi, 189.000 nha cả nhà của em ơi. Chứ yêu nào cái mình đang nhập phiên like đã mua nữa rồi, comment lên cho em biết nha. 189 đợi cho em vô năng lượng cho nó cái một bộ thì ship là bao nhiêu. Trời ơi, một bộ phí ship là bao nhiêu là do tài khoản của mình nha chứ yêu ơi. Đâu chị nhấp vào giỏ hàng mình coi thử giúp em coi mình có được hỗ trợ phí ship hay không nha. Không mà để ý. Hay là em để ý sao thấy được. Rồi. Nó vừa làm hả dạ bạn chưa? Cái gì mà không có tôi làm được hết. Mắc mệt không? Để chạy nghe mắc mệt cái nơi luôn. Rồi, con em đang mặc là mấy chị ơi, con em đang mặc hiện tại là con màu đỏ nha. Chứ yêu nào thích màu đỏ thì mình vào giỏ hàng mình lấy cái màu đỏ này luôn giúp em nha. 189 thôi cả nhà. 189 luôn giúp em nha. Trời ơi, con này là con màu nho nè mấy chị ơi. Rồi, màu nho giúp em nha. 40-85 con độ về luôn mấy chị. Trời ơi, quá đẹp luôn cả nhà ơi. Rồi, mình đang nhờ phi line này mình tiêm vào màn hình nha cả nhà ơi. Tiêm vào màn hình giúp em nha. 40-85 con độ về giúp em là sẽ mặc vừa mặc đẹp nha. Đụng cái cây nữa kìa. Hôm nay tới đâu mà nó đổ dở tới đó luôn mấy bà. Mới dùng nhẹ luôn, mới sợ luôn, chưa làm gì luôn á. Thôi bị hệt luôn, không nhích chỗ nào luôn á. Tôi không thích thấy máy quạt nó lên đó, tôi không thích, nó tôi thích gì thích. Em chào chị Công Tú nha. Rồi, hồi bộ có okay, ship không em, ship không được tùy vào cái tài khoản okay, của mình chị đó chị. Chứ bên em là không hỗ trợ cho mình nha. Cái này là có đơn mấy chứ ơi, 189 ngàn thôi cả nhà. 189 giúp em nha. Cảm ơn Chiêu đã đặt hàng luôn nha. Chi nào mình đã đặt mà đã mua nữa rồi thì luôn thì cứ comment lên cho em biết nha. Rửa em hai bộ và ba chơi ok chị nha. Chị Minh Hoàng có đơn luôn nè. Chi nào mình muốn mua mà cái việc để lại cái chiều cao cân nặng cho mình nha.
Rồi, mẫu xinh quá. Quá dạ. Trời, cảm ơn chị Diệt nha. Cảm ơn chị Diệt của em. Nay chị Diệt có ủng hộ em gì không Cục Vàng ơi? Rồi, 189.000 luôn cả nhà. Trời, con này con màu nho nha. Chị yêu nào mình lên nhờ phiên like đã đặt đã mua nữa rồi, comment cho em biết nha. Trời, màu trắng em còn đủ size nè cả nhà. Mẫu này màu trắng bên em còn đủ size cho mấy chị yêu nha. Mình đặt hàng thì mình có việc tranh thủ nhé, phổ hàng luôn, xin mời giúp em. Nếu chị nào không biết đặt hàng thì cứ comment cho em biết nha. Size sẽ được mẫu size 5 cho mình luôn chị. Trời, xinh quá. Ở đây đang có vàng. Có nha chị yêu ơi, chị đặt hàng thì chị cứ nhắc vào cửa hàng, chị lên đơn đi Cục Vàng ơi, ở đó em vẫn giao cho mình bình thường nha. Trời ơi, con màu trắng nè cả nhà ơi. Rồi, con này là con màu trắng 189 luôn cả nhà. Quần là quần lưng bạn và kèm hai túi sâu và rộng, ống là ống rộng cho mình như thế này nha. Rồi, 189, 40, 85 cân độ về giúp em làm mặc được nha mấy chị yêu ơi. Trời ơi, xinh quá. Trời má ơi, giờ tới giờ nó hết pin hay gì mà quá trời rồi. Rồi, 189.000 thôi cả nhà ơi, 189 giúp em nha, 40-85 cân độ về giúp em làm mặt vừa mặt đẹp nha. Cứ việc lên chiều cao kèm cân nặng cả nhà ơi, em tư vấn size cho mình rồi mình thao tác vào giới hàng mình chốt nha. Quần là quần lưng bại và có kèm túi, ống là ống rộng cho mình như thế này nha. Trời ơi, con màu trắng này form đẹp nè cả nhà. Con màu trắng này nói chung là con form nào nó cũng đẹp, bông là in mặt trước mặt sau hoàn toàn cho mấy chị luôn nha. Rồi chứ đẹp nào, các em hiện tại mình đang nhờ phiên like này, mình đặt hàng mình tranh thủ mình lên đơn đi cả nhà. 40-85 con độ về nha. Rồi 189 luôn nè. Tranh thủ nha, chút xíu em lên áo lẻ cho cả nhà nha. Một chút xíu nữa em sẽ lên áo lẻ cho cả nhà nha cả nhà ơi. 189.000 một bộ luôn, xin mời chúng em cứ việc để lại cái chiều cao kèm cân nặng cho mình nha, là mình sẽ nhận được giá hời và giá cao. Màu trắng 56 con là chọn size 3 giúp em nha Cục Vàng ơi. Màu trắng chọn xinh quá. Cảm ơn chị yêu luôn nha. Vậy một mấy size 10 size 10 con nhé, phải hàng chọn size 3 cho mình vừa là đẹp luôn. Đẹp quá. Rồi đang mặc hiện tại là con màu đỏ nha mấy chị ơi. Con này là con màu trắng giúp em nha, để mặc con màu trắng cho cả nhà coi nè. Con màu trắng này màu đẹp nè cả nhà. Rồi để mặc cái màu trắng cho mấy chị coi nha. Form dáng chất lượng quả là hơi bị đẹp luôn á cả nhà. Rồi mặc màu trắng nay ngày hội nó hết pin hay gì mấy chứ ơi. Size 3 chị không thấy trong vỏ hàng hết. Ủa size 3 hết luôn hả? Hết màu trắng em coi. Nó không coi. Một cái này tôi dùng dục một bệnh ngoài luôn á. Ngon. Trời ơi cho chịu á. Dụng cái cho chịu xài chơi. Thấy chưa? Thấy em lấy đây đi. Thiện chút. Tôi đổ người ta. Màu trắng size 3 còn em. Lấy cái bệnh có thể cho em cái bệnh đây không? Bệnh siêu nhân thì ta đẹp thì ta khoe. Bệnh mày xấu mày da đi. Ý màu trắng là hết size 3 rồi. Hết nữa rồi mấy chế ơi, màu trắng thì phải hết size 3 luôn mấy chế hồi tới thì. Sao lại hết size 3? Dạ, hết size 3 không mấy chế ơi, size 3 giờ không còn gì hết trơn á. Thiệt nha, tranh thủ nha mấy chế ơi, 189.000 cả nha. 189 luôn giúp em nha. 189.000 một bộ luôn, xin mời giúp em. Lên đầy đủ chiều cao kèm cân nặng. Rồi để mặc con màu khác cho. Không sao mấy chế ơi, từ từ mấy chế ơi, để mặc con màu trắng cho nha. Coi dáng thoải mái mềm mịn luôn, xin mời giúp em cứ việc lên đầy đủ chiều cao kèm cân nặng cho mình nha. Size sẽ là từ size 1 đến size 5 cho mình á. Size 3 sao không chị không thấy không cái hàng nữa hết. Đó, thì là nó hết rồi chị. Bao nhiêu con á, nếu được thì chị lùi size giúp em đi. Mình đặt hàng thì mình cứ việc tranh thủ nhé, phải có hàng luôn cho mình cho em nha. Size sẽ là từ size 1 cho đến size 5, từ 40 con cho đến 85 con ngoài đầu luôn, xin mời giúp em. Mình muốn mua hàng mà cứ việc để lại cái chiều cao và kèm luôn cân nặng cho mình nha. Món này thì rất là hợp cho mình luôn, chị không mua thì rất ổn cho mình nha. 189.000 một luôn cho mình giúp em luôn nha. Chưa nào đang xem live tim tim và một hình luôn cho mình giúp em. Em chứng bận có màu trắng cho mình xem nha. Màu trắng là không hề bị mỏng nha. Nhận hàng nếu hàng mà mỏng cho hàng quay đầu luôn cho mình giúp em, không có bị mất gì hết trơn nha. Trời ơi mấy chú ơi, rồi em mặc con màu trắng cho cả nhà coi nha. Con là con màu trắng mấy chị ơi. Nhưng mà màu trắng hiện tại bên em nó cũng đã hết size 2 rồi. Chứ yêu nào hết con màu trắng thì mình tranh thủ giúp em nha. Lên chiều cao cân nặng mấy chị ơi. Lên chiều cao kèm cân nặng giúp em nha. Trời ơi màu trắng đẹp quá mấy chị. Con màu trắng là hơi bị sang luôn mấy chú ơi. Lên chiều cao và kèm luôn cân nặng cho mình giúp em luôn nha. Là mình sẽ nhận được giá hời và giá trơn từ bên em luôn chị. Giá rất là hời nha, 189.000 à. Bán tại sức bổng này là 299.000 lần á. Bên em được hỗ trợ nha. Bên em sang quá mấy chị ơi. Rồi 189 nha cả nhà. 189.000 một bộ luôn. 40-85 con độ về giúp em là sẽ mặc vừa mặc đẹp nha. Rồi quần là có kèm túi, lưng là lưng bản cho em nha. Và túi cũng sẽ là túi sâu, túi rộng luôn cho mình nha. Cứ việc lên là đủ chiều cao kèm cân nặng cho mình luôn nha. Màu đang mặc sẽ là con màu đỏ, màu là màu trắng nha. Màu trắng thì rất là sang. Rồi màu trắng đó. Thì nó sang mấy chị yêu ơi. Rồi chế đẹp nào các em hiện tại mình đang vào xem live, mình đặt hàng, mình tranh thủ, mình thao tác, mình lên đơn luôn giúp em nha. Mình không biết mình cứ comment lên. Em ơi chị không biết đặt hàng hay gì đó, bên em hỗ trợ cho.
Trời ơi, con màu trắng nó sang quá cả nhà ơi. Rồi, con em đang mặc hiện tại là màu trắng nha. Cổ vuông tay phòng cho mình nút là được đóng trực tiếp vào áo nha. Dạ, để một chút xíu nữa em sẽ sang mẫu nha mấy chị ơi. Nên chị yêu nào mình đặt hàng, mình tranh thủ, mình thao tác, mình lên đơn nha. Rồi, 189.000 thôi cả nhà của em ơi. 40-85 con độ về nữa, chị nhìn cận chất cho em nha. Con này là không chê, không lẫn vào đâu được luôn nha cả nhà ơi. Mua về mình để dành, mình đi đám, đi tiệc, đi lễ, đi chùa, đi đâu cũng phù hợp luôn giúp em nha. 189 thôi cả nhà. Trời ơi, cái form này mấy chị thấy không? Con màu trắng bên nhà em coi thử coi nó có bị mỏng không nha cả nhà. Không hề bị mỏng nha, form dáng chất liệu quả là cực kỳ ok cho mình luôn. Rồi, 189.000 thôi nha cả nhà của em ơi. 189 giúp em nha. Rồi, chơi đẹp nha của em hiện tại mình đang vào phiên live này, mình tim tim vào màn hình cả nhà của em ơi. Tim tim vào màn hình giúp em nha. 189 em đang màn hình màu trắng nè. Live tim tim vào màn hình luôn cho mình giúp em luôn nha. Mình không biết khách hàng thì cứ comment cho em biết luôn. Size sẽ là từ size 1 đến size 5, 40 cân đến 85 cân qua đầu luôn cho mình nha. Trời ơi, con màu trắng là hơi bị sang luôn á cả nhà ơi. Rồi, chế đẹp nào của em mình đang vào xem live hiện tại tới tận bây giờ mà chưa lên đơn nữa thì tranh thủ lên đơn nha cả nhà. Em hay có con nào này mình là chưa lên đơn nữa hay cứ tranh thủ mình lên đơn nha. Trong cửa hàng không có màu trắng có nha. Có chị ơi, 57 có. Mà hồng mà nó hết xe 3 rồi. Bao nhiêu? Con màu trắng hiện tại là hết xe 3 luôn rồi đó cả nhà. Trời ơi, con màu hồng phấn nè. Trước tiên mà chị nào muốn đặt hàng chị là chị phải nhắc vào cái chỗ hàng màu vàng giúp em. Cái mã để chữ đã riêng ở đây sẽ là cái mã em đang like nhìn qua, chị nhắc vào cái chữ mua cho mình. Nè, cái con màu trắng của mình là nó sẽ nằm ở dòng số 4 nha. Con màu trắng của mình là nó sẽ nằm ở dòng số 4 trong cái giao hàng nha. Lướt xuống cái mình chọn cái size cho mình, các em chị mặc xe nào thì chị nhắc vào xe đó. Xong rồi chị nhắc vào chữ mua ngay. Ở phía trên đây thì mình cứ thực hiện thông tin giao hàng của mình giúp em lướt xuống tích vào thanh toán khi nhận hàng. Nhắc vào cho đặt hàng luôn, đã có đơn cho mình nha. Cái gì? Để nó đi, để ta đổ rồi sao? Rồi, 189.000. Chất liệu có gì phải sắp phải là phải thun nha chị, phải thun coi giãn xịn sò cho trời mình nha. Trời ơi, đẹp quá mấy chị ơi, con này nó hơi bị xịn sò luôn á. Rồi, em đang mặc hiện tại là con màu trắng nha, 189 mấy chị ơi, phơm dán con này là hơi bị đỉnh nha. Có độ co giãn mặt thoải mái lắm chị yêu ơi. 189.000 mà bỏ luôn cho mình giúp 189 nha mấy chị ơi, 299.000 giảm còn 189 cho mấy chị đẹp luôn. Rồi, chế đẹp nào hiện tại của em mình đang vào phiên live này, mình đặt hàng, mình tranh thủ, mình thao tác, mình lên đơn giúp em. 40-85 con độ về, 189. 189.000 bỏ luôn cho mình nha. Chị nào mình đã đặt mình đã mua rồi luôn thì cứ comment cho em biết luôn nha. Lớn là tự mua em, anh mua cho hết shop nha, lớn là tự mua. Ôi sao đẹp không? Ủa sao là có phương mà nó cũng sao là nó ngọc luôn chị mình nha. Em trả tiền nó xin bóp rồi. Cảm ơn chị mấy hẹn nha. Làm gì rồi, 189.000 thôi cả nhà của em ơi. 189 giúp em nha. 40-85 con độ về giúp em làm mặt vừa mặt đẹp nha. 1m57 mà chị nặng bao nhiêu cân á? 1m57 mà 70 con hả? Là chị chọn size 5 nha, phải không? 70 con đúng không chị yêu ơi? 70 con là chị lấy size 5 giúp em nha. Chị Hồng Trần dạ. Ơi, chị cao kèm cân nặng nha. Mấy phần đó là thể chấm cái điểm cho mình đó chị. Lên này đúng chị cao kèm cân nặng. Có 189.000 thôi cả nhà của em ơi. 40-85 con độ về giúp em làm mặt vừa mặt đẹp nha. Cứ việc lên chiều cao kèm cân nặng cả nhà ơi. Lên chiều cao kèm cân nặng em tư vấn size cho mình rồi mình thao tác vào giao hàng mình chốt nha. Em đang mặc hiện tại là con màu trắng nha mấy chế ơi. Đang mặc là màu trắng 1m50 mà 52 cân là size 2, 1m60 mà mình đặt hàng thì mình cứ phải tranh thủ nhé. Chị ơi, con này là phải thun nha. Con này là phải thun nha chứ yêu ơi, có độ co giãn luôn. Mặc là chẳng lo vấn đề gì hết, chỉ lo vấn đề nó đẹp thôi mấy chế ơi. Có nhiều chị. Mình ship không? Mình ship không là tùy vào cái em đang thấy được hỗ trợ ship nha. Chị nhắc vào giao hàng chị coi thử giúp em đang thấy được hỗ trợ ship á. Đâu chị nhắc vào giao hàng chị coi thử giúp em coi mình có được hỗ trợ phí ship không. Mã 6, dạ mã 6 thì chị nhắc vào hàng mình mua giúp em nha. Mã 6 thì chị đợi em chút xíu nữa rồi em lên cái mã 6 cho mình nha. Rồi con này hiện tại 189 nha mấy chị. 1m57 54 con là size 2 nha. Hồng Trần nhắc vào những hàng chọn size 2 luôn giúp em là vừa là đẹp nha. Cứ việc lên đầy đủ chiều cao đẹp chưa cả nhà của em ơi. Con này 10 điểm không có chữ nhân luôn nha. Con này mà không đẹp là không con nào đẹp không đâu cả nhà. Dạ, quần là quần lưng bảng luôn giúp em nha và có kèm túi sâu và túi rộng cho mình luôn. Em đang ghi với mức giá 189.000 này thôi là chị đẹp nào mình đặt thì mình ưng thì mình tranh thủ mình thao tác mình lên đơn nha. Ok, chị Lan Anh Lê có đơn nè. Trời ơi, đẹp mình luôn. Đặt hàng thì mình có thể tranh thủ nhất bán hàng luôn cho mình các em. Mình nếu chị nào không biết đặt hàng thì cứ comment cho em biết nha. Size là từ size 1 cho đến size 5, từ 40 con cho đến 85 con ngoài đầu luôn cho mình. Trời ơi, đẹp quá cả nhà ơi. Rồi, con em đang mặc hiện tại là con màu trắng nha mấy chị ơi. Con này là con màu trắng luôn mấy chị nhìn nè. Nó có độ co giãn mềm mịn cho mấy chế luôn nha. Dạ. Gì shop lên mẫu thun trơn. Trời ơi, trơn bên em bây giờ hiện tại là 88.000 một áo nha. Trơn bây giờ nó cũng không có đủ size nên em không có lên cho mấy chế được á. Dạ.
Khi nào muốn mua thì mình cứ phải để lại cái chuôi cao phải kèm luôn cái cân nặng cho mình giúp em nha. Em tư vấn sai rồi, mình cứ phải thao tác phòng cái hàng chốt luôn cho mình đúng rồi, giá rất là hợp luôn cho mình nha. Trời ơi, con màu hồng đẹp lắm á chị ơi, hồng phấn thì khỏi cần phải bàn rồi, không cần em phải mặc đâu. Tại vì phơm dán chất liệu vải nó cũng y chang nhau à, nó chỉ có một phơm ra thôi mấy chị ơi. Dạ nó chỉ khác màu thôi, màu trắng, màu hồng hay gì nó cũng đẹp nha. Rồi 189.000 luôn cả nhà ơi, 189.000 luôn em nha. Xếp lên mẫu thun trơn tí xíu đi chị. Trời ơi, con này đỉnh lắm mấy chị ơi, bông này là quá đẹp, quá tuyệt vời cho mình luôn nha. Mặt là không lo vấn đề bị lộ bị hở gì luôn mấy chị ơi. Rồi tay là tay phòng giúp em nha, 189.000 thôi mấy chị yêu ơi. Không kén da và không kén giá cho mình nha, 189.000 một bộ luôn cho mình giúp em nha. Đặt hàng ở trên line là mình sẽ nhận được giá ưu đãi từ bên em chị, như để mình đặt hàng mình được kiểm tra hàng trước thì thanh toán luôn, đúng hàng đúng tay đúng màu thì mình nhận nha cả nhà, quá tuyệt vời. Rồi mà mấy 72 mà 60 con là sao? Cũng như cái gì? Không có bị gì vậy? Không có bị gì vậy? Đẹp quá, đẹp quá thì mua đi chị. Đẹp quá, 72 60 con là xe 3 nha. 1m72 60 con là xe 3 nha cục vàng của em ơi. Rồi 189 luôn cả nhà ơi. Được không em? Không được nha, em mới có bộ mà. Con này nguyên bộ thì chứ lấy nguyên bộ giúp em đi. Tính ra nguyên bộ này có 189.000 mấy chị lấy chi có cao lẻ đúng không? Con này là lấy nguyên bộ đó mấy chị ơi. Nguyên bộ này là được cái quần nữa. Trời ơi, mua lại được thêm cái quần nữa. Chị vô về phối nha, rất là hợp luôn, xin mời giúp em. Màu đang mặc sẽ là con màu trắng nha, màu trắng thì rất là sang cho mình, nó chỉ có không cánh giảm. 189 nha cả nhà của em, 180-185 con độ về giúp em làm mặt vừa mặt đẹp nha. Lên chiều cao kèm cân nặng mấy chú ơi, lên chiều cao kèm cân nặng giúp em nha. Vừa đẹp vừa xinh, chị giá hồi nữa. Chị không biết vào giới hạn đây mới nhớ chị mặt. Không biết lên này cho nó lẹ cục viện ơi, tranh thủ mình thao tác mình lên đơn. 1m55-55 con là xe 2. Trước tiên mình xin nào muốn đặt cái con màu trắng, tức là con màu đang mặc á, là chị phải nhắc vào cái giới hạn màu vàng ở bên phía trái màn hình của mình giúp em. Cái mã mà để chữ đã riêng ở đây sẽ là cái mã em đang like nhìn qua chị nhắc một cái chữ mua, là nó sẽ tự động hiện cái màu nó sẽ lên. Màu đang mặc sẽ là con màu trắng nha, là nó sẽ nằm ở dòng số 4. Lướt xuống cái mình chọn cái size cho mình giúp em. Khi mặc size nào thì chị nhắc vào size đó, xong rồi chị nhắc vào chữ mua ngay. Mấy 55 mà 68 con là chọn size 4 nha, chị đợi em chút xíu mặc màu khác, hồi nãy giờ mặc có 4 màu đó. Ok chị Yến Ngân có đơn nè. À chị bánh kem Yến Ngân mua chi yêu nha. Là size 5 nha. Rồi 189.000 mấy chị ơi. Chị lời giờ nhé, phải nói hàng cho xe 5 luôn, giúp em là vừa là đẹp nha. Chị ơi 1m60, 1m55 mà nặng 68 con là chị chọn giúp em là xe 4 nha. Xe 5 chị yêu ơi, xe 5 luôn á chết. Xe 5 luôn giúp em nha. Cứ nhậu xe 4 nè. Nó sai người ta sửa lại cái xe 4 nữa. Không nói không nghe. Tiếng nó kiếm chuyện với em hoài luôn á mấy chị, muốn trả em trả làm gì nó hết trơn á. Rồi chị ơi, chị lò về ở chợ là đò đe nhắc vào cho em. Lò về là cái gì nữa. Ủa em có mua rồi. Quá thất vọng. Ủa em có mua bánh bèo. Cảm ơn chưa đến hẹn gì chị Hồng Thắm. Hello chị Hồng Thắm yêu dấu. Tình yêu của em. Tình yêu to bự. Tình yêu to bự. To bự nửa bên vậy hả? Đúng rồi, phải làm nát tim tao rồi. Sáng ngủ dậy chưa đánh răng mà đặt đi coi like. Phải không? Sáng để ý nè. Em mới coi sắp dặn cơm sắp bậy rồi sáng bà coi like của bé Hấm á. Tại giờ tao thấy bà như bà chưa có ngủ rồi. Tao thấy bà đòi đi đánh răng. Chị làm không được. Lên này luôn đi chị. Lên này đi cho lẹ cục vàng của em ơi, thà chậm mà chắc hả này cho nó có đồ cho lẹ bà ơi, bà đi nhanh hơn ta đi, bà lên này đi chứ bà vô chỗ hàng không biết bà quằn quằn hồi là bà không có đồ bà mặc luôn á. Tại vì mình không biết nó khó lắm mấy chứ em nói thiệt, cái gì em không biết cũng vậy á. Dạ, em không biết cái em cũng không bao giờ mà em tìm tòi được. Giá như một bộ vậy đi. 189.000 một bộ nha. Màu trắng một bộ nhất là giá hàng ấy. Chút đi chị. Cái này là 299.000 một bộ luôn á, đang được hỗ trợ á. Còn 189.000 nha cả nhà, có 189.000 thôi nha. Giá là 189.000, 299 giảm còn 189 cho mấy chị yêu luôn nha. 189.000 một bộ nha. Hình như đang được miễn ship luôn chị. Tại vì hôm nay là cuối tuần mấy chị. Bà nào ăn cơm gì sao? Cuối tuần nha mấy chị ơi. Dạ nên chị yêu nào mà mình lấy con màu trắng thì mình tranh thủ giúp em nha. Trời ơi con này vô duyên. Vô là trời. Màu trắng 52, màu máy 50, 52 con nhắc phải hẹn là xa 2 nha. Cục vàng của em ơi, nhắc vào giữa hàng chọn xa 2 giúp em nha. Trời ơi, xinh quá cả nhà của em ơi. Trời ơi, nghe khói bị đặt cái hủi hủi hoài. Rồi, con này là con màu trắng nha mấy chị ơi. Con em đang mặc là con màu trắng nha. 189.000 thôi cả nhà ơi, 40-85 độ về nha. Rồi, chứ đẹp nào mình đang vào phiên like. Ok, chị yêu luôn. Nhanh tay, gọn lẹ mà có đơn mấy chị ơi. Trời ơi, đẹp quá.
tính ra con này là quá đẹp luôn mấy chị ơi, sang không mấy chị. Nè em đang mặc hiện tại là màu trắng nha, chứ yêu nào thích màu trắng lấy màu trắng, thích màu nào lấy màu đỏ nha. Dạ. Cái gì vậy mày? Cái hoa hồng nó để làm gì vậy? Cái hoa hồng nó để làm gì vậy? Rồi, 189.000 hay để hoa hồng nó làm gì vậy? Thôi tặng gì? Trời ơi, cảm ơn chị yêu đã đặt được đơn luôn nha. Xạo. Nè. Cảm ơn siêu đã đặt hẹn nha. Chào chị Hồng Thắng. Ủa, chị Hồng Thắng bị ẩn rồi đúng không? Chị Hồng Thắng này có ủng hộ em gì không? Cục diện của em ơi, thích bộ này quá mà thích tóc của chị bị khóa rồi, không mua được bà đến này đi. Đến này đi. Chị bị khóa. Hả? Ủa làm gì chị bị khóa? Ồ bà làm gì bà bị khóa mà bà còn comment được cục diện. Bà dụ em phải không? Không mua hàng được thôi, lên này đi cục diện của em ơi. Dạ lên chiều cao cân nặng giúp em đi chị, không cần phải lên này đâu tại vì con này là phải thuộc. Đúng không? Nó trơn xe ba. Nó trơn xe ba, xe ba giờ còn tính giá. Nó trơn nhiều ghê luôn á. Xe ba sáng em coi nó còn cục có chút tiếu vậy mấy chế bà nào mặc xe ba hôm nay là buồn nha. Em mấy xe ba sáng em xuống coi em dạo một cái em thấy nó còn có một cục bay lớn vậy nè. Nó mấy màu luôn mấy chế ơi. Nó hết size rồi. Rồi, 189.000 thôi cả nhà của em ơi, 40-85 độ về nha. Rồi, chế đẹp nào mình đang nhờ xem nay chưa lên đơn tranh thủ nha. Dạ, yeah. Rồi tim tim vào màn hình cả nhà của em ơi. Đặt hàng mới về tranh thủ nhé, còn hẹn thương cho mấy em. Rồi, nếu chị nào không biết đặt hàng thì cứ comment lên cho em biết nha. Dạ, yeah. Có 189.000 thôi mà được một bộ đồ xịn xò cho mình luôn nha. Cảm ơn chị đã đặt hàng luôn nha. Yeah. Ok, chế yêu của em luôn nha. Rồi, chế đẹp nào của em hiện tại mình đang nhờ phiên like mà chưa lên đơn nữa thì mình tranh thủ lên đơn nha. Đang xem like tim tim vào màn hình luôn cho mình giúp em luôn nha. Mình không biết đặt hàng thì cứ comment lên cho em biết luôn, em sẽ hướng dẫn làm luôn cho mình nha. Giá là giá rất là hợp luôn cho mình đó chị, có số 2 không? Có. Có, số 2 có nha, chị yêu nào mặc size 3 lùi là size 2 mặc vẫn ok nha. Tại vì con này coi dạng nhiều mấy chế, coi dạng tốt. Con này coi dạng tốt nha. Hôm trước bầu bên em kìa mấy chị, bà bầu là 6 tháng mấy rồi vẫn mặc được con này nha. Bà lấy sao nó hơi rộng mà. Mẹ em chọc bà em nói, rồi bà mua đi, bà đợi bà sinh xong rồi bà mặc đi. Bây giờ bà mặc rồi mới mốt bà về bà bóp, bà chịu bóp luôn mấy chế. Bà nói mốt bà sinh xong là bà bóp là bà mặc. Ôi, thiệt luôn á, con này nó đẹp. Tại vì mấy chị lấy lên size mấy chị mới mặc được thôi. Rồi 189 con em đang mặc là con màu trắng nha. Số 1, số 2, số 4, số 5 còn nha. Số 3 là ra hết rồi mấy chị ơi. 189 luôn cả nha. 48 con em cầm. Hỏi nhiều cân bà nội. Rồi 189.000 thôi cả nhà của em ơi. Dạ, đẹp quá, sang xịn mịn luôn cả nhà. Trời. Con là sang xịn mịn nha. Bị ấn dữ gì chị không thấm? Bị ấn dữ rồi bà la em phải không? Bà la em phải không? Comment bài. Chị chửi sao em chứ gì, bà chửi em cái gì? Dạ, một áo bao nhiêu tiền em dạ chứ ơi, con là nguyên bộ là 189.000, không có bán áo lẻ mà chứ ơi. Con này bên em hiện tại là không có bán áo lẻ nha. 189 là cả bộ luôn. Mà chỉ nhắn gì mà. Cái này không thấy, không sao, không nhắc, không thấy bà la em chứ gì, hót ra vào lại chị Hồng Thắm ơi, hót ra vào lại đi chị cho nó không có bị ẩn nha. Rồi 189 luôn nha em nha. Mày quá trời luôn, thấy gì trơn á. Áo là bao nhiêu tiền em có làm bán có bộ không, nha. Cái này không bán áo lẻ nha. Chị đợi em chút xíu, bên em vẫn có áo lẻ cho mình, hung lưới nó còn đẹp dữ. Hung lưới. Có lẽ chỉ là chỉ có hung lưới thôi, còn nệm chân cho mình là có bộ nha. Cái bộ có 189.000 thôi chết luôn chị. 1m50-52 là size 2 nha chứ yêu ơi. Chị yêu nào một đặt hàng là nhấp vào giữa hàng giúp em để mình có đơn nha. Mình không biết mình comment lên đi em hướng dẫn cho mình nha. Có 189.000 thôi. Hiện tại là nó đã hết size 3 rất là nhiều rồi cả nhà. Hiện tại bên em size 3 nó đã hết con này rất là nhiều rồi nên mấy chị tranh thủ mấy chị lấy nha. Hồng sen hả chứ? À màu hồng số 2 có nha, chứ yêu hồng nó có số 2 nha. Chị đợi em chút xíu đi mặc màu hồng, tại vì màu hồng nó còn ít em mặc lên không có đủ chốt đâu mấy chị ơi. Con nào nó nhiều em ưu tiên em mặc trước nha. Dạ con hồng phấn hiện tại nó còn ít nên em không có mặc đó chứ. Chứ nhấp vào giỏ hàng chế đặt đi. Nè con màu hồng phấn thì khỏi phải nói, em mặc một màu cho mấy chị xem cái form thôi. Chủ yếu là cả nhà của em mình xem cái form thôi mấy chị ơi. Quan trọng là cái form chị chứ mẫu mã hiện nha, không nhau gì hết tại chị. Đẹp quá mấy chị ơi, con này nó thiệt rất là xinh luôn á, chế yêu nào mà không mua sang xinh mịn cho mình luôn nha. Con nào nó còn nhiều size thì em tranh thủ mặc trước con đó cho mấy chị dễ, mấy chị dễ chốt. Còn chị yêu nào mà hôm nay mặc size 3 lấy tiếp cà để cả nhà. Size 3 tím cà bên em còn nha. Tím cà hiện tại em vẫn còn size 3 cho cả nhà luôn, còn không thì mình lấy xanh bơ nha. Xanh bơ là cũng còn mấy chế. Mấy mẫu này thì rất là xịn luôn chị, màu nào cũng đẹp như nhau luôn á. Không kén da, nó không kén dáng luôn cho mình nha. Mà nó mặc sẽ là con màu trắng luôn cho mình giúp em. Tại vì nhiều khi mấy chị thấy em không mặc á nên nhiều khi mấy chị còn phân vân. Chứ em nói thiệt mấy con này là cái màu nó rất là xinh rồi. Cái màu mấy con này nó chuẩn cực kỳ luôn. 189.000. Rồi 189.000 giá rất là hợp cho mình luôn, chị không mua nhà không ra uổng luôn á. Quá đẹp mấy chị ơi, con này là quá tuyệt vời cho mấy chị luôn nha. 10 điểm không có chữ nhân luôn nha. Rồi 189. 189.000 một bộ luôn cho mình giúp em. Màu đang mặc sao màu trắng nha. Và mẫu này sẽ kèm 2 túi luôn cho mình giúp em. Và túi cũng sẽ là túi sau cái động luôn á. Trời ơi xinh quá cả nhà, mấy mơi rồi con này xinh bơ nè. Rồi thì cứ comment cho em biết nha.
Dạ, lên chiều cao kèm cân nặng cả nhà ơi, lên chiều cao kèm cân nặng để em tư vấn size cho mình rồi em hỗ trợ cho mấy chị nha. Chị yêu nào mình vô giới hàng mình không biết mình cứ comment lên em sẽ hướng dẫn cho mình luôn. Có 189.000 được một bộ đồ, ta nói là quá xịn sò cho mấy chị luôn nha. Rồi em mặc con màu hồng phấn rồi cho mấy chị coi nè. Hồng phấn thì hiện tại chị yêu nào có size thì mấy chị lấy, còn không size thì mấy chị đổi size màu khác cho em nha. Tại vì con này nó cũng hết rồi mấy chị ơi. Đi ngủ nghe Phong với hai bánh bèo. Đi ba, ngủ nghe. Ôi ngủ nữa hàng hả? Thì mua bà ngủ hoài giờ nãy mới hai bà thức giờ bà ngủ nữa rồi hả cục vàng? Ba xin nha. Không, cho đi bà đi ngủ mày ơi. Bắt bà thức đi. Hát đâu. Đặt hàng với cái vị trên hội nhé, phòng cái chuyến hàng luôn xin mời chúng mình nha. Mà đang cảm xác là con màu hồng phấn như cam sữa, màu con màu xanh riêu nè. Mấy con này thì rất sáng da luôn cho mình nha. Mình đã đặt, mình đã mua rồi luôn, thì cứ comment cho em biết không sẽ kèm sản phẩm chưa luôn cho mình nha. Mềm mịn cơ vậy em thoải mái luôn cho mình, chứ em chất liệu phải gì vậy, phải là phế thun mới chị, phế thun là này là phế thun xịn sò luôn cho mình nha. Phế thun nhà em là phế thun có thương hiệu luôn á, mà không nói ra được nó là bị vi phạm á. Nói chung ơi, là nhận hàng thì mình cứ phải kiểm tra hàng thôi vậy, nếu hàng không giống cho hàng quay đầu luôn cho mình, giúp em ẩn hoài giận không mình chị comment chửi hay em gì mà nó ẩn quá chị không thấm chị comment gì mà nó bị ẩn của chị quá trời quá đắt đi về cái không thấy hàng đâu, giờ thấy hàng hoài nhìn nhức mắt rồi rồi thì thầy không có nước cái thầy dạ. Mình đặt hàng mấy cái phía trên hưởng nhé, phổ hẹn luôn cho mình nha. Mình không biết đặt hàng thì cứ comment cho em biết luôn, có 189.000 luôn chị. Samber số 3 thì nhất phổ hẹn mình chốt nha, chứ mình comment như vậy cũng không có đơn cho mình đâu. Đặt hàng là mình phải thao tác vào cái hàng biết em là mình sẽ có đơn nha. Xin mình comment lấy cho chị một bộ, lấy chị hai bộ là không có đơn cho mình đâu chị. Các bạn đợi em tí xíu nha. Mẹ em có kêu mà. Mình không biết đặt hàng thì cứ comment lên cho biết luôn nha. Size sẽ là từ size 1 cho đến size 5, từ 40 con cho đến 85 con qua đầu cho mình luôn chị. Chất liệu thợ là phải thun luôn nha. Vì vậy mình nói có độ coi dẻo thoải mái luôn cho mình á. Trời ơi, thầy gì mà dụ con dẻ có ngày. Em tính mặc con hồng phấn. Em tính mặc con hồng phấn mà nó quất con số 3. Mấy chị nghĩ em mặc cỡ nào giờ, đi lấy số 1 đi em. Nè mấy chết. Con bỏ lại bộ gì? Trời ơi, số 3. Em mặc có số 1 và nó quất số 3. Xanh bơ size 3 thì nhóm hồi giao hàng đi chỗ tím cà cũng còn size 3 nữa nè cả nhà. Tím cà bên nhà em vẫn còn size 3 cho mình nha. Rồi 189.000 cả nhà ơi. Nè. Đẹp chua, tay là tay phòng cho mình nha. Con tím cà nè mấy chị ơi. Rồi phơm dán chất liệu vải con này là hơi bị đỉnh cho mấy chị luôn nha. Biết nhau, biết đúng để giấu là không bị ẩn. Phải không cục vàng? Rồi 189 nha mấy chú yêu ơi, 189 giúp em nha. 40-85 độ về giúp em làm mặt vừa mặt đẹp con này nha. Em đang mặc hiện tại là màu tím cà nha mấy chị ơi. Em đang mặc hiện tại là màu tím cà giúp em nha. Rồi 189 luôn cả nhà ơi, 189 luôn giúp em nha. 40-85 con độ về nha cả nhà ơi. Rồi chứ đẹp nào của em hiện tại mình đang nhờ phiên live này nữa, mình đặt hàng mình tranh thủ giúp em. Em đang mặc là tím cà, tím cà hồi nãy giờ là nó còn đủ size nha cả nhà ơi. Nè. Rồi con này là con màu xanh bơ giúp em nha mấy chị ơi. Con này sẽ là con màu xanh bơ nha. 40-85 con độ về nha. Biết có dấu vẫn ẩn bình thường nha. Hai bà tranh chấp đi, nhớ mua hàng ủng hộ em nha. Rồi con này là con màu xanh bơ nha. Em là em dại khờ trên đây lắm mấy chứ ơi. Rồi con này là con màu xanh bơ nè. Còn em đang mặc là màu tím cà nha. Rồi 189 luôn mấy chị ơi. 50 con là chị cao bao nhiêu chị Ngọc Mai? 50 con trên mét 6 lấy size 1, dưới mét 6 lấy size 2 giúp em nha. Thích ôm thì cứ lấy size 1 nha cục diện ơi. Tại vì chị có 50 con à. 50 con chị thích ôm thì chị cứ lấy size 1 nha. Rồi mấy chị ơi, con này là con màu xanh bơ giúp em nha. Trời ơi con hồng phấn nó đẹp như thế này nè. Tính là con hồng phấn rồi mà nó lấy size 3 mà không được mấy chế, mới lấy là size 1 nè. Rồi 189.000 thôi cả nhà của em ơi. 40-85 độ về giúp em làm mặc được nha. Lên chiều cao kèm cân nặng cả nhà ơi. Vậy vậy biết có dấu đi. Cho chị một bộ xanh bơ. Chị Cúc Cúc ơi, chị một bộ xanh bơ. Chị nhóc vào giới hàng giúp em nha. Con màu hồng đẹp lắm cả nhà ơi. Con màu hồng hơi bị xịn sò cho mình luôn nha. Rồi 189 thôi cả nhà. Chị đang bằng tính gì vui vậy? Hai bà nói viết không dấu gì không. Kêu viết có dấu. Hai bà cưng quá à. Rồi 189.000 cả nhà ơi. Cô tao đâu cho tao uống miếng coi. Chị Cúc mua đâu uống. Rồi một thằng này em trai mà chậm ghê luôn mấy chị. Hai bà ngồi đó tranh chấp nhau đi, nhớ mua hàng cho em nha. Mua nữa đi chị, mua đi tranh chấp tiếp thì ơi. Đừng quên em nha. Số 5, 55 con là size 2 giúp em nha cục diện của em ơi. Rồi con này con màu hồng phấn 189 luôn cả nhà ơi. 189 giúp em nha. 189.000 một bộ luôn cho mình giúp em nha. Tức ra con này là nó hời á cả nhà.
con này là quá hời cho mình luôn nha. Rồi trái đẹp nào mình đang vào phi line này, mình đặt hàng mình tranh thủ mình thao tác vào giỏ hàng nha. Quần là quần ống rộng cho mấy chị như thế này luôn, nó có đầu co giãn lưng bản cho mình nha mấy chị. 189 luôn giúp em nha. Mét 60 mà 52 con là size 2, mét 52 52 là size 2 giúp em nha. Mét 60 60 con nhé, phải hàng cho size 3 cho mình là vừa đẹp nha. Chị nhận đầu rồi nha, em mặc đẹp lắm. Cảm ơn chị yêu luôn nha. Rồi đang mặc hiện tại tím cà là nó còn đủ size cho cả nhà của em luôn nha. Chứ đẹp nào mà mình lấy tím cà thì mình tranh thủ mình vào giỏ hàng mình lấy. Chia sẻ phiên like tim ti và màn hình ấn nút follow giúp em nha. Cục vàng ơi, hai bộ đồ lam xanh tím quế ok, chị Lê Mỹ Trâm có đơn nè, Lê ok chứ yêu của em luôn nha. Rồi con màu hồng phấn nó đẹp quá cả nhà ơi. Con này là con màu hồng phấn 189 nha mấy chị ơi. 189 luôn giúp em nha. Tranh thủ để chút xíu qua mẫu mấy chị không mua được con giá hồi giá này uổng lắm. Mẫu là không được mua được giá này, chị giá này là giá chưa ở trên live thôi thì là. Màu tím cà hết số 3 rồi hả? Còn mà. Ủa nãy còn mà giờ hết nữa hả? Ủa gì vậy trời? Hết hoài chứ. Có xe ba luôn rồi. Hết nữa. Ủa trời trời. Hai xe ba nó chơi em hay gì mấy chứ. Xe ba đã còn màu ngói nè, màu đỏ, xanh bơ hết, xanh biển hết trơn rồi đó. Rồi hết trơn luôn, xe ba giờ không còn gì trên trái đất này trơn mấy chứ ơi. Xe 1, 2, 4, 5 đã còn nhiều nha. Xe 2, xe 3 hiện tại là đã hết rồi mấy chứ yêu ơi. Xe 3 hiện tại nó đã hết rồi nha. Rồi 189.000 luôn mấy chứ ơi. 189 luôn giúp em nha. Trời ơi hết trơn luôn rồi, cả nhà hồi nãy mình đặt hàng được cái thời trung hội nhóm hàng của mình nha. Rất là hồi nhóm của mình đó chị. Các em hôm nay toàn mặc size 3 hay sao mấy chứ ơi. Hồi nãy giờ size 3 nó hết trơn rồi đó. Còn phải đi sạch sẽ luôn, không còn gì chân luôn. Hết trơn mấy chứ ơi, nhưng mà vui nha, bán hàng hết mới vui mấy chứ ơi. Rồi 189 nha cả nhà. Thấy không? Cái mai là chửi chứ không còn gì đó. Em gái lứa nào vậy không? Nè tao nè. Nhân hoài không hay vậy. Bằng hồi chứ lớn mới nói tao nhắc nhở hoài vậy. Bây giờ nước sờ lơ nó mới chết, lâu lâu nó có cơ hội mới chết. Rồi 189 nha cả nhà của em ơi. 189 giúp em nha. 189 nha, mà bộ luôn cho mình, giúp em cứ tiền lên là đủ chiều cao kèm cân nặng cho mình luôn, giúp em luôn nha. Mà đang mặc sao không, màu tím cà, chị tím cà thì đẹp quá à. Rồi chị yêu nào lấy tím cà thì mình tranh thủ vào giỏ hàng mình lấy luôn giúp em nha. Có 189.000 thôi cả nhà. 40-85 con độ về với mặt vừa con này nha. Rồi đang mặc tàu cái tâm cho mình quạt luôn. Từ bốn hình được nha bạn. Từ 40 con cho đến 85 con bắt đầu luôn là mình phục vụ một đẹp nha. Lên đầy đủ chiều cao kèm cân nặng cho mình đó chị, là mình sẽ nhập được trái hoài và giá trị. Lên chiều cao kèm cân nặng đi cả nhà ơi, em tư vấn sai cho mình rồi, mình thao tác vào chỗ hàng nha. Rồi bây giờ em qua mẫu với mấy chị ơi, bây giờ em qua áo lẻ cho mấy chị nha. Chị yêu nào chưa lên đơn thì tranh thủ đi em qua áo mẫu cho mấy chị nè. Ai chứ được con áo lẻ cho mình, áo lẻ là chị. Dạ em qua áo lẻ nha mấy chị ơi, chia lại đi em. Con 166k mua nữa. Trời ơi, mua nữa đó chị Hồng Hắm, coi màu nào còn sót chứ mua đi chứ yêu ơi. Coi màu nào còn sót lại trên cuộc đời bà mua đi, em lên áo lẻ nha cả nhà ơi. Bây giờ để em qua áo lẻ cho mấy chế nha. Đẹp quá không? Mẫu này thì rất là xịn sò cho mình luôn nha. Ờ à, có màu trắng không em, phải gì có vậy nha. Con này là phải thun nha chị. Màu trắng mới hay ra đúng chị. Màu trắng này mới vừa hay ra cái đợt luôn á cục vàng. Nè em có màu trắng nữa. Xin sò luôn cho mình nha, mẫu này là một chân mình phải giấu đã là 189.000 nha. Nhưng chỗ nào chưa đặt chưa mua nữa thì cứ việc nhấp khẩu hàng chốt tiền trước lại luôn cho mình giúp em. Mình không biết đặt hàng thì cứ comment lên cho em biết nha. Tím cà có size S không shop hả? Size 1 là có nha. Size 5 hả? Có nha, size tím cà có size 5 á chị. Đặt hàng thì mình cứ việc trên nội nhấp khẩu hàng luôn cho mình giúp em. Mình không biết đặt hàng thì cứ comment lên cho em biết nha. Size S là từ size 1 đến size 5, 40 con đến 85 con quay đầu luôn xin mời giúp em. Chị nào không mua thì mình cứ việc để lại cái chiều cao và kèm luôn cái cân nặng cho mình là mình sẽ nhận được giá hời và giá trơn từ bên em nha. Màu đang cầm sẽ là con màu xanh biêu cơm sữa với màu con màu hồng phấn nha. Mấy con này thì rất là sáng da luôn cho mình giúp em luôn á. Và ba hiện rất là dễ mặc, độ tuổi nào mặc cũng phù hợp luôn nha. Giá 1m50, 1m50, 60 con nhấp khẩu hàng chợ size 4 luôn giúp em là đẹp nha. Rồi, tranh thủ nha mấy chị ơi. Thì trong nhất phải hàng trong xe 4 luôn xin mình. Chúng em đầu đẹp quá chừng luôn, đẹp thì mua đi chị. Đẹp thì mua đi, mấy cục vàng của em ơi. Đẹp là mình phải thao tác vào giữa hàng mình mua nha cả nhà ơi. Đẹp mua là uổng á. Rồi, qua cho mấy chế một con siêu phẩm bên nhà em nha mấy chế ơi. Con siêu phẩm mới về hàng cho cả nhà luôn nha. Con này hôm nay lên giá cực sốc cho cả nhà luôn. Em đang ghi với mức giá là 109.000 thôi cả nhà của em ơi. 40-85 độ. Cảm ơn siêu đặt hàng luôn dạ. Con này hôm nay kỳ ân cho cả nhà của em luôn. 109 thôi cả nhà ơi. Đẹp chua cả nhà. 40-85 con độ về nha. 109 em sẽ có màu tím quế nè, màu xanh bơ nè, màu xanh ngọc và màu vàng cho mình luôn. 109 nha cả nhà ơi. Màu trắng, màu đen em có đủ cho mình luôn nha. Rồi, chế đẹp nào hiện tại của em mình đang vào phiên live này, mình tim tim vào màn hình nha cả nhà ơi. 40-85 con độ về giúp em làm mặc được con này nha.
từ 40 con cho đến 85 con mà luôn với đầu luôn là vừa mình gặp nghe vải gì đó em phải là phải thương nha chị. Mấy chị yêu ơi, chịu khó lên nha. Chiều cao kèm cân nặng giúp em tư vấn size cho mình rồi mình thao tác vào cho hàng mình chốt nha. Có 109.000 mấy chị thấy cái phần in này không? In là in ở nhiệt độ cao cho mình luôn nha. Mấy trên luôn đi em. Em ra ngoài bóp đi. Cái gì đâu mà đây quá trời. Cái này là... Rồi, con em đang mặc con này là vải thun xịn sò luôn nha mấy chị ơi. Có 109.000 màu trắng màu đen này em có về hàng cho mấy chị luôn nè. Mấy chị nhìn cái phần in bông của nó để em lấy cái màu đậm đậm cho mấy chị dễ nhìn nha. Em lấy cái màu đậm đậm cho mấy chị coi cái bông trước nha cả nhà của em ơi. Con này là in nhiệt cho mấy chị ơi, in trực tiếp vào áo luôn. Mặc là không lo vấn đề gì hết nha, cũng không lo bị tróc luôn. Kỹ thì giặt tay thôi, còn giặt máy là cũng bình thường nha mấy chị ơi. Rồi, 109 luôn cả nhà. 109 luôn giúp em nha. 40-85 con độ về giúp em làm mặc được nha. Có 109.000 thôi qua quên chị lắm rồi. Rồi, lên chiều cao kèm cân nặng nha mấy chị ơi. Cái đó đó. Rồi, 109 luôn giúp em, 40-85 con độ về giúp em làm mặc vừa mặc đẹp tay là tay dài cho mình luôn nha. In ở nhiệt độ cao cho mấy chế nè mấy chị nhìn nè. Trời ơi, con này là hơi bị đỉnh luôn á cả nhà. 40-85 áo lẻ không chị ơi. Con đang lái gì mà đứa này. Nè. Em có về được thêm con màu xanh riêu cho mấy chị nha. Con này hôm nay chân cho cả nhà của em luôn nha. 109 mấy chị muốn coi màu nào mấy chị cứ comment lên em cho mấy chị coi màu đỏ nha. Có 109.000 thôi. Màu trắng, màu đen, màu xanh riêu, ba con màu này là không thể nào thiếu nên nó là những con màu cơ bản thôi mà cả nhà. Trời ơi con màu đen nè cả nhà ơi. Rồi, 109.000 luôn với em đó chị ơi. Em đang mặc hiện tại là con màu hồng phấn nha. Chế đẹp nào lấy con màu hồng phấn thì mình tranh thủ vào cửa hàng mình lấy giúp em nha. Chị yêu nào cái mình đang nhờ phiên live mà mình không biết đặt hàng mình cứ comment lên. Em ơi chị không biết đặt hàng hay đó bên em hỗ trợ tư vấn cho mình luôn. Trời ơi con màu hồng phấn nè cả nhà ơi. Con này là con màu hồng phấn giúp em nha. Con này hết luôn cho mình nha. Dạ. Chị nào muốn mua cái mẫu này mình cứ thì thao tác vào cửa hàng mình chốt cho mình nha. Mẫu này cứ việc lên chiều cao kèm cân nặng em tư vấn sai cho. Rồi mình thao tác vào cửa hàng mình chốt cả nhà của em ơi. Rồi 109 luôn, tay sẽ là tay dài cho mình nha. Form dáng con này là hơi bị xịn luôn á. Em có màu trắng và màu đen nha. Màu trắng màu đen là không thể nào thiếu trong tủ đồ của mấy chị nha. Da trắng da ngâm gì con màu trắng màu đen này mấy chị mặc cũng đều được nha. Em đang ghim cho mấy chế chỉ có 109.000 thôi cả nhà của em ơi. 40-85 con đổ về là mặc được luôn với em nha. Nè. Từ 40 con cho đến 85 con qua đầu luôn là mình vừa đẹp nha. Mẫu này rất là đỉnh nhiều luôn, chị không mua cho mình rất là uống nha. Mà dạ. Lên cặp sơ con màu trắng, cứ việc lên chiều cao kèm cân nặng giúp em nha cả nhà ơi. Lên chiều cao kèm cân nặng đem tư vấn size cho mình nha. Rồi 109 luôn giúp em cả nhà ơi. 109 giúp em nha. Trời ơi đẹp 109.000 mà bộ luôn cho mình. Dạ. Dạ. Con này là in trực tiếp bảo cho mấy chế luôn nha. Trời ơi nổi nhiệt độ cao, nút là nút ngọc cho mình luôn. Có bộ màu xanh ngọc không? Màu xanh ngọc hả? Không có xanh ngọc chị. Em có áo xanh ngọc được không chế yêu ơi? Bộ thì em không có nha. Áo lẻ thì em có màu xanh ngọc nè. Có bộ là bộ trơn mới có nha. Trời ơi con này nhận về không đẹp không cần phải trả tiền cho bên em đâu, trả hàng cho shipper luôn. Nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Rồi 109 thôi cả nhà. 109 luôn giúp em nha. Tay sẽ là tay dài cho mấy chị như thế này, nút sẽ là nút ngọc đóng trực tiếp vào áo cho mình nha. Trời ơi, nút cái là xanh ngọc và cổ cũng sẽ là của team luôn cho mình nha. Và nút bên em sẽ đóng hết trực tiếp áo luôn cho mình nè. Dạng này dạng cầm đầu nha, rất là đẹp luôn cho mình nha. Mặc hỏi quay tới quay luôn mà không lo sợ bị hở luôn cho mình á. Đẹp quá cả nhà thôi, ơi. Thôi con chầm lại 9.000 áo giá rất dạ, là hợp cho mình. Màu trắng cao 1m50-65 là size 5 nha chú yêu ơi. Nhấp vào giới hàng chọn size 5 em đang ghim lại cho mấy chị nè. Dạ 109.000 một con. Chị yêu nào mà đang được hỗ trợ giá thì mình tranh thủ vào giới hàng mình lấy giúp em nha. Có 109.000 mà mấy chị thấy không? Con nào là xứng đáng đồng xiền bát rạo con đó nha. Có nhiều chị đang được hỗ trợ giá còn 97.000 giống như em vậy đó mấy chị ơi. Nè mấy chị thấy con màu xanh ngọc không? Trời nó ngọt quá chị ơi, in cái bông hali này nó rất là đẹp luôn mấy chị thấy không? Nút là trắng cao 1m50-65 con nhé, phải hàng chợ size số 5 luôn chứ dạ. Là vừa là đẹp lên nha. Lên chiều cao kèm cân nặng cả nhà ơi, tư vấn cho mấy chị rồi mấy chị thao tác vào cửa hàng mấy chị chốt giúp em nha. Có 109.000 thôi. 109 luôn cả nhà của em ơi, 40-85 con độ về giúp em từ nha. Từ 40 con cho đến 85 con qua đầu luôn là mình phục vụ đẹp nha. Cứ thiệt lên đầy đủ chiều cao kèm cân nặng cho mình giúp em. Em tư vấn sao rồi mình có thể thao tác vào cái hàng chốt thì mình sẽ nhận được giá hời và giá siêu từ bên em luôn nha. Con 109.000 áo giá rất là hời luôn chị. Ôi con này là con màu xanh bơ này cả nhà. Con này là con màu xanh bơ với em nha. 109 màu trắng màu đen này em có đủ cho mình luôn. Chị yêu nào mà thích màu nào mình cứ thao tác vào cho hàng chốt màu đó nha. 40-85 độ về luôn 109 thôi cả nhà. Trời ơi con màu xanh mấy mẫu này thì nó dễ mặc chỉ còn có quần trắng cái quần đen thôi chị là mình phối phô từ thoải mái luôn nha. Mà giá cũng rất là hời luôn nữa. Một cái áo con trong máy thì giá rất là hời luôn cho mình nha.
và quan trọng là em chỉ chân cho mình nói trên like thôi, để xuống đây là trả từ mức trái khác thì rất là ổn nha. Nên chị đợi đã xong live tiêm cho mình chưa mình. 109 thôi nha mấy chị ơi. Rồi con này là con màu xanh ngọc, mấy chị ơi tay sẽ là tay dài luôn. Nó nút là nút ngọc luôn, giúp em đóng trực tiếp vào áo cho mình nha. Rồi lên chiều cao kèm cân nặng nha. Bộ em thấy gì? À, bé ơi đứng dậy chị coi chiều dài ở bé okay, dạ rồi để mình chị coi như kiếm đôi dép hay chưa Dương ơi. Kiếm dép. Cái này là nên kiếm một lẻ phù lẻ nha. Con này cái form của nó thì cực kỳ đẹp rồi cả nhà ơi. Có màu nào không em cái gì? Nhiều màu lắm. Có màu không em có nha, mẫu này nhiều màu lắm. Đứng dậy cái màu lên cho mình xem nè. Mẫu này em có nhiều màu lắm chứ Dương ơi. Rồi đang mặc hiện tại là con màu hồng phấn, cái form của nó dài rất là vừa vặn luôn mấy chị ơi. Dạ, em đang ghim cho mấy chị là 109 ngàn, em có về thêm được màu xanh real cho cả nhà nha. Màu hồng phấn dạ, nè. Hồng phấn nè. Màu vàng. Màu xanh ngọc. Đẹp quá à. Màu đen. Màu xanh real. Màu trắng. Màu đỏ. Màu xanh bơ, màu xanh dương, màu tím quế và cuối cùng là màu tím cà cho mình nha. À, nhiều ký cao bao nhiêu cái gì em nhiều em ký cao nhiều vậy em là mét 68 lần á, em có 48 con rồi còn vàng chắc 48-49 con à. Dạ em là mét 68 là cái chiều dài nó như vậy là vừa nha mấy chú ơi, không có lo bị ngắn nha. Dạ đồ bên em đừng lo gì hết, chỉ lo tốn tiền thôi, lo đẹp thôi mấy chị ơi. Rồi 109 ngàn một con này form đẹp lắm, chất vải của nó là vải thun á mấy chị, nên nó rẻ mặt cực kỳ cho mình luôn nha. 109 ngàn một con luôn. 109 ngàn mà áo luôn cho mình giúp em nha. Con form này nó thiệt rất là đỉnh luôn. Chị yêu nào mà mê cái màu xanh real là không được bỏ qua con này nha. Xanh real là hôm nay có hàng cho mấy chị rồi nha. 109 luôn, 10 con mặc đi như một luôn mấy chị ơi. Nè, em đang mặc hiện tại là size 1 nhưng mà chị yêu nào mà muốn mặc vừa mặc bạn đẹp hơn á, lên chiều cao kèm con nặng giúp em nha. Form lên này chiều cao kèm con nặng cả nhà ơi. Dạ chị nào muốn mua một cái phì để dạ. Lại cái chiều cao kèm cân nặng chắc chắn là sẽ nào mà thích nhẹ nhàng thích ngọt ngào thì không hề bỏ qua con màu em đang mặc nha. Con màu em đang mặc là quá ngọt cho mày rồi. Rồi con màu này hiện tại em đang cầm trên tay nó sẽ là con màu xanh real nha, 109 luôn cả nhà ơi. Màu xanh real nè, con là con màu tím cà giúp em nha, 109 thôi mấy chị. 109 ngàn một áo luôn cho mày với em. Chị nào đang xem live tiên tiên và màn hình luôn cho mày với em, mà không biết khách hàng thì cứ comment lên cho em biết nha. Xe sẽ là từ xe 1 cho đến xe 5, từ 40 con cho đến 85 con. Từ 40 đến 85 con đổ về quần là mấy chị có thể phó quần trắng và quần đen đều được cùng giúp em nha. Thấy không? Đó thì tự lao đi. Chuyên gia. Chế muốn đặt áo màu vàng nhé, phải hàng nhất vào giỏ hàng đi chị yêu ơi, màu vàng thì nhất vào giỏ hàng đi cục gì. Màu vàng này em có màu vàng cho mình, trời ơi màu vàng nó đẹp nha mấy chị ơi. Con màu vàng này là hơi bị xịn xò cho mình luôn nha. Rồi một để chị muốn đặt màu vàng thì chị nhắc phải hàng mình đặt đi, chị em nhớ cho mình đặt hàng nha. Trước tiên mà chị nào muốn đặt hàng cái con đang mặc cái chị là con màu vàng là chị phải nhắc vào cái chân hàng màu vàng ở bên phía trái màn hình của mình giúp em. Cái mã mà để chữ đã riêng ở đây sẽ là cái mã em đang like nhìn qua, chị nhắc vào cái chữ mua là tự động quá. Nó sẽ hiện cái băng màu nó sẽ lên con màu vàng của mình, là nó sẽ nằm ở dòng số 3 nha. Này màu đen, này màu tím cà, này tức con màu vàng. Lướt xuống cái mình chọn cái size cho mình, chị mặc size nào thì chị nhắc vào size đó, xong rồi chị nhắc vào chữ mua ngay. Ở phía trên đây thì mình có thực hiện thông tin giao hàng của mình giúp em, lướt xuống tích vào thanh toán khi nhận hàng nhé, phải cho đặt hàng luôn. Rồi cho mình lên chiều cao kèm cân nặng cả nhà của em ơi, 109 luôn giúp em nha. Em đang mặc hiện tại là con màu hồng phấn nha cả nhà, còn con này là con màu xanh giúp em nha. Con này là con màu xanh ngọc rồi mấy chị ơi, in trực tiếp vào áo cho mình nha, in trực tiếp vào. Rồi, chế muốn đặt thì chớ ơi, chứ nhấp vào giỏ hàng chế coi giúp em coi mình đã đặt được hay chưa nha. Rồi, 109 nha cả nhà, 109 luôn giúp em nha. 40-85 con độ về giúp em là sẽ mặc được nha cả nhà ơi. Rồi, chế đẹp nào của em hiện tại mình đang vào phiên live này, mình tiêm vào màn hình giúp em nha. Có 109 ngàn một áo thôi cả nhà ơi, mà form dáng chất liệu vải con này là hơi bị đỉnh luôn á cả nhà. Đẹp quá à. Xin sờ luôn cho mình giúp em luôn nha. Chị nào mình đã đặt mình đã vô rồi luôn thì cứ comment cho em biết nha. Màu đang cầm sẽ là màu hồng phấn nha, màu đang mặc sẽ là màu hồng phấn luôn cho mình nha. Phấn thì rất là ngọt luôn á. Trời ơi con màu vàng đẹp quá mấy chị ơi, con nào cũng bỏ qua được màu vàng nha. Nhưng riêng về con này là không bỏ được cho mấy chị ơi. Hay mà. Lấy bộ màu trắng tay lỡ chị coi em, áo màu bộ màu trắng tay lỡ là mẫu nào chứ yêu, mẫu em mới vừa qua hay là sao chị yêu ơi. Dạ một cái màu hồng chị yêu ơi, chị một cái màu hồng thì chị nhấp vào giỏ hàng giúp em nha. Màu hồng thì chị nhấp vào giỏ hàng đi, 42 con là size 1 nha chị Hà Trần ơi. Ở đây nè một cái vàng thì nhấp vào hàng một chút được chị, chị Như nhấp vào giỏ hàng mà nó có đơn nha, chứ mình còn mấy gì vậy không có đơn cho mình đâu ạ. Rồi cho em xem đen nè cục vàng ơi, có đen cho mình luôn nha, đợi chút xíu mới chế để em quấn đầu nó không có la em nữa
Nè con này là con màu đen nè cả nhà. Con này là con màu đen giúp em nha. Trời ơi đẹp chưa cả nhà của em ơi. Rồi một đẻ chín luôn cả nhà. Con này rất là sang dạ. Nhưng mà lúc chị không mua cho mình rất là uống nha. Xuống like là trở về giá 165.000 nhưng mà chứ ở trên like chỉ còn có 109.000 thôi. Trên like em đang được giảm chỉ còn có 109 thôi. Nên chứ đẹp nào mà mình ưng được con nào mình chốt con đó nha. Nè con màu đen chối với quần đen cũng được. Còn phối với quần trắng cũng đẹp cho mình luôn nha. Hai con dễ mặc nhất là con màu trắng và con màu đen nha. 109 thôi cả nhà ơi. 109 luôn giúp em nha. 109.000 mã luôn chị mời giúp em cứ việc dạ. Có hiểu chiều cao kèm cân nặng cho mình nha. Size sẽ là từ size 1 tới size 5 từ 40 con đến 85 con quay đầu cho mình đó chị. Trời ơi cứ việc lên chiều cao cân nặng đi cả nhà ơi. Rồi con này là con màu vàng nè cả nhà. Nè. Ấy thích cái màu vàng này chưa? Rồi tay là tay dài cho mình như thế này nha, nút là nút ngọc đóng trực tiếp vào áo cho mình luôn. Rồi lên chiều cao kèm cân nặng cả nhà ơi. 109 đủ chiều cao cao và kèm cân nặng dạ. Cho mình giúp em 109.000 mã luôn chị ngày hôm nay nha. Trời ơi có xanh riêu nữa. Em có màu xanh riêu cho mấy chị yêu nữa nha. Chị yêu nào mà thích xanh riêu là không hề bỏ qua nha. Nó tiêm ti vào màn hình, mấy chị nhìn cái phần in hoa ly của nó nè. Rất là đẹp, kiểu này rất là mới cho mấy chị luôn nha. Chưa ai có luôn mấy chị nhìn nè. Trời ơi, nó mềm, nó mịn cả nhà ơi. Rồi, 109 luôn nha cả nhà. 109 giúp em nha. Đẹp chưa, đẹp chưa. Món này thì rất là xịn luôn cho mình nha. Chị yeah. Nào mà nó đặt mà nó mua rồi thì cứ comment lên cho em biết nha. Rồi sẽ kèm sản phẩm chi ân luôn cho mình nha. Giá thì giá rất là hợp cho mình luôn chị. Rồi, con này hiện tại sẽ là con màu trắng với em nha cả nhà ơi. Con này là con màu trắng nha. Cao 1m55 nặng 62 cân nhất phải hèm chọn size 4 luôn chứ em đồ phải đẹp nha. Size 4 nha cục diện ơi, con này size 4 là đẹp luôn. Trời ơi con màu trắng nó sang cả nhà ơi, màu trắng mà phối với quần đen là sang nha. Mấy con này không chơi vào đâu được, màu đen này rất là đẹp cho mình nha. Dạ. Rồi 109 luôn nha cả nhà, 40-85 độ về nha. Rồi kéo vô em. Rồi, chứ đẹp nào các em hiện tại mình đang giờ xem live mình chưa lên đơn thì mình tranh thủ mình lên đơn nha. Mẫu này bên em có màu trắng cho cả nhà nữa nè. Trời ơi con màu trắng nó đẹp quá mấy chị ơi, có 109.000 thôi. Còn không mấy chị lấy muốn mà lấy màu mới là mấy chị lấy con màu xanh riêu nha. Con màu mới là con màu xanh riêu này chỉ có 109.000 một con thôi. 40-85 con độ về giúp em làm mặc được con này nha. Cứ việc lên chiều cao cân nặng đi cả nhà. Cứ việc lên chiều cao cân nặng giúp em nha. Trời ơi, con màu xanh riêu nè cả nhà. Con này là con màu xanh riêu luôn giúp em nha. 109 thôi mấy chị. 40-85 con độ về giúp em làm mặc được nha. Tay sẽ là tay dài nè mấy chị. Không có in hoa cho mấy chế luôn. Tay là tay trơn nha. Con này rất là đẹp luôn. In hoa là trên ngực một bông nè. Dưới cái tà một bông như thế này luôn. Sẽ tà hai bên rất là ngọt cho mình luôn. Tay là tay dài nha. Rồi 109 đặt hàng thì mình tranh thủ giúp em nha. Dạ bà ba màu tím chưa ơi. Màu tím mấy chị nhấp vào nhỏ hàng đi cục vàng. Em có màu tím là nhấp vào nhỏ hàng giúp em nha. Ok chị yêu nè, ok chị Liên Bình có đơn nè. Trời ơi có 109.000 mà tao nói cái mẫu này nó sang cả nhà ơi. Con mẫu này là hơi bị sang cho mình luôn. 1m6 40 con là size 1, 1m52 mà 50 á. 1m52 52 con. Chị Trần Linh chọn size 2 giúp em đi chị Trần Linh ơi. Trần Linh chọn size 2 em có màu tím cà nữa nè cả nhà. Chị Ngọc Hà ơi chị đặt hàng 1 là nhấp vào giỏ hàng còn 2 lên cái này giúp em mới có đơn nha. Chứ mấy chị comment lấy một cái lấy hai cái này em không có lấy được cho mình nha. Tại vì mình đang xem trực tiếp ở trên live trên giỏ hàng là mấy chị phải nhấp vào giỏ hàng thôi cả nhà. Rồi con này luôn giúp em, con này sẽ là con màu tím cà mấy chị thấy có bỏ được cái nào không. Tính ra có 109.000, 165.000 giảm còn có 109.000 luôn á. Cuối tuần là bên em ưu đãi cho mấy chị rất là nhiều nha. Rồi màu trắng nè, con là con màu xanh riêu. Đối với những tình yêu nào đã từng mua hàng bên nhà Cúc Dũng rồi mình cứ thao tác vào giao hàng mình chốt. Còn chị yêu nào chưa từng mua hàng thì cứ việc lên chiều cao kèm cân nặng đem tư vấn sai cho mình rồi mình thao tác vào giao hàng mình chốt để mình có được cái giá hồi giá rẻ nha. Hai áo chẳng hơn là gì cục vàng như ý lời. Hai áo chẳng không là gì cục vàng ơi, chị comment lại giúp em nha, chị comment lại giúp em, chị lấy một cái em ơi. Chị ơi chị lấy một cái thì chị nhấp vào giỏ hàng chị Như Ý Lê nè. Chị ơi chị nào mà đặt hàng nhấp vào giỏ hàng giúp em, còn mình không biết mình cứ comment lên giúp em là không biết để em hướng dẫn cho mình nha. Con xanh riêu không phải áo lẻ nè, cũng có màu vàng đi em, chị mới đặt màu vàng. À dạ rồi để nè màu vàng nè chứ yêu. Con màu vàng này lên hình nó đẹp lắm nhưng mà em sợ lên hình nó bị chói mấy chế, nhìn mấy chị nhìn không rõ. Con màu vàng này thì nó đẹp rồi, màu vàng màu đỏ là hai màu cơ bản rồi mấy chị ơi. Chút phải là vải thun giúp em nha. Con này nó có độ co giãn luôn mấy chị ơi, in là in trực tiếp vào áo cho mình luôn. Chị đặt thêm ba cái áo rồi đó. Bánh bèo cảm ơn chị Hồng Pháp. Ủa chị chưa đi ngủ hả cục vàng ơi, chưa ngủ hả chứ em. Rồi xinh lắm mấy chị ơi, con màu vàng hơi bị đỉnh luôn á cả nhà. Trời ơi con màu vàng này đẹp chưa mấy chị ơi. Nè tay dài cho mấy chị rất là mềm nha, con vải này mềm mịn nha. Trời ơi, cảm ơn chị yêu nha, cảm ơn chị Hồng Hấm đã ủng hộ em nha. Chị muốn hai áo mà không biết mua trong vỏ hàng được. Trời ơi sao chị không biết mua cục vàng của em ơi. Trời ơi, mới thấy nè.
đúng không? Trời ơi, tao mới thấy à. Mày thấy vậy? Nên chắc tao trúng số à. Rồi, con này là con màu vàng mấy chị ơi. Con này là con màu xanh riêng à. Chị đặt thêm áo đó bánh mèo chưa? Ủa là chị đặt chưa chị? Ủa chưa ngủ hả? Chưa ngủ hả? Chị đặt khi màu vàng màu hồng phấn màu xanh riêu ngon hé ngon. Vậy của em ơi, trời ơi. Cảm ơn chị Hồng. Cảm ơn chị Hồng em nha. Rồi, tim tim vào màn hình cả nhà của em tim, ơi. Tim vào màn hình luôn chị Mỹ em nha. Chị dạ. Muốn hiệp hai máu không biết đặt hàng. Trời ơi, có 109.000 thôi chị ơi. Con màu vàng là hơi bị đỉnh nha, hồi xói ship em like con màu vàng là hết sạch luôn mới chế. Con màu vàng nào hồi xói 1.000 gần 1.000 mấy áo mà ship em like hết 500 mấy con màu vàng này rồi đó cả nhà. Trời ơi, ship em mà có like hơi bị đỉnh con này luôn á cả nhà ơi. Rồi, 109 luôn với em nha, tới em là hết hồi rồi mới chế nè, con màu vàng đẹp quá. Có em mặc coi ship em mặc con này mà dân muốn nhăn 500 áo luôn. Sao bỏ cục vàng chỉ được. Trời ơi, sao bỏ cục vàng cục được. Ê, nó bị ẩn rồi kìa, nãy giờ nó bị ẩn rồi bà mới tức á. Rồi, 109 nha cả nhà của em ơi. Dạ nhiều lắm, một bộ đen, hai cái áo, một cái quần trắng, một cái màu hồng. À, cái màu hường á đúng không? Cái màu hường mà nãy tao bà đặt, bà ghi gì tao hiểu. Hả? Chị đặt chưa? Chị đặt chưa? Chị nhấp vào giỏ hàng còn không? Chị lên cái này nha. Dạ, một là chị nhấp vào giỏ hàng mới có đơn nha. Còn chị comment như vậy là em không có đi đơn được cho mình chưa? Nha. Dạ, mình đặt hàng thì mình nhấp vào giỏ hàng đi chứ yêu. Trời ơi, có 109.000 mà tao nói nó xịn sò như thế này nè mấy chị ơi. Trời ơi, mình thích con nào mà lấy con đó xinh riêu rồi này đẹp. Mình đặt hàng mới có việc tranh thủ nhấp vào giỏ hàng luôn cho mình. Nếu em mà chị nào không biết đặt hàng thì cứ comment lên cho em biết nha. À, chị mua trang. À, sao chị? Chị mua bên chị. Được nha chị ơi, chị lên cái này đi cục vàng của. Ủa sao bà không nhắc vào giỏ hàng mà mua đó là mà mua bằng cách nào? Chị lên cái này đi cục vàng của em ơi. Rồi 109 em đang mặc là con màu hường nha cả nhà ơi. Em đang mặc là một con màu hường nha. Con bên ngoài nó nhạt nhẽo nó đẹp lắm. Giờ đặt rồi. À, chị cho em mua chết chị gặp lại nha. Bánh bèo ok chứ yêu chút. Ui, xíu không cũng em kiếm luôn em nữa. Chút xíu là bà cũng kiếm mà mày ơi, bà cho bộ bà chơi vậy chút xíu bà cũng kiếm mà. Chơi hết trận là ra kiếm mà. Rồi, 109.000 thôi cả nhà ơi, 109 giúp em nha. 109.000 bộ áo luôn cho mình, chúng em cứ việc lên này đủ chiều cao cả con nào cho mình nha. Sai sẽ là tự xin mộng nó xin nằm cho mình á. Chứ yêu nào mà thích màu vàng để mặc cho mấy chị coi, con này màu vàng nè mấy chị để mặc vô coi có giống ship em không. Rồi ship em mặc có bảo đơn mấy chế ơi, để mặc coi có bảo đơn giống ship em không. Chị nào mình đã đặt mình đã mua rồi luôn thì cứ comment lên cho em biết luôn nha. Size sẽ là từ xe màu cho đến xe 5, từ 40 con cho đến 85 con quay đầu luôn cho mình giúp em. Chị nào không biết đặt hàng thì cứ comment lên cho em biết nha. Dự lòng em chưa? Trời ơi chị ơi chị. Chị muốn mình công nghe. Quân đầu nghe hú hồn chị. Ai? Dùm thấm. Cái gì mà vừa lòng em chưa hay kia vậy? Ba em công vừa lòng em chưa. Hả? Ôi là trời. Em chán chị ghê luôn. Đặt hàng thì mới có việc tranh thủ nhé. Còn có cái hàng luôn cho mình giúp em luôn nha. Ôi là trời. Chị tạo quyên ngáo rất lạnh như mặt em luôn chị. Dạ. Một cái màu hồng nha chị ơi, một cái màu hồng thì chị nhấp vào giỏ hàng làm đi. Làm gì nhau? Trời ơi, làm gì nhau? Rồi, đúng rồi đó bà, hốt nó đi, sáng giờ nó ăn hiếp em em tuổi thân chết lắm. Lắm. Rồi, 109.000 okay, một áo quần 85.000. Trời ơi, mấy chế ơi, con này nó quá đẹp luôn mấy chế. Trời ơi, con màu vàng công nhận đẹp thiệt, khỏi sao xấu em thấy em bán nó nhiều đơn vậy luôn á. Thiệt luôn á. Quá trời luôn mà. Rồi con em đang mặc hiện tại là con màu vàng mấy chị ơi, 109 luôn nha cả nhà. Đẹp quá à, in 4D luôn. Dạ vô. Ok, vàng của em nha. Dạ chị ơi. Mua một cái màu hồng và một cái màu xanh lá. Không có xanh lá nha, em có xanh riêu á chứ yêu ơi. Mẫu này em chỉ có xanh riêu thôi, mà không có xanh lá nha. Mình đặt hàng thì mới có việc tranh thủ nhất và có hàng cho mình chứ. Đẹp quá à. Mấy chị phó quần trắng quần đen nhìn nó cũng đều đẹp nha. Có 109.000 thôi cả nhà ơi. Rồi em đang mặc hiện tại là con màu vàng cho mấy chị yêu nha. Đang mặc hiện tại là màu vàng. Chị yêu nào mà thích màu vàng thì mình cứ vào giữa hàng mình lấy nha. Ủa có màu đỏ nữa nè. Đặt hàng mới có việc tranh thủ nhất và có hàng cho mình nha. Em cầm trên tay. À con đó là con xanh riêu á. Em cầm là con xanh riêu á con này đúng không chứ yêu ơi. Con này là con xanh riêu em bộ nha. Chung bỏ hàng em đâu có. Cái này là áo khoác lẻ quần lẻ nha. Quần là mã 1, có ghi mã 1 cho em. Con này là con màu xanh riêu nha. Quần là mã 1 nha cục vàng ơi. À xanh riêu đúng không? Ok chứ yêu có tay chưa? Chứ yêu nhóc vào giỏ hàng đi cục vàng, còn không lên này giúp em mới có đơn nha. Đi quần mã 1 em mới dẫn cho mình đặt hàng nha. Trời ơi đẹp quá cả nhà của em ơi. Rồi 109 luôn cả nhà. Đẹp chưa mấy chị yêu ơi. Rồi tim tim vào màn hình cả nhà ơi. Để trước tim mà chị nào muốn đặt luôn cá bộ là mình phải thêm vào cái giao hàng là mình mới được cá bộ nha. Trời ơi tím cà nữa nè. Tao nói màu nào nè, nó ngọt. Trước tim mà chị nào muốn đặt cá bộ luôn là chị phải nhắc vào cái giao hàng màu vàng giúp em. Cái mã để chữ đã riêng ở đây sẽ là cái mã em đang like thấy không. Cái mã mà để chữ đã riêng ở đây sẽ là cái mã em đang like kế chữ mua sẽ có một cái giao hàng màu đen. Chị nhắc vào cái giao hàng màu đen kế chữ mua giúp em. Em gọi cái này là thêm vào cái giao hàng á.
cái bắt đầu cái mình chọn cái màu áo này lướt xuống cái mình chọn cái size cho mình xong rồi chị nhắc vào chữ xác nhận giúp em thoát ra. Quần là cái màu một, quần là cái màu một thấy không, quần là màu một là mình cũng làm tương tự như cái áo, là mình cũng phân tích vào cái giỏ hàng màu đen kế chứ mua cái mình chọn quần trắng quần đen ở đây lướt xuống cái mình chọn cái size cho mình, lưu ý áo size nào quần size đó nhắc vào chữ xác nhận giúp em. Bước cuối cùng là cho lên cái giỏ hàng màu đen ở trên cùng thấy không, ngày cho mình xem một trưng bày á, nhìn qua bên đây sẽ một cái giỏ hàng màu đen nữa, tích vào giúp em, tích vào cái áo, tích vào cái quần mới phải đặt nhắc vào chữ thanh toán luôn là rồi, cho mình nha. Rồi màu đẹp em okay, không biết chơi vàng, chị ơi. Chơi đi cục vàng ơi. Và chơi đi để em không biết chơi đó chị ơi. Rồi, một em đang mặc là 109.000 thôi cả nhà ơi, 109 luôn giúp em nha. 40-85 độ về 1m6 42 cân là size 1 nha cục vàng ơi. Trời ơi có màu tím cà nè mấy chị ơi. Lỡ có màu vàng rồi lấy thêm con màu đỏ nữa cả nhà. Thấy chưa? Thấy sang chưa cả nhà của em ơi. Đơn giản mà dễ mặc cực kỳ. Đơn giản mà dễ mặc cực kỳ luôn mấy chị ơi. Là hai mới phải tránh thôi. Im. Tính nói chuyện với bạn. Không ha. Đó. Tại thế nào? Nói tôi không ghét bể cầu à. Láo dữ vậy. Đến tao không muốn nhìn mà đưa nhìn hoài. Vâng. Mai mai chị không hấp. Đã không muốn nhìn rồi mà đưa nhìn hoài. Ba chị nha. Rồi, con này luôn mấy chứ ơi, con này là con màu đỏ giúp em nha. Dạ, tặng 109.000 một con á chứ yêu ơi, 109.000 giúp em nha. Trời ơi, con này là con màu tím cà này cả nhà, quá ngọt luôn mấy chứ ơi. Con này là quá cảm ngọt. Cảm ơn siêu đó là hàng luôn nha. Dạ. Mà ngọt lắm luôn á. Con này nó hơi bị xịn sò luôn á, 40-85 con độ về giúp em làm mặc được nha. Mỗi một chị mình đang vào xem nay đây lấy hơn 2-3 con về mặc đi. Em đang mặc hiện tại là con màu vàng nha mấy chứ yêu ơi. Đang mặc mình hiện tại hàng màu thì vàng nha. Mình đặt hàng thì mới có thể nhận được cho mình. Em mà nếu chị nào không biết đặt hàng thì cứ comment lên cho em biết luôn nha. Giá là giá hợp và giá trơn cho mình luôn á chị. Rồi, lên chiều cao kèm cân nặng cả nhà ơi, lên chiều cao kèm cân nặng đi em tư vấn size cho mình rồi mình thao tác vào giao hàng mình chốt nha. Con này chất liệu vải phơm dáng của nó mặc rất là thoải mái luôn mấy chị ơi. Mình thích con nào nào mình cứ thao tác vào giao hàng mình chốt con màu đỏ nha. Con màu vàng này lâu lâu nó mới có về hàng nè mấy chị ơi, nó mấy chị tranh thủ mấy chị lấy nha. Thường ngày mấy chị nghĩ cái màu vàng màu đỏ rồi nó hơi chói nhưng mà mấy chị mua để cho mấy chị mặc đi chợ đi đám được cũng nguyên được nha. Áo lẻ phải dạ, chị nào lẻ nha. Bộ, em xin lỗi em bán áo lẻ nha. Áo lẻ cả bộ là 89.000 quần là 85.000 giúp em nha cùng vậy ơi. Cái này em đang bán áo lẻ cục vàng đẹp quá à. Này là áo lẻ phải quần lẻ nha chứ không phải lại cái bộ nha chứ muốn mua áo con này cái form là hơi bị như ý luôn á cả nhà ơi. Rồi để em đứng xa cho mấy chị coi cái form bên nhà em nè, 109 kéo ra em. Rồi, 109.000 dễ thương form dáng con này là cực kỳ xịn luôn nha mấy chị ơi, sang xịn mịn luôn cho em nha. Mình đặt hàng thì mình có việc tranh thủ nhất và có những hàng luôn cho mình giúp em luôn nha. Màu đang mặc sẽ là con màu vàng nha. Trời ơi, con màu vàng cưng quá mấy chị ơi. Rồi, 109.000 thôi. Con này giúp em là con màu tím quế nè cả nhà thấy không? Mấy chị xem thử giúp em mấy chị có thể bỏ qua được con màu nào không nha. Mẫu này nó thì con nào là xứng đáng đồng xiềng bắt rạo con đó, con màu tím cà nè mấy chị. Trời ơi, con màu tím cà có duyên nha mấy chị ơi, nó ngọt cực kỳ cho mấy chị luôn nha. Rồi, 109 luôn mấy chị ơi. Nút là nút ngọc đấm trực tiếp vào cho mình như thế này nha. Con này đơn giản mà dễ mặc mấy chị ơi. Dạ chị đặt em mờ gì chị đặt em màu đỏ màu, màu real chị ơi, chị đặt màu đỏ màu real chị nhắc chị phải hỏi hàng đi chị mới... chứ biết đặt hàng không, đặt hàng là mình phải thao tác vào cái hàng làm mới có đơn nha. Xin mời comment lấy cho chị một áo lấy cho chị hai bộ là không có đơn cho mình đâu đặt hàng một là nhắc vào cho hàng giúp em mới có đơn nha mấy chị ơi. Trời ơi con mấy chị nhìn nè, trời ơi con này công nhận đỉnh thiệt mấy chị ơi, nhìn nó mấy chị nhìn cái form thôi dán hai cái này lên là thấy đỉnh rồi đó nè, nó rất là mềm luôn mấy chứ ơi, chất vải nó mềm cực kỳ cho mình luôn nha. Rồi đã đặt đã mua rồi comment cho em biết nha. Chị nào mình đã đặt mình đã mua rồi luôn thì cứ comment lên cho em biết nha, giá rất hợp luôn xin mời em. Yeah. Chị nào không biết đặt hàng thì cứ comment lên cho em biết loại màu đang mặc sẽ là con màu vàng nhưng mà đang không có màu đỏ. Mình đặt hàng nhấp vào giỏ hàng giúp em nha, chứ mấy chị comment lấy chị một áo lấy chị hai áo là em không có lấy được cho mình nha. Cảm ơn chị yêu đã đặt hàng bên nhà em luôn. 17 con nhấp vào cái hàng giá 4 triệu đồng của mình nha. Coi chị đặt được chưa? Chị đặt hàng đơn hàng báo hành công là có đơn. Đơn hàng báo hành công là có đơn. Cao 1m770 con là size 4 nha, cục vàng của em ơi có size nha, em 68 là chị yêu ơi. Bạn 1m7 mà lấy size 4 giúp em nha. Ôi nó dễ thương quá. Khi nào mà đơn ơi. Hàng của mình báo thành công là mình sẽ có đơn nha, chứ bên đây không có kiểm tra được cả nhà. Vì đơn có bên em đang nghỉ liên tục thôi. Luôn. Dạ. Rồi con này là con màu xanh real, con này sẽ là con màu đỏ giúp em nha. Chế đẹp nào khi mình đang vào phân dân còn tròn tròn nữa thì tranh thủ nha. Hai con màu không thể thiếu đối với tất cả các chế đẹp là con màu trắng và con màu đen nha. Màu trắng màu đen là hai con màu này là không thể thiếu cho mấy chị luôn. Có 109.000 thôi cả nhà mà mấy chị không màu nào là xứng đáng đồng tiền. Còn nhân hàng bên em thì mình có sự yên tâm nha. Nhân hàng thì mình có sự đồng kiểm tra hàng luôn cho mình giúp em thì mình có sự yên tâm về cái chất vải bên em nha. Chứ hàng đẹp hình xinh dám cho mình kiểm tra hàng con hồng phấn mấy chị con ơi. Yên tâm nha. Trời ơi hồng phấn đó mấy chị ơi, hồng phấn và
con màu xanh bơ nha. Vào gió hàng đã đặt đã mua rồi, comment cho em biết hôm nay chị yêu nào có. Đúng rồi, con này là phải thun co dễ luôn chứ yêu nè, kỳ ra cho mấy chị coi đi. Con này là phải thun nha mấy chế ơi, cầm gị ra má ơi, sao tao gị được, làm gì cũng được, tay đâu gị nè, cầm vậy ơi gị. Thôi ôi, nó đụng vô tay chân xe đó. Em mới không sợ, mới chị sợ, chị chung chìm chích hai mũi vậy đó. Co giãn luôn mấy chứ ơi, co giãn luôn giúp em nha. Con này là ok luôn á cả nhà ơi. Rồi, 109.000 luôn nha cả nhà ơi. Chế đẹp nào mình đang nhờ phiên live này đặt hàng tranh thủ mình thao tác vào giữa hàng giúp em nha. Không biết cứ comment lên giúp em là không biết em hướng dẫn cho mình luôn. Trời ok chị Ngọc Quyên nha. Chị Ngọc Quyên có đơn nha, bộ như sáp và bộ là 109.000. Áo là 109, quần là 85.000. Chị xem xanh dương có xanh dương cho mình luôn chứ yêu ơi nè. Xanh riêu. Xanh riêu hay xanh dương? Xanh riêu xanh dương. Xanh riêu xanh dương luôn, ok hai cái đẹp luôn nha. Con chị á. Xanh dương. Nè. Chết nè. Đang hai món thủy chính hữu giúp em cho mình. Là kiếm chuyện nha. Với em hoài luôn mấy chết. Sáng giờ không biết em làm gì nói, em có giật bộ nó mà sáng giờ kiếm chuyện em hoài luôn á. Rồi con này là con mà xanh dương nha, con xanh riêu nha cả nhà của em ơi. Nó hai cái bông ta nói xứng đáng đồng tiền bắt rạo luôn cả nhà. Một đẹp chính. Một bộ bao nhiêu sếp, một bộ là 194.000, áo là 8 áo là 109.000, quần 95.000 nha. Trời ơi, nó quá xinh luôn cả nhà của em ơi. Phối quần trắng quần đen gì cũng đều đẹp luôn giúp em nha. 109 cho mấy chị yêu nha. 109 thôi mấy chị nhìn nè. Chất liệu vải con này in 4D, in trực tiếp vào cho mình luôn nha. Yeah. Rồi chế đẹp nào mình đặt hàng mình tranh thủ vào giỏ hàng nha cả nhà ơi. Dạ. Yeah. Nè. Mình đặt hàng thì mới có thể tranh thủ nhé. Phật có cho hàng luôn cho mình giúp em, mình nếu chưa nào không biết hàng thì cứ comment lên cho em biết luôn nha. Trời ơi, size là từ size 1 tới size 5, 40 con đến 85 con qua đầu á. Ôi mà công nhận nha mấy chế ơi, cái bông này nó đẹp thiệt luôn mấy chế, nhìn cái áo lên có duyên hẳn luôn á, nó đơn giản mà đâu có nhiều gì nhiều đâu đúng không? Có một bông có hai màu thôi. Nó đơn giản mà nhìn nó sang ghê luôn mấy chị nè, mấy chị thấy không? 58 con là size 3 giúp em nha. Dạ. Áo sử dụng ok lắm. Cảm ơn chị yêu của em nha. Trời ơi, xinh quá cả nhà của em ơi. Có gì sử dụng ok. Kiếm gì vậy? Rồi, 109 nha mấy chứ ơi. Chị yêu nào mình đang vào phiên live đặt hàng tranh thủ nha. Còn em đang mặc hiện tại là con màu vàng á mấy chứ ơi. Để mặc con màu xanh riêu cho cả nhà coi nha. Em phái con xanh riêu nha. Lúc mới về con xanh riêu này là em thấy em mừng rồi đó. Mấy chị biết sao? Xanh riêu hùng hùng áo lẻ em không có về đâu mấy chứ ơi. Hôm nay là về được cho mấy chị là em mừng hú hồn luôn á. Trời ơi, xinh quá cả nhà ơi. Chốt phải là tao nói hơi bị xịn sò luôn á. Mấy mẫu này càng đơn giản thì nó càng sang nha. Hầu ba thì nó rất là đẹp luôn cho mình giúp em nha. Khi nào nhà có quần trắng quần đen rồi thì khoảng mua cái bộ vẫn được. Vì cái này là em đang kiếm mẫu lẻ và quần lẻ nha. Xuyên mốt mua cái áo không đổi quần là không có nha. Nút sẽ là nút ngọc và cổ cũng sẽ là của team nuôi cho mình giúp em. Và nút bên em sẽ đóng hết trực tiếp pháo luôn cho mình nha. Mẫu này là hoa bên em sẽ in hết trực tiếp pháo luôn cho mình á. Chị nào mình đặt hàng thì mới có thể tranh thủ nhé. Phục cái dấu hàng luôn cho mình giúp em. Và nếu chị nào mình không biết đặt hàng thì cứ comment lên cho em biết luôn nha. Màu đơn cầm sẽ là của màu xanh riêu, màu xanh dương và con màu đỏ nha. Ba con này thì rất là sáng danh luôn cho mình á. 58 con chị trần diễm nhất phải hàng chọn xe ba luôn giúp em là vừa là đẹp luôn nha. Màu xanh dương phối dừng màu gì nổi lạ. Màu trắng. Có quần trắng quần đen gì cũng đẹp hết. Mình kiểu chị. Kiểu truyền thống hết xưa thì mình mặc cái quần màu đen. Còn hết sang thì lấy một quần màu trắng vẫn được. Nói chung con quần nào mấy chị phối cũng đẹp trơn á. Mấy chị nhìn em mặc là mấy chị biết à. Quần trắng quần đen nó cũng đều đẹp hết trơn á cả nhà ơi. Nha. Trời ơi mấy chế ơi, nhìn con màu xanh riêu nè cả nhà ơi. Trời ơi mấy chế nhìn cái phơm dán chất lượng vải của nó là đỉnh chưa cả nhà. In là in 4D, in trực tiếp vào cho mình luôn nha. 109 thôi cả nhà ơi. 109. Chút xíu thì cục vàng, chút xíu thì mặt xanh dương cho chị coi. Từ từ mấy chứ ơi, em mặc từng màu. Tại vì cái phơm dán nó y chang nhau hả. Em chỉ mặc một màu, hai màu cho mấy chị ấy chủ yếu. Mấy chị xem cái phơm của nó thôi. Rồi em đang mặc hiện tại là con màu xanh riêu nha cả nhà ơi. Chế đẹp nào mà ưng cái màu xanh riêu thì nên lấy. Quần bên nhà em mấy chị có thể phối quần trắng lẫn quần đen đều được nha. Quần như thế này là chỉ có 85.000 một quần thôi. Trời ơi, xinh quá chị yêu ơi. Màu nào cũng xịn nhưng mà màu cũng xanh riêu nó đẹp lắm. À cao quá. Ship cao quá, ship cao quá thì lấy thử hai áo đi chị. Ship cao quá ship hả? Mà cao. Bao nhiêu mà cao á chứ yêu ơi, ship bao nhiêu mà cao á cục vàng. Ship bao nhiêu mà cao á chị yêu ơi. Rồi 109 con xanh dương thì nó cũng không hề kém cạnh nha mấy chị ơi. Em chỉ mặc một màu cho mấy chị xem cái form thôi. 109 thôi cả nhà ơi. Nói chung là với ship cao không là tùy vào do cái tài khoản của mình dạ. Nha chứ bên em không hỗ trợ ship được. Bên em không có hỗ trợ ship được. Mẫu áo 165.000 giá còn 109 thì ship hay không là do tài khoản của mình. Mình mua nhiều có hỗ trợ nhiều, mua ít hỗ trợ ít thì chị nha. Hàng cứ tranh thủ nhé, cho mình giúp em nha. Không biết là hàng thì cứ cập thì comment lên cho em biết nha. Đẹp không mấy chị ơi, con này là hơi bị xịn luôn á cả nhà. Rồi đang mặc là xanh riêu giúp em nha. Em có màu tím là tím cà và tím quế chị yêu ơi. Chị yêu nào đấy tím cà tím quế thì mình vào cho em nha. Con này là nha. Dạ. Con này là hai bên em sẽ in hết từ tím cho mình.
em nha. Chỉ có thằng đẹp hồi xưa mới dám coi mình kiểm tra hàng thôi, mình có phải tâm về cái chất phải bên em nha. Rồi. Đẹp rồi. Chứ đẹp nào đang hiện tại mình đang đọc cái like này cho lên đơn thì chắc nha, có 109.000 giúp em nha cả nhà ơi. 109 luôn giúp em nha. Trời ơi xinh lắm mấy chị mình ơi. Chưa lên đơn nữa thì cứ tranh thủ mình lên đơn luôn giúp em nha. Còn muốn đẹp nữa là lấy màu trắng màu đen nha, hai con đó là hơi bị xịn xò cho cả nhà của em luôn. 109 luôn giúp em nha. 40-85 con độ về luôn cả nhà ơi. 40-85 độ về là mặt đẹp con này nha. Nè thấy từ 40 con cho đến 85 con ngoài đầu luôn là mình phục vụ mặt đẹp nha. Mình ship hỏi shop, ship không là tùy thuộc do cái tài khoản của mình đó chị. Bên em ủng hộ cho ship cho mình nha. Rồi, 109 thôi cả nhà của em ơi, em đang mặc hiện tại là con màu xanh rêu nha mấy chứ ơi. Em đang mặc hiện tại là con màu xanh rêu, 40-85 cân độ về giúp em là sẽ mặc vừa mặc đẹp nha. Cứ việc lên chiều cao kèm cân nặng đi cả nhà ơi. Mình muốn mua mình cứ việc lên đầy đủ chiều cao và kèm luôn cân nặng cho mình giúp em nha. Em tính sai rồi, mình cứ việc thao tác vào cáo hiện chút luôn cho mình giúp em. Ok chị Hồng Cúc nha, chị Hồng Cúc okay, có đơn nha. Ok chị yêu nha. Ok chị Cúc có đơn nè, cục vàng của em ơi. Rồi 109 thôi cả nhà ơi. 109 giúp em nha. 109 nha. Chị ơi, con nào nha mấy chị ơi. 109 lên chiều cao kèm cân nặng nha ơi. Hồi nãy bao nhiêu cái màu mà mình dạ. Màu nào cũng nhau luôn á. Hồi nãy là màu hồng phấn nha. Rồi, con em đang cầm trên tay hiện tại là con màu hồng phấn giúp em nha cả nhà. Với em ơi, chị nào mà thích màu thì không thích màu quá thì có thể lấy những cái màu này nó baby cực kỳ luôn nha mấy chế ơi. Tại vì nó là màu hường á. Màu hường nó ngọt cực kỳ cho mấy chế luôn. 109 nha cả nhà. 109 giúp em nha. Màu hồng thì rất là ngọt. Còn sẽ trẻ lấy màu hồng phấn này chị, hoặc là cái trắng da hay lấy màu xương riêu, vì còn xương riêu thì nó rất là tung da tung dạng của mình á. Dạ. Mỗi chiều mưa rồi đẹp lắm, cảm ơn chị. Rồi cảm ơn chị yêu em nha. Chị Lý Trang ơi, trời ơi có 109.000 à cả nhà ơi. Tròn tròn con này đơn giản mà đẹp nha. Rồi con là con màu hồng phấn luôn cả nhà ơi, màu hồng phấn luôn giúp em nha. 109 thôi cả nhà. 109.000 mà giúp em nha. Một áo cho quá trình tăng thử áo luôn chị. 109.000 còn em đang mặc hiện tại là con màu xanh riêu nha. Em đang mặc hiện tại là con màu xanh riêu mấy chứ yêu ơi. Có 109.000 thôi mà tao nói được con xịn sò như thế này luôn. 40-85 cân độ về nha. Từ 40 cân cho đến 85 cân quay đầu luôn. Một đẹp con màu xanh riêu nha. Rất là sáng nha luôn cho mình nha. Trên nào hiện tại là mình sẽ nhận được giá hời và giá trị ân từ bên em luôn nha. Trời ơi con màu trắng này cả nhà ơi. Con này là con màu trắng nha. 40-85 con độ về giúp em là mặc được mặc đẹp con này luôn nha. 109 thôi. Từ 40 con cho đến 85 con quay đầu luôn là mình phục vụ một đẹp luôn đó chị. Hời đang mặc sáng cho mình nha. Màu trắng nó sai quá chị ơi. Rồi màu đẹp chính em nào cái em hiện tại mình đang vào cái size này mình đặt hàng tranh thủ mình thao tác vào giỏ hàng. Em đang mặc hiện tại là con màu xanh rêu nha cả nhà ơi. Đang mặc hiện tại là con màu xanh rêu luôn giúp em. 40-85 con độ về thôi. Trời ơi mấy chế ơi, con này mà không xứng đáng đồng tiền mắc rạo không biết con nào đâu, tôi không biết coi. Mỗi lần chú cười cái gì cười của chú là không lẫn vào đâu được luôn. Chú muốn nắm người dài để mình thấy chấm gì? Tao cuối tháng mình đòi ăn nữa. Cuối tháng ăn có đợi. Tao bị bệnh giống đâu có dám ăn đâu. Bệnh mới hết mấy gì nữa. Nghe mùi gì á? Mùi xạo mày á. Xạo gì? Nghe mùi gì á? Không có chuyện gì, nhưng mà có. Nhưng mà mày keo mày mới ăn nhiều. Tháng 3 nữa thì nhiều. Sao mày giờ mày như vậy? Con nhỏ thì nói chuyện. Thôi vậy lo cho chị. Thế lo cho nổi. Thôi chục triệu có thì thôi. Rồi. Không có gì hết, 3 triệu. Không có tiền đâu anh. Đặt hàng thì mới có thể tranh thủ nhất của hàng luôn cho mình giúp em luôn nha. Mét 40 mà 50 con là size 2 nha cục diện ơi. Đặt hàng nhất vào giữa hàng giúp em nha. Lấy bao nhiêu cái thì giá sĩ em 20 cái nha. Áo là tới 20 cái rồi, còn bộ là 10 thôi. Nói chung là tại tôi phóng xài. Nói chung là ở trên này tôi phóng xỉ không được đâu chị. Xỉ chút là nó quét.
Trời ơi, con này là con màu trắng nha cả nhà của em ơi. Rồi chị yêu nào các em, hiện tại mình đang vào xem live, mình tim tim vào màn hình cả nhà ơi. Tim tim vào màn hình giúp chị em nha. Chị nào đang xem live tim tim vào màn hình luôn, xin mời giúp em. Mình nếu chị nào không biết hàng thì cứ comment lên cho em biết luôn nha. Mình đang cảm xúc là con màu trắng nha, giá trị là giá nó hòa luôn, xin mời giúp em. Chị nào hiện tại em mới từ phóng sau cho mình rồi, mình cứ thị thao tác vào cái hàng mình chốt luôn nha. Trời ơi, và quan trọng là hàng bên em sẽ cho mình kiểm tra hàng trước hàng luôn á. Một đêm quế 1m46 50 cân nhé, phải nhà hàng chợ xe 2 nha. Chị Đức Phạm nhất phải đi hiện giờ xe 2 luôn, giúp em được vừa là đẹp nha. Trời ơi, màu nào là xứng đáng đồng tiền bát gạo màu đỏ cho cả nhà của em luôn nha. Rồi chế đẹp nào các em, hiện tại mình đang vào xem live mà mình ưng được con màu xanh real này nữa thì mình tranh thủ vào giữa hàng mình lấy màu xanh real nha cả nhà. Có 109.000 thôi. Rồi chị hai áo bà Trương Quế xanh dương. Ok chị nha, chị hát thì có đơn nha. Ok chứ yêu các em luôn nha. Rồi 109 luôn mấy chị ơi, con này mấy chị đi giờ đi đâu mà mấy chị mua được cái giá là 109.000 hỏi thiệt. Đi đâu mà mua được mấy chị yêu các em ơi. Rồi chế đẹp nào các em, hiện tại mình đang vào phiên live này, mình đặt hàng mình tranh thủ mình lên đơn nữa nha cả nhà ơi. Mình đặt hàng thì mình có thể tranh thủ nhắc của hàng mấy chị luôn nha. Mình không biết đặt hàng luôn rồi thì cứ comment lên cho biết luôn. Không biết cái gì hay là thắc mắc cái gì mấy chị cứ comment lên mình hỏi. Mỗi một chị đẹp của em mình đang vào phiên live đây, nhớ theo dõi em nha mấy chị ơi, để em cập nhật là những cái con siêu phẩm mới nhất bên nhà em cho mấy chị nha. Rồi bây giờ chốt trước con này đi, một hồi em lên nhiều con, hôm nay là cuối tuần nên em chi ơn cho mấy chị nhiều lắm nha mấy chị ơi. Rồi 109 luôn, hello chị Thúy nha. Trời ơi sang quá cả nhà của em ơi. Rồi 109 luôn giúp em. 109.000 màu áo luôn, xin mời giúp em nha. Quần 85.000. Cái bộ đang mặc và đang tối như này là chỉ có bao nhiêu? 179.000 luôn nha. Hồi lộn 194.000. Trời ơi con này là đơn giản mà đẹp cả nhà của em ơi. Đơn giản mà đẹp cực kỳ cho mình luôn nha. Trời ơi, mẫu này em phái con màu hồng nhất không mấy chứ ơi. Con màu hồng là không thể nào lẫn vào đâu được nha. Nó chất liệu vải phơm dán là hơi bị đỉnh luôn á cả nhà. Rồi 109 luôn giúp em nha. Con này là đỉnh chiều cao luôn chị. Nhưng mà đâu có những chị yêu nào đã từng mua hàng bên em rồi là mấy chị không biết, mấy chị cứ comment lên em sẽ hướng dẫn cho mình nha. Mình đặt hàng thì mình cứ phải tranh thủ. Đặt hàng mới phải tranh thủ nhé, có hàng luôn cho mình luôn nha. Mình không biết đặt hàng thì cứ comment lên cho em biết luôn. Size sẽ là từ xe mặt cho đến size 5, từ 40 con đến 85 con qua đầu luôn. Trời ơi, có 109.000 rồi mấy chị ơi, con là con màu hồng phấn nha. Rồi con màu xanh ngọc nó bị đỉnh rồi mấy chị ơi, con màu xanh ngọc nó hơi bị đỉnh luôn á. Nè. Và chắc như nước cất luôn cho mình nha. Trời ơi, con nào con lấy xứng đáng đồng tiền bắt rạo cho mấy bà con đó, bỏ ra 109.000 mua thử con này bên nhà em đi. Có nhiều chị là đang được hỗ trợ giá luôn á cả nhà. Và đang được hỗ trợ giá rất là nhiều luôn, chị mua cho mình thì rất là uống luôn nha. Mà nó rồi. Là, mà cảm ơn siêu rất là hàng luôn nha. Rồi, con này là con màu xanh nha mấy chớ ơi, con này là con màu xanh ngọc nha. Ê đâu chị hôm sao mới hủy. Rồi 109 nha mấy chớ ơi. 109.000 một bộ áo luôn, xin mình giúp em nha, chứ phải là cá bộ nha. Thun phải phải, thun hai phải em. Phải thun nha, phải thun xịn sọn bò cừu luôn cho mình đó chị. Phải thun này là phải thun xịn sọn nha, phải thun cao cấp luôn, phải thun là phải thun có thương hiệu luôn á. Nhưng không nói được nó làm mình vi phạm. Bên cái mông này đẹp. Bên cái mông này đẹp ghê luôn á. Sang luôn. Cái bông này chen vô là mấy cái kiểu mà tulip. Nó ngon á. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Nè mấy chị nhìn cái cọng cái bông này tròn quá, nó đẹp cực kỳ luôn. Cái bông luôn á. Nó nhìn nó có duyên cực kỳ, cái áo luôn mấy chị ơi. Nhìn mấy cái bông này có như là bông thật luôn á chị. Nhưng mà đẹp nha mấy chị ơi. Nhìn như là bông thật cũng rất là đẹp nha. 109.000 bảo luôn, xin mời giúp em lên đầy đủ chiều cao kèm cân nặng cho mình nha, là mình sẽ nhận được giá hời và giá trơn từ bên em luôn. Không cán da và không có dán nút sàn nút ngọt vào cổ cũng sẽ là có tin luôn cho mình nha. Bây giờ chị nhận hàng đẹp lắm, gửi thêm 4 bộ. Ok, okay chị luôn nha. Ok nha. Chị nè. Đồ bộ quá đúng không chứ yêu ơi, đồ bộ quá đúng không? Cái mặt đó là đồ bộ đúng không? Rồi 109 con này là con màu trắng luôn giúp em nha cả nhà ơi. Rồi chế đẹp nào, hiện tại mình đang vào phiên live mà mình chưa lên đơn nữa thì mình tranh thủ mình lên đơn giúp em nha. Em đang mặc hiện tại là màu xanh real nha cả nhà ơi. Đang mặc hiện tại là màu xanh real, chế đẹp nào lấy màu xanh real thì mình tranh thủ vào giới hàng mình lấy nha. Chứ nào chưa lên đơn thì cứ tranh thủ mình lên đơn mua giúp em luôn nha, là mình sẽ nhận được cái hàng giá trơn từ bên em luôn á chị. Mà đơn cầm là con màu tím cài nha, tím cài thì nó rất là ngọt luôn cho mình. Có 109.000 thôi cả nhà quý em ơi, mà nó xịn sò như thế này. Con này là vải thun co giãn giặt không bị ra nào, không bị bay nào trong chế luôn nha. Con này là giặt là ok luôn á cả nhà ơi. 109 để em mặc sang màu khác cho cả nhà xem nha. Để em mặc sang màu khác cho mấy chế xem nè. 109 luôn cả nhà ơi, 109 luôn giúp em nha. 109.000 màu áo luôn, xin mời giúp em. Để lại chiều cao kèm cân nặng giúp em là mình sẽ nhận được giá hời giá trơn từ bên em luôn nha. Không cán da và không cán dán luôn cho mình đó chị. Chị nào hiện tại em mới tư vấn sai cho mình rồi, và có thể thao tác vào cái hàm chốt luôn cho mình nha. Đang cầm lại một màu thương quế thì rất là sáng da luôn cho mình nè. Một váy size 10 60 con mặc size gì em, một váy size 10 mà 60 con chị nhắc vào cái nhà hàng mình chọn size 3 luôn cho mình luôn nha.
chị nhận mẫu này rồi, đẹp lắm nha em, cảm ơn chị luôn, là đẹp phải mua nữa nha, đẹp là mình phải mua nữa, không đẹp không mua nó đủ lắm luôn á. Một mét 1m46 50 cân nhé, vào cái hàng chọn xe 2 luôn, giúp em lột rồi đẹp luôn nha, coi dễ thoải mái miền bệnh luôn cho mình, giúp em khi nào muốn mua mà mình không biết đặt hàng thì cứ comment lên cho em biết luôn nha, đặt hàng thì miễn phí tranh thủ nhé, vào cái nhóm hàng nuôi cho mình giúp em. 1m40 50 cân nhé, vào cái hàng chọn xe 2 là vừa là đẹp luôn chị. Cổ sẽ là cấu tim và nút cũng sẽ là nút ngọc nha. Và nút anh em sẽ đóng hết trực tiếp vào luôn cho mình chứ không phải là dán đâu. Vì vậy mà chặt máy ta là phô tư thoải mái luôn chị, mà không lo sợ rớt nút hay là móc phơm móc dán gì luôn cho mình nha. Trời ơi mấy bà ơi. Rồi con này là con màu tím cà giúp em nha. 109.000 thôi cả nhà ơi. Trời cảm ơn chiêu đặt hàng luôn nha. Rồi, con em đang mặc hiện tại là con màu tím quế nha mấy chế ơi, 109.000 luôn. Trời, 109.000 luôn cả nhà của em ơi. Em đang mặc hiện tại là con màu tím quế nha mấy chế, em xin lỗi tím cà nha mấy chị ơi. Em đang mặc hiện tại là con màu tím cà 109 luôn mấy chị ơi. 40-85 con đổ về, trời mấy chị nhìn con màu trắng bên nhà em nè, đỉnh chưa cả nhà của em ơi, để em đứng nhà cho mấy chị coi nè. Trời ơi, con màu tím cà này form nó hơi bị đỉnh luôn á cả nhà. Để em kiếm dép em mang vô mấy chế ơi. Rồi, 109.000 luôn cả nhà ơi. Em đang mặc hiện tại. Trời, con màu tím cà nó có duyên dữ vậy cả nhà. Trời mấy chế nhìn tím cà nè. Xin dạ, 109. Xin thì 109. Mua đi chị. Xin thì mua đi, mua đủ lắm luôn á. Xin thì mua đi mấy chế ơi, xin giá. Trời. Chị này chỉ ở mặt bạc còn hơi lép lép á. Còn mấy chị. Trời ơi nó dùng từ mấy bạc. Còn mấy chế nào ta chọn á. Ví dụ như nó nói em thiếu xương, thiếu thịt hay gì đi mấy chế. Rồi chứ nào chồng chồng mà mấy mẫu này phúc hậu lắm luôn á. Trời ơi muốn xỉu với nó luôn mấy bà ơi. Trời ơi thiệt luôn á. Lưu vô nó là không còn gì là con người luôn mấy chế ơi. Con người mà nó xịp lép. Nó lép lép, nó xịp lép nào. Trời mốt bệnh mỏ nó không kịp thiệt luôn mấy chế. Rồi con em đang mặc hiện tại là màu tím cà nha. Ngọt cực kỳ ngọt luôn cả nhà ơi. Trời coi giãn luôn á. Nó nói câu ra chất lượng không ai dám trả lời luôn mấy chế. Rồi em dơ bảng màu lên cho mình coi nha. Bây giờ đau quá. Rồi, em vô bảng màu lên cho mấy chị coi nè. Dạ, xem bộ đi mình đặt được không được. Sao mình đặt, sao bộ đơn, sao bộ đơn mình đặt không được. Ủa, sao bộ đen như vậy? Bộ đen hả? Bộ đơn bộ đen hả? Chị đặt bộ màu nào vậy? Rồi, con này là con màu tím quế nè cả nhà. Tím cà em đang mặc nè. Dạ, con màu này xanh là dương. Xanh dương nè. Màu xanh rêu. Xanh rêu. Màu đỏ. Màu đỏ. Màu xanh ngọc. Xanh ngọc. Màu vàng. Màu vàng. Màu hồng phấn. Hồng phấn. Màu xanh bơ. Xanh bơ. Màu trắng. Và cuối cùng màu là con nha. Màu đen nha mấy chị ơi, 109 luôn giúp em nha. Chị ơi, chị đặt không được thì chị lên cái này giúp em nha chị yêu ơi. Trời ơi, có 109.000 mấy chứ ơi, xứng đáng đồng tiền bát gạo chưa cả nhà. Con này đơn giản mà đẹp cực kỳ cho mình luôn nha. 109 luôn giúp em nha mấy chứ ơi. 40-85 con độ về form dáng chất liệu vải là cực kỳ xịn sò cho mình luôn nha. Cứ việc lên chiều cao kèm cân nặng cả nhà ơi. Lên chiều cao kèm cân nặng giúp em nha. Lên đầy đủ chiều cao kèm cân nặng luôn cho mình, giúp em đâu mà sẽ nhận được giá hời vì giá trên từ bên em luôn nha. Không kén gà và không kén nhán luôn cho mấy cái món rồi, này rất xinh luôn. Rồi, 109.000 thôi cả nhà của em ơi. Em đang mặc hiện tại là con màu tím cà giúp em nha. Đang mặc là màu tím cà luôn mấy chế ơi. Nè mấy chị không, con nào là xứng đáng con đó luôn. Nhận hàng rồi đẹp lắm nha sớt. Cảm trời ơn chị, ơi. Cảm ơn chị rất là nhiều nha. Cảm ơn chị yêu các em rất là nhiều luôn nha cả nhà ơi. Rồi nhận hàng đi mua con này về đi mặc còn đẹp nữa cả nhà ơi. Công nhận con này phơm nhán nó rất là đỉnh luôn á cả nhà. Nè. Trời ơi, con màu xanh ngọc nữa nè. Mấy chị thấy con màu xanh ngọc bên nhà em chưa? Đỉnh chưa cả nhà của em ơi? Có 109.000 thôi, 40-85 con đổ về nha. Nhận hàng con này mới biết được tại sao hàng bên nhà Cúc Dưỡng bán đỉnh như vậy cả nhà của em ơi. Nè em có màu hồng phấn nè cả nhà. Nó xứng đáng chưa cả nhà của em ơi? Nó quá đẹp. Hai bên phải mua nữa nha, đẹp mua nữa là cả nhà của em ơi. Cứ việc lên này đủ chiều cao kèm cân nặng cho mình luôn nha, không kén dài và không kén dài cho mình á. Lên chiều cao kèm cân nặng đi em tư vấn cho mình nha. Ok chị yêu nha, chỗ con này hôm nay quá đỉnh rồi cả nhà của em ơi, có 109.000 thôi. In là in trực tiếp và ám chị nhìn cận nè. Trời ơi bông đẹp lắm mấy chị ơi, quá đỉnh con này luôn nha. 109.000 thôi, con này em phái, em rất là thích luôn mấy chế thiệt. Con này thề em rất là mê cái bông của nó nha. Rồi xinh lắm cả nhà của em ơi. Rồi 109 không giúp em. 109.000 một áo luôn, xin mời giúp em nha. Giá bao nhiêu ạ? 109.000 một áo chị. Hôm nay làm đã được đang hỗ trợ rất nhiều luôn, 109.000 một áo nha. Mua thử mua được hỗ trợ hay không nha. Trời ơi có 109.000 thôi cả nhà của em ơi. Mình có hệ phó quần trắng. Cảm ơn chị rất là hẹn luôn nha. Khi nào hiện tại đơn giản là dễ mặc cực kỳ cho mình luôn. 40-85 con độ về nha cả nhà của em ơi. Rồi tim vào màn hình giúp em. Trả về mới cũ 165.000 thì nó ổn luôn á.
Trời ơi mấy chế ơi, con này là xịn sò, em đang mặc hiện tại là con màu tím cà nha. Chứ yêu nào cái mình đang vào phiên live mà mình nâng được màu tím cà nữa thì mình tranh thủ mình thao tác mình lên đơn luôn giúp em. 40-85 cân độ về 109 nha cả nhà. 109 luôn giúp em nha. Từ 40 cân cho đến 85 cân quay đầu luôn là mình dạ. Đẹp nha, cứ thiệt lên để lại cái chiều cao và kèm cân nặng cho mình nha. Đẹp thì mua nữa đi chị. Ôi sang lắm cả nhà của em ơi. Rồi xanh bơ này mấy chế ơi. Xanh bơ này mà hồng phấn luôn giúp em nha. 109 hàng là hàng mới. Trời ơi tại không. Cái là hàng bên em là hàng xuất xưởng không qua trung gian chị, nên bên em mới để được cho mình lấy bên nhau. Em mấy chế ơi, được giá tốt là mấy chị yêu của em cũng không bị thiệt thòi, mình cũng sẽ mua được cái giá tốt giống như em hiện tại nha mấy chị ơi. Có 109.000 thôi là mấy chị đã sở hữu được một con áo xịn sò như thế này rồi cả nha. Rồi hồng phấn nè, xanh bơ nè, con này là con màu trắng nha, và cuối cùng sẽ là con màu đen giúp em 109 luôn cả nhà ơi. Rồi xanh ngọc luôn nè cả nhà. Nó xanh ngọc luôn giúp em cảm nha. Cảm ơn siêu đã đặt hàng luôn nha. Xinh quá à. Rồi 109 luôn, mình đang nhập tim tim và màn hình giúp em. 109.000 màn hình mình giúp em nha. Đang xem live tim tim và màn hình luôn cho mình giúp em. Mà chị nào không biết đặt hàng thì cứ comment lên cho em biết nha. Phải gì phải em phải là phải thun nha. Đúng. Nguyên bộ. Rồi 109 nha cả nhà ơi, 109 luôn giúp em nha. Trời ơi con màu đỏ và con màu vàng, hai con trái tim tình yêu của mấy bà nè. Hai con đỏ màu vàng, hai con này là không được thiếu nha mấy chị yêu ơi. 109 luôn cả nhà. 109 luôn giúp em nha. 40-85 độ về luôn cả nhà của em ơi. Lên chiều cao kèm cân nặng giúp em nha. Lên chiều cao kèm cân nặng mấy chị yêu ơi, lên chiều cao kèm cân nặng giúp em nha. Chút xíu nè em qua bộ cho mấy chế nha. Chị yêu nào mình chưa lên đơn con này thì tranh thủ lên đơn nha. Chút xíu nè em sẽ qua mẫu khác nha cả nhà ơi. Rồi con nè, lấy đi em. Ra soạn phim đi. Ủa ra soạn gì? Nè. Này số mấy? Thôi ra lấy phim đi. Nè lấy mấy con B11 nè. Con B10 nè, con B09 rồi nè nè. B06 nè, thấy không? Quá trình nào nè. Chứ gì màu. Rồi 109 nha cả nhà của em ơi. 109 luôn giúp em nha. 40-85 cân độ về giúp em làm. Ủa mày uống. Trời ơi xinh quá cả nhà. Trời ơi ghét là không ai nói chuyện nó luôn mới chết. Mới chết biết rồi đó. Rồi 109.000 một bộ thôi cả nhà của em ơi. Dạ giá là 109 luôn giúp em. Em đang mặc hiện tại là con màu tím cà nha cả nhà. Chứ yêu nào lấy màu tím cà thì mình tranh thủ vào cho hàng. Bé Lam lại cho em chị hai màu trắng cho em. Đếm hai màu trắng cho mấy chế coi nha. Che ơi, gãy đều ra luôn, gãy đều ra. Chị Linh qua che phụ nó cho chị Linh nó biết che chị Linh ơi. Chị thấy chị nha. Mình làm đạp cái chút quốc nha. Chớ một con cái bị nhét gì pha mình xích luôn. Nhìn con nó có bị ló em luôn nha. Cái chân nó hết em luôn. Thấy cái chân à? Cái chân cũng không tự thấy cái áo được rồi. Nó để chị khỏa hông là chết em luôn. Bởi em bị nó một lần đó. Không nó bỏ tôi bệnh rồi. Nó chia tay. Nó chia tay tôi rồi. Thôi bà có nghe mà nói tên của tôi. Che sách bên kia nữa kìa. Tâm máy rồi. Cái chưa? Rồi rồi. Bữa nắp với vô. Trời ơi mấy chế ơi, con màu trắng nè cả nhà. Con là con màu trắng giúp em nha. Trời ơi xinh quá cả nhà của em ơi. Rồi 109 có quần đen không shop nè. Em đang mặc quần đen nè chứ yêu. Em đang mặc quần đen nè. Ê tao tao tưởng tao chồng vô mấy có bị dính gì không nè. Tụi tao mặc vô không biết có bị gì không nè. Từ cỏ ra từ ngọt ngõ luôn. Con này biến thái này. Bái tay em bánh. Còn nhí em nè bánh. Còn nhí lại. Tay á. Nhí em con tay vô này. Rồi con này em đang mặc hiện tại là con màu trắng nha kệ nhà của em ơi. Rồi 109 nha mấy chị. Trời ơi cảm ơn chị yêu đã đặt được đơn luôn nha. 109 luôn nha mấy chế ơi. 40-85 cân độ về cổ là cổ tim cho mình luôn nha. Trời ơi con màu trắng nó cũng sẽ là nó ngọc luôn cho mình giúp em. Cái phiệt lên là đủ chiều cao chẳng nặng cho mình nha. Mẫu này rất là sang luôn cho mình giúp em. Đặt hàng thì mới có phiệt tranh hữu nhất phòng cái hàng luôn cho mình giúp em. Là mình sẽ nhận được giá hợp và giá trơn. Trời ơi mấy chế ơi con màu trắng này nó đẹp quá cả nhà ơi. Rồi chế đẹp nào các em hiện tại mình đang vào phiên live này tim tiêu vào màn hình nha. Vậy nè mấy chế ơi nhìn coi giúp em coi nó có bị mỏng hay không nha. Dạ màu đỏ là gì con này là con màu đỏ tươi nha cục vàng ơi. Đỏ tươi nhưng mà nó không tươi lắm y chang cái màu áo của thằng bé này nè mấy chế. Mặc vô là nó trắng da cực kỳ, nó đen thui mà nó mặc vô còn trắng được nè. Trắng hơn mặt vô luôn á. Cười quá đưa mặt vô ơi. Cái tay mà trời trắng hơn mặt em. Trời ơi rồi con này là con màu nồi vậy. Dạ. Sao kỳ vậy chứ ngu vậy sao dạy lần nào cũng hay vậy chứ vậy.
À, cô ghé bỏ gì chưa? Một. Dạ. Rồi, con này là con 109 nha mấy chế ơi, 109 luôn nha mấy em nha. Dạ, 21 mà chơi vậy hay lắm, cái tay thì được. Bước thằng đi. Xíu được cậu biết. Chứ em là cục quá trời luôn nè. Rồi, con này là con màu đỏ này kệ nhà ơi, 109 luôn nha mấy em nha. Trời ơi, con màu đỏ này đẹp lắm nha kệ nha. Hello, cái gì đó? Ủa sao nó không nghe hả chứ Yêu ơi, hót ra vào lại coi cục vàng. Ủa em nói quá trời mà sao không nghe hả? Trong vỏ hàng trắng có trắng luôn nha cục vàng ơi. Mình yếu chị, hót ra vào lại đi chị. Hót ra vào lại mấy chị Yêu ơi, trời ơi có 109.000 thôi kệ nha. Rồi em đang mặc hiện tại là con màu trắng cho mấy chị Yêu nha. Đang mặc hiện tại là con màu trắng á kệ nhà của em ơi, 40-85 con độ về nha. Rồi đang mặc là màu trắng, tranh thủ vào vỏ hàng để chút xíu em qua mẫu nha kệ nhà ơi. Một chút xíu nữa em sẽ qua mẫu nha mấy chị ơi, mấy chị nào mà đặt hàng okay, thì tranh thủ nha, chị phải mua cái đơn luôn nha. Xíu em qua mẫu rồi nha, nơi xin nào chị đặt hết mà cái phiền nhắc phở hàng một chút luôn cho mình giúp em luôn nha. Không kén da và không kén dáng luôn cho mình giúp em 109.000 màu áo luôn cho mình hôm nay nha. Rồi cả nhà ơi, rồi đang mặc là màu trắng nha kéo vô em. Đang mặc hiện tại là con màu trắng 109 luôn cả nhà ơi. 40-85 con độ về giúp em làm mặt vừa mặt đẹp nha. Lên chiều cao kèm cân nặng cả nhà ơi. Từ 40 cân cho đến 85 cân quay đầu luôn là mình phục vừa một đẹp nha. Cứ phiền lên là đủ chiều cao kèm cân nặng cho mình giúp em. Lên chiều cao kèm cân nặng mấy chị ơi, em tư vấn size cho mình rồi mình thao tác vào giỏ hàng mình chốt luôn giúp em để mình có được cái giá hời giá rẻ nha. Con màu trắng này em mặc chủ yếu cho mấy chị xem coi nó có bị mỏng hay không nha. Con này mà nó bị mỏng nữa là không con nào nó dày đâu cả nhà của em ơi. Mấy chị thấy không, em mặc con màu trắng nè, nó không có bị lộ cái gì hết nha. Rồi em đang để cho cả nhà của em luôn 109 mà mấy chị Yêu ơi. Nên chị Yêu nào mình đang vào xem like mình đặt hàng mình tranh thủ nha. Cái hả thêm nữa mình đặt hàng mới phải tranh thủ. Nhắc phải có giới hạn luôn cho mình giúp em nha. Cái rồi, một lẻ phải thương em đúng rồi chị, đúng phải thương rồi, nha, phải thương nợ, phải thương xì xỏ, mò cười luôn nha. Chứ phải là phải thương mày bạn không có nha, vì phải thương thì nó có rất là nhiều loại. Như phải bên em là nhập hàng từ công ty về công ty với chị, vì vậy mà chắc phải rất là đẹp nha, rất là xịn luôn cho mình á. Nhận hàng nếu hàng mỏng trao hàng quay đầu luôn cho mình giúp em. Nói chung là mua hàng ở trên đây là mình chưa thanh toán gì cho em hết trơn chị, nên mình cứ phải yên tâm nha. Thanh toán trước thì mình còn sợ, nếu shipper giao hàng cho mình đúng hàng đúng size mình nhận giúp em. Nếu không giống đăng like cho hàng quay đầu, mình nói là shipper là nó like không giống, tôi không giống. Nó lại từ nhận hàng không giống đăng like cho hàng quay đầu mới yên tâm nha. Cảm ơn siêu đã đặt hàng luôn nha. Khi nào mình đã đặt mình đã mua nửa rồi luôn thì cứ comment lên cho biết nha. Chứ lẽ hàng xấu quá mình lấy móc tiền ra mình trả tiền được cả đúng không? Để em coi mẫu nào còn qua mẫu cho mấy chế nha mấy chế ơi. Nên khi nào chưa đặt nữa mình cứ tranh thủ nhé, phối hàng đặt hàng luôn cho mình giúp em luôn nha. Mình không biết đặt hàng thì cứ comment cho biết luôn ạ. Rồi, tim tim. Rồi, tim tiêu vào màn hình cả nhà quý em ơi. Trời ơi, xinh lắm chị ơi, 40-85 con độ về với em nha. Không, không bị một lần rồi, sợ rồi. Rồi, 109 hả cả nhà của em ơi, 109 luôn cho em nha. 40-85 con độ về cho em nha. Tôi để bệnh đó gì vậy? Tôi muốn để đâu tôi để, bạn đừng có ý kiến nha. Tôi là tôi không chơi bạn rồi đó. Tôi ghét bạn rồi. Đặt hàng thì mới phải tranh thủ nhé, phải có những hàng luôn xin mình giúp em luôn nha. Mình dạ. Không có hàng thì cứ comment lên chuẩn bị qua nha. Mẫu nha mấy chế ơi, chị yêu nào mình đi nhập cái ngay này đặt hàng tranh thủ vào giỏ hàng nha. 109 hả cả nhà của em ơi. Trời, chuẩn bị qua mẫu em qua bộ cho mấy chế nha. Việc lấy rồi nè, nhiều cái thứ sai nhóc kia. Rồi chị yêu nào, cái hiện tại mình đang vào xem like dạ chú ơi, áo là 109.000, quần là chỉ có 85.000 thôi nha. Rồi chị đẹp bao nào nhiêu mình đang bộ vào xem like là 194.000 bộ nha. Cái này là phối lẻ phần lẻ chứ không phải là cái bộ nha. Em đang phối lẻ vào quần lẻ mấy chú yêu ơi. Rồi chị đẹp nào, cái em hiện tại mình đang vào xem like tranh thủ rồi nha. Em ai chị mua sếp này rất là nhiều rồi, lần nào cũng mừng hết. Cảm dạ, ơn chiêu luôn nha. Dạ, chị xem màu đen, có màu rồi, đen cho mình ơi, nha. Có màu đen cho mình luôn nha. Rồi con này là 109 đó cả nhà ơi, 109 luôn cho em nha. Nha. Trời ơi, xinh quá cả nhà của em ơi. Rồi lên chiều cao kèm con em ghim lại chắc phải gì phải em phải thun dạ, với chị, phải thun xịn sò cho mình nha. Để em ghim lại cho mấy chế nè, có 109.000 để phải thun này là phải thun xịn sò cho mình luôn chị. Dạ. Tranh thủ vào giỏ hàng lấy áo lẻ nha mấy chế ơi. Chị yêu nào mà mê áo lẻ là không được bỏ qua con này nha. Con này là hơi bị xịn sò cho mình luôn á. Chất liệu vải mềm mình co giãn thoải mái cho mình luôn. Có 109.000 thôi. Hồi đó giờ mặc phải lụa phải gấm quen rồi. Giờ mua phải thun như mặt thử đó chị. Nó có độ co giãn mặt thoải mái cực kỳ luôn. Còn phải lụa phải gấm tuy nó đẹp thiệt luôn á, nhưng mà phải độ co giãn là không bằng nha.
mà giá hành thì nó cũng rất là cao, bỏ nó cũng tiếc nữa đúng không? Còn với thun bên em á chị, giá hành thì nó rất là hời luôn á, mua về mặt bỏ tủ cất làm sao mà tiếp phẩm được luôn nha, vì nó có độ co giãn thoải mái á. Rồi con này là con màu đen luôn cả nhà của em ơi, chế đẹp nào hiện tại của em mình đang vào phiên live này mà chưa lên đơn thì tranh thủ mình lên đơn nha. 109 thôi cả nhà, 109 thôi giúp em nha. Đẹp mình hả? Chưa lên đơn được thì cứ tranh thủ mình lên đơn luôn giúp em là mình sẽ nhận được giá hời và giá trơn từ bên em luôn nha. Không dạ. Bông minh hả em? Dạ đúng, đúng rồi, con này in trực tiếp vào cho mình nha. Ép vô nhiệt độ cao cho mình luôn nha, không lo vấn đề bị chốc em cào nên nó không có bị gì hết trơn chứ. Nó không có bị gì hết trơn bông nha. Cái này rất là cái này là luôn cái luôn phải giống như là in bông sẵn rồi mới chứ ơi, nó rất là đẹp cho mình luôn. Trời ơi con này là hơi bị xịn sò cho mình luôn á cả nhà. 109 màu trắng màu đen gì cũng có hàng cho mình luôn nha. Mình đặt hàng thì mình chịu khó mình vào giỏ hàng giúp em nha. Mình đặt hàng mà chưa khó nhé, phải có gì hàng cho mình giúp em là mình sẽ nhận được giá hời giá trơn từ bên em luôn nha. Phế mức giá đãi là 109.000 á, thì để xuống là trở về mức trả là 165.000 thì rất là ổn nha. Trời ơi mấy chú ơi, xanh bơ này cả nhà, em có màu xanh bơ cho cả nhà nữa này nha. Rồi 109 mấy chị coi thử mười mấy màu này mấy chị có thể chốt được màu nào thì mấy chị vào giữa hàng mấy chị chốt nha. Để em qua mẫu cảm nha cả nhà em ơi nha. Rồi 109 thôi cả nhà, 109 con này là giúp em là con màu xanh bơ nha. Xanh bơ thì nó sẽ ngọt cả nhà ơi, xanh bơ thì nó sẽ ngọt, còn này là con màu đen nè. Rồi xin cho chơi nguyên bộ đen cũng được luôn giúp em nha. Có 109.000 thôi cả nhà. 109 thôi giúp em nha. 109 luôn giúp em. Trời ơi con màu 109.000 màu áo luôn cho mình giúp em luôn nha. À, áo như một áo vậy nha, 109.000 dạ, một áo nha. 109.000 một áo giúp em nha. Cục vàng của em ơi có 109.000 thôi, 40-85 độ về giúp em làm mặc đồ con này nha. Rồi lên chiều cao kèm cân nặng cả nhà ơi. Lên chiều cao kèm cân nặng giúp em nha. Lên đầy đủ chiều cao kèm cái cân nặng cho mình giúp em. Em tên phối size rồi mình cứ phải thao tác vào cái hàng chút luôn cho mình nha. Giá rất là hợp luôn cho mình đó chị. Hôm mùi mình rất ổn nha. Rồi con này là con màu đen nha cả nhà ơi. Con này là sẽ là con màu đen giúp em. 109 thôi cả nhà. 109 luôn giúp em nha. Đã đặt đã mua rồi cứ comment lên cho em biết với chị ơi. Rồi con mình này đã đặt, mình đã mua là rồi luôn thì cứ comment lên cho em biết luôn nha. Rồi em sẽ đưa thành công luôn cho mình đó chị. Màu đang mặc sau con màu trắng nha. Cái màu này thì nó có rất là nhiều trời màu luôn á. Con màu đỏ này cả nhà. Rồi 109.000 quần 85.000 mua áo cũng được, mua quần cũng được luôn nha cả nhà ơi. Lên chiều cao kèm cân nặng giúp em nha. À, mua mua bán lại em để sao chị mua bao nhiêu áo, 20 áo là ví dụ mình em để xỉ nha. Áo em tính giá xỉ cho mình nha cục vàng ơi. Chị muốn mua lại về chị bán á, chị nhắn vào shop đi cục vàng, bên em có bạn hỗ trợ cho mình nha. Tại vì em là em lai lẻ thôi cục vàng ơi, có một bạn xỉ riêng nữa cục vàng. Trời ơi xinh quá, có 109.000 thôi nè. Xỉ thì mình nhắn vào shop hợp, mình để lại cái này giúp em nha. Đặt hàng mình cứ phải tranh thủ nhắn vào hàng luôn cho mình giúp em. Mình không biết đặt hàng thì cứ comment cho biết luôn ạ. Nhìn mặt nó thiết rồi 109 nha cả nhà của em ơi, 109 luôn giúp em nha. Rồi con này là con màu xanh bơ nha cả nhà ơi. Trời ơi con này là lên này đi cùng viện ơi, một lên này hai này luôn shop, hiểu lên không đi cùng viện của em ơi. Em hỗ trợ cho mình 109 thôi cả nhà của em ơi. Rồi chế đẹp nào hiện tại của em mình đang nhập phiên live này, đặt hàng tranh thủ vào giỏ hàng nha mấy chị ơi. Tranh thủ vào giỏ hàng giúp em mình nha. Mình đặt hàng với cái việc tranh thủ nhé, vào cái giỏ hàng luôn cho mình. Chứ em mình chị nào không biết đặt hàng thì ok, okay chứ nha. Hiểu của em nha. Chừng còn lẻ luôn rồi, chị hiểu ý em nè. Để chị trời ơi con này là con màu đen nè cả nhà ơi. Con này là con màu đen giúp em nha. 109 luôn cả nhà ơi. Rồi tim tim vào màn hình cả nhà của em ơi, 109 luôn giúp em nha. Con này là con màu xanh bơ nè, con này là con màu đen luôn. 40-85 con độ về nha cả nhà của em ơi. Mình đặt hàng mình tranh thủ mình chịu khó mình lên đơn luôn giúp em. Mình không biết mình cứ comment lên em ơi, chị không biết đặt hàng hay đó bên em hỗ trợ tư vấn cho mình luôn nha. Có 109.000 thôi cả nhà ơi. 109 giúp em nha. Mình đặt hàng mới có phải tranh thủ nhất vào cái giới hàng luôn cho mình. Em mà xin nào không biết đặt hàng thì cứ comment lên cho biết luôn nha. Nó đã mua rồi thì cứ comment lên đi chị. Rồi em sẽ lên đơn thành công luôn cho mình nha. Trời ơi, con em đang mặc đó chị ơi, con em đang mặc hiện tại là con màu trắng nha cả nhà. Đang mặc hiện tại là màu trắng, còn màu này sẽ là màu đỏ luôn. 109 luôn giúp em, 40-85 độ về nha. Màu xanh bộ với quần màu xanh bơ với quần trắng. Trời ơi, nhấp vào giữa hàng chị biết được hàng không? Quần là mã 1, mã 2 em đang ghim nha. Để mặc con màu xanh bơ này cho cả nhà coi. Con màu xanh bơ này nó ngọt lắm. Thôi để mặc màu đen chút thì cả nhà ơi.
màu trắng rồi lỏ rồi mặc màu đen, nãy mới chị kia mặc cái màu đen nha. Dạ 109 là có quần áo, dạ chú ơi, một áo là 109 á. Áo là 109.000 chứ có bộ 159.000 là chắc chắn không thể nha. Trời ơi, bộ này bán 109.000 mấy bà ở đâu cho em đi theo luôn đi mấy chế ơi, cái này là nguyên một bộ nha. Này là cái bộ chứ không phải là áo lẻ, chứ không phải là này là cái áo lẻ chứ không phải là cái bộ nha, nên phải lưu ý giúp em nha. Chứ muốn mua áo không đổi cái bộ là không khó nha. Chị nào mình muốn đặt hàng là mình cứ việc thao tác vào cái giao hàng luôn cho mình giúp em. Và nếu chị nào không biết đặt hàng thì cứ không comment cho chị biết nha, rồi em sẽ hướng dẫn lại cho mình nha. Chứ mình comment lấy cho chị một bộ, lấy chị hay áo không có đơn cho mình đâu. Nó con siêu là làng nãy cõi ra luôn. Mình ngủ quá. Mình đặt hàng mới việc tranh thủ nhé, vào cái giao hàng luôn cho mình giúp em. Size sẽ từ xe mộc đến xe nông cho mình nha. À, 3 đơn xe 4, ok chị nha. Ok, cục vàng của em luôn nha. Rồi, xinh quá chứ okay, ơi. Rồi, con này là con màu đen nè cả nhà của em ơi. Rồi, chế đẹp nào mà quên cái màu đen này thì tranh thủ vào cho hàng mình lấy cái màu đen nha. 109 thôi cả nhà ơi. Shop có dạ. Màu tím trơn không em? Có nha. Có trơn nha, chú yêu em có tím cả. Đúng con, cái màu đó có nào cho mình dạ. Nha. Trơn bên em có nha, cục vàng của em mà ơi. Số xinh mấy chị ơi, quá đẹp luôn á. Chị mua cái màu đó thì nhấp vào màu số 6 giúp em nha. Màu số 6 với màu số mã 6 với mã số 4. Mã 6 với mã số 4 nha, là hai cái mẫu trơn bên em á. Em còn vào màu đỏ nữa nha, quần mấy chị có thể phối màu trắng, màu đen gì cũng đẹp nha. 109.000 con thôi. Em đang mặc hiện tại là con màu đen nha mấy cả nhà ơi. Em đang mặc hiện tại là màu đen cho mấy chị yêu nha. Chị yêu nào lấy màu đen thì mình tranh thủ vào cho hàng mình lấy nha. 40-85 độ về luôn cả nhà. Đặt hàng mình có việc chắc khỏi hàng luôn cho mình giúp em nha. Nói chung là hết cái màu nào mình có việc comment lên cho em thấy rồi, cho mình xem con nha. Con này là dễ mặc cực kỳ cho mấy chị yêu luôn á. Con này mà không kén da không kén dáng cho mình luôn nha. 109 thôi cả nhà. Mình đã đặt mình đã mua rồi thì cứ comment lên cho em biết nha, rồi mình sẽ lên đơn thành công luôn cho mình mấy chị. Giá thì giá rất là hời cho mình nha, 109.000 nha. Rồi tim vào màn hình cả nhà của em ơi, tim vào màn hình giúp em nha. 109 thôi cả nhà. 109 nha. Chị nào đang xem live tim vào màn hình luôn cho mình giúp em luôn nha. Mình xem màu tím. Để mình xem màu tím hay chị xem giúp em nha, chứ giờ không vô được. Nói trơn này hiện tại bây giờ chỗ này em không có, thì hôm nay em không có lên nó trơn á cục vàng ơi, nên hiện tại bây giờ trong giỏ hàng của em nó không có. Bây giờ chị đặt hàng á, một là chị vô giỏ hàng chị coi giúp em, tại vì hình chụp sao là mấy chế sẽ nhận hàng được cái trang như vậy luôn, nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán luôn nha mấy chị ơi. Rồi 109 rồi cả nhà, mình kiểm tra hàng mình cứ yên tâm đi chị, nhận hàng dạ. Cũng giống cho hàng quay đầu nhận hàng nha. Cứ kiểm tra hàng đúng hàng đúng tay đúng màu thì mấy chị cứ nhận giúp em nha. Chứ một lần làm like rất là nhiều trang muốn chị em vô cho mình xem làm like nó bị vi phạm, nó dính vi phạm liền luôn á, nên mình không cấm giúp em nha. Rồi đang mặc là áo đen quần đen nha mấy chế ơi, 109.000 một áo nha mấy chế, 109.000 một áo, còn quần là 85.000 giúp em nha. 85.000 một quần luôn cho mình giúp em, cứ việc lên là đủ chiều cao kèm cân nặng cho mình nha. Sao cứ mùa này cũng sẽ là từ xe 1 đến xe 5 á, chắc phải là coi giãn hỏi máu và mềm mình luôn cho mình đó chị. Nhân hàng không mềm mình cho hàng quay đầu luôn nha. Nó có độ coi giãn rất là đẹp luôn đó chị. Coi giãn mình cứ coi giãn là kiểu hỏi máu chứ không phải là coi giãn kiểu giả sệt là không có nha. Rồi 109 thôi cả nhà của em ơi. Rồi chế đẹp nào các em, hiện tại mình đang vào phiên live này, mình tim vào màn hình giúp em nha. 40-85 con độ về thôi cả nhà. Tim vào cái băng mặt của chị này giúp em luôn nha. Tim nát băng mặt chị luôn. Rồi tim vào màn hình cả nhà ơi, chia sẻ phiên live một chút xíu nên em sẽ lên bộ cho cả nhà nha. Nên chị đẹp nào các em mình đang vào phiên live này, đặt hàng là mình phải thao tác vào giỏ hàng giúp em nha. Để chút xíu nữa lên bộ cho cả nhà nha, để mình chốt được cái giá hồi nè cả nhà ơi. Rồi bây giờ em qua bộ luôn cho mấy chị nha. Bây giờ qua bộ luôn nha. Rồi cái đẹp nào mỗi một chị đang vào phiên live này cho em xin máu ơi. Quay qua nhìn mặt mày nói. Cảm ơn chị rất là hẹn luôn nha. Rồi giờ em qua bộ cho mấy chế nha. Bây giờ qua bộ nha mấy chị ơi. Qua bộ cho mấy chế, một con siêu phẩm cổ vuông nha mấy chế ơi. Siêu phẩm cổ vuông luôn cho mình nha. Hôm nay sẽ qua mẫu liên tục luôn cho mình nha, để mình sẽ nhận được nhiều cái ưu đãi từ bên em luôn á. Mấy cái mẫu mà em lên cho mình là mấy mẫu được ưu đãi luôn á chị, bên em mới lên được cho mình á. Chứ mà không lên ưu đãi không lên cho mình đâu chị, nên mình thấy được cái giá hời là mình phải chốt tiền xuất lại luôn cho mình nha. Nhưng chờ chờ xíu là không giờ được cái giá này cho mình đâu. Xuống nay là trở về cái mức giá cũ là 165.000 áo thì giá rất là mắc nha. Hôm nay là em chưa ăn cho mình ở trên live với giá ưu đãi là 109.000, mình cứ phiền nhắc khỏi hàng một chút luôn cho mình nha. Sai của mẫu này cũng sẽ là từ 1 tới 5 cho mình đó chị. Mình không biết đặt hàng thì cứ comment lên cho em biết luôn. Size sẽ là từ xe 1 đến xe 5, 44 đến 85 cân quay đầu luôn cho mình luôn ạ. Màu đang cầm sẽ là con màu đen nha. Chứ nào mà da trắng trắng thì chị tự tiêu phiểu lần da của mình thì lấy màu đen với màu trắng. Nói chung là bà ba thì nó rất là dễ mặc luôn, nó không kén da và nó không kén dáng cho mình đâu. Lên thì tay cũng sẽ là tay dài mà đúng không? Nó đâu nó che còn cái hai cái tay mình không có đau lú gì của mình đâu mà mình sợ. Chị. Tay đâu chứ đâu sao bỏ? Ai gì ạ? Ghiền đồ bà ba mà em quá nhìn cái gì? Em gì? Em quá nhìn mà sao trời
Là sao chị em không thấy chị ơi? Riêng đồ bà ba nhà em quá. Rồi sao nữa? Mê quá rồi sao trời đó, ý bà em vậy mua đó. Nữa chị. Trời ơi có nhiêu đó sao mà không ra nữa đó chị. Chị thấy không chị Ngọc Hân? Ê. Ê dạ. Ê dạ. Mày thấy đen ngoài không? Chị muốn gì? Không muốn gì phải là chết nè. Đen lai đó ông nội. Đen lai đó. Nó bị dính bị dặm bây giờ nè. Dính chỗ nào? Che lại. Ông biết tầm nghiêm đi, nghiêm không? Bỏ không khí khô quá. Quýnh đầu tự chưa xử chị là chị Mai đó nghe, đừng nhăn mặt nha. Nó làm tới hả? Đặt hàng mới phải tranh thủ nhắc phối hàng luôn cho mình nha. Rồi. Nó dám chồng đầu em á mới chết. Trời mất dạy lắm, người ta thấy người ta tưởng gì đó. Chứ gì? Tao không biết. Vậy em cũng mấy hôm nay chị trên đầu hỏi ta được. Hả? Ở trên vậy đó, ai thấy, ai làm chứng. Em làm chứng. Làm chứng đâu, chỗ nào đâu. Đấy trời ơi trời, nói chuyện mà ngang ngược, tôi sợ quá trời luôn. Tôi sợ mẹ ghê luôn. Trời quá đáng. Rồi bằng chứng đâu đưa ra coi. Chứng còn khí khô á, không có gì tự nhiên ta nói. Ừ. Không mới thì cần bằng chứng. Đúng rồi, không có mà vui vậy người ta. Mà ta đã có bằng chứng mày giờ cầm đầu sao. Chị nghe bắt mệt tới nơi luôn. Ừ. Người. Thầm cái coi, kiếm cái coi. Trời ơi, nó nhiêu đó mà nó kiếm không ra nữa. Bên đây ghim chưa? Nó ghim chưa? Rồi. Không ghim này, chị mà lấy ra vậy. Rồi mấy chế ơi, tiếp cảm tục ơn chưa đã hàng luôn cho cả nhà học cái em nha. Bây giờ em qua siêu phẩm con này cho cả nhà nè, cổ vuông tay phòng cho mấy chế nha. Rồi chị cảm ơn chưa đã hàng luôn kéo nha. Chị nào em nói từ phần sau cho mình đợi mua nữa đi chị, rất là hời nha cho mình nha. Mua hàng bên em thì mình có việc kiểm tra hàng nha, mình có việc yên tâm nha. Đặt hàng không biết cái không cán chạp, nó không cán dán luôn cho mình đó chị. Trời ơi mấy chế ơi, bây giờ em qua tiếp cho mấy chế một con siêu phẩm nha cả nhà của em ơi. Rồi em lên cho mấy chế một con này nha. Em đang mặc hiện tại là con B10 nha cả nhà ơi. Em đang mặc hiện tại là con B10 179.000 thôi cả nhà ơi. 179 luôn giúp em nha. Trời ơi xinh quá. 65 con là C4 nha. 65 con là C4 nha. Cưng cho chị coi màu vàng đi. Cưng màu vàng của mẫu này hay là mẫu hồi nãy đúng không? Cái mẫu hồi nãy màu vàng nè chứ yêu ơi. Rồi 179.000 một bộ con em đang mặc hiện tại như thế này nha. Quần là quần lưng bậy và có kèm túi cho mình luôn. Chất liệu vải mấy chị thấy không? Vải của nó là vải thun nên nó sẽ có độ co giãn cho mình luôn nha. 109 thôi cả nhà ơi. 109.000 một bộ luôn cho mình giúp em luôn nha. Ở lộn. Này là 179.000 một bộ luôn cho nhà không? Giúp em. Rồi, 179.000 một bộ luôn giúp em nha mấy chị ơi. Co giãn thoải mái cực kỳ cho mình luôn. 40 đến 85 con độ về cho mấy chị ơi. Form dáng con này là cực kỳ đỉnh cho mình luôn nha. Rồi chị đẹp nào, hiện tại của em mình đang nhờ phiên live này mình tim vào màn hình mình cầm. Dạ chị nào mình muốn mua một cái phiền để lại cái dạ. Phải kèm nút con này cho mình giúp em. Sai xếp ra từ xe 1 đến xe 5 40 con đến 85 con qua đầu luôn cho mình nha. Hiện tại là con B10 nha. Con này là con B09 nha cả nhà ơi. B09 là một con màu xanh bơ nha. Nút là đi đâu cho mình luôn. Cổ là cổ phu như cả nha. Cổ là cổ phu giúp em nha. 109 thôi mấy chế yêu ơi. À mã chị đang mặc là mã về chị màu đang mùi. Đăng kiếm em chị. Đang mặc là con B010 nha. Con B10 đúng á cả nhà của em ơi. Em đang mặc hiện tại là em đang ghim trong giỏ hàng cho mình luôn. 179.000 thôi cả nhà của em ơi. Dạ chị nào mua cái mẫu này mời các vị để lại cái chiều cao kèm cân nặng luôn cho mình giúp em. Rồi con sao là con B09 đến C5 từ 40 cân đến 85 cân qua đầu luôn cho mình nha. Còn nói gì? Đi. Chống nước mày mà đi. Cái đó thì đừng có năng nghĩ em. Em kêu em không một mày. Tiếng thôi thì đừng có la làng luôn. Mày cho mày hù dọ sao mày không muốn đừng nhân mặt. Mình đặt hàng với phía tranh thủ nhắc hỏi hiệp đôi xin mời em. Em cần gì em chỉ kêu cái thôi. Trời ơi con này luôn. Ui là trời. Rồi con này luôn mấy chế ơi. Trời ơi xinh năm nha. À. Chị dạ. Lô ve, chị phê lo le gì nè. Dạ. Trời ơi có 179.000 qua cả nhà của em ơi. 179 luôn giúp em nha. Phơm dán chất liệu vải con này là hơi bị xịn sò cho mình luôn nha. Cổ phuông nút là đi đâu cho mấy chị luôn nha. 179.000 một bộ nha cả nhà ơi. 179 em đang mặc là con B10 nha mấy chị ơi. Dạ 80 con là xe 5 giúp em. Em đang mặc là con màu 10 nha mấy chế ơi. Chế nào đặt hàng mấy chị nhóc vào cho hàng mấy chị coi thử giúp em coi mình đã có thấy được hay không. Thấy là lên liền nha mấy chị ơi. Thấy là mình tranh thủ mình lên đơn liền giúp em nha. Đặt hàng mới phải tranh thủ mình lên đơn luôn giúp em là mình sẽ nhận được giá hời và giá trơn từ bên em luôn nha. Không kén da và rất không kén luôn cho mình đó. Rồi xin mất cả nhà ơi, em đang cầm hiện tại là con B09 nha mấy chế ơi. Con B19 em xin lỗi B19 còn em đang mặc là con B10 nha. 179.000 một bộ luôn giúp em nha. 40-85 cân độ về luôn cả nhà ơi. Dạ, hẹp có con B06 nữa nè cả nhà.
Trời ơi, con nào là xứng đáng đồng tiền bắp gạo nha. Size 2 số đo áo là bao nhiêu em? Trời ơi, lên chiều cao cân nặng giúp em đi. Cục vàng của em ơi, quan trọng là chiều cao cân nặng của mình nha. Tại vì form đồ mới chế là đã lên sẵn chiều cao cân nặng rồi. Lên đi mới chế, em tư vấn cho mấy chị mặc không được, em vẫn hỗ trợ đổi size cho mình nha, không sao hết nha. Nhưng mà em tư vấn size cho mình chắc chắn một điều là mấy chị phải mặc được em mới bán được hàng thôi nha. Dạ. Rồi, 189.000 thôi. Con này là con B04 nha cả nhà ơi. Con này là con B04189 luôn nha em. 189.000 thôi. Con B02 nữa nè cả nhà. Trời ơi, xin chua mấy chị ơi. Rồi, con này là con B02189 luôn giúp em. 40-85 con độ về nha, chất liệu vải. Chất liệu vải con này là mềm mịn, em đang mặc hiện tại là con B10 á cả nhà của em ơi. Em có con màu cam á mấy chị. Con màu cam chị yêu nằm mê là lấy con B11 nha. B11 là một con màu cam bi trang như em đang mặc luôn. Đó, trời ơi, xinh quá cả nhà. Rồi, tiêm vào màn hình cả nhà ơi, tiêm vào màn hình giúp em nha. Chị nào mình muốn mua mình có thể để lại cái dù cao cảm cân nặng cho mình, chứ nó nha, không kén da và không kén dáng luôn cho mình. Cái món này dạng bóng vuông tay phòng nha, thì rất là sang luôn cho mình đó chị, dễ trang thức điểm như mình lắm luôn á. Trời ơi, con này là hơi bị sang nha mấy chị ơi. Rồi, 179.000 thôi cả nhà ơi, 40-85 con độ về nha. Nè mấy chị ơi, em có con này là con B12 nha. B12189 luôn giúp em. Nó nút là nút đâu cho mấy chị, chỗ con B12 là một cái quần màu xanh cổ vịt nha cả nhà của em ơi, cổ vuông nút ngọc cho mình luôn. Nó cứ việc lên chiều cao kèm cân nặng em tư vấn size cho mình rồi mình thao tác vào cho hàng mình chốt thì mình được cái giá hời nha cả nhà ơi. Rồi, 189 thôi mấy chị. 189 giúp em nha. Đẹp chưa mấy chị ơi. Nút là nút ngọc luôn cho em nha. Nút sẽ là nút ngọc và cổ cũng sẽ là cổ vuông luôn cho mình nghe. Dạng này dạng tay phòng mà chị nào bắt tay to là có thể trao cái điểm cho mình luôn chị. Mẫu này thì rất là hời luôn cho mình giúp em. Ôi, xịn quá cả nhà các em ơi. Rồi, lên chiều cao kèm cân nặng đi. Có 179.000 bộ mấy chị ha. Quần của nó là quần ống rộng, lưng là lưng bạn và có tìm túi luôn cho mấy chị nha. Con này quần của nó mấy chị ơi, quần của nó sẽ là quần vải thun xịn sò, cũng không lo vấn đề bị lộ, bị mỏng cho mình luôn nha. Có 189.000 bộ thôi. 40-85 con độ về giúp em nha. Trời ơi, đơn giản mà đẹp cực kỳ luôn cả nhà ơi. Đơn giản mà đẹp cực kỳ cho mình nha. Rồi, em đang riêng với mức giá là 179.000. Chế đẹp nào, tình yêu nào, cái mình đang vào phiên live đặt hàng mình tranh thủ với em nha. Rồi, con em đang mặc dễ thương mấy chị ơi, kéo vô em. Trời ơi, xinh quá mấy chị ơi. Rồi, tiêm vào màn hình cả nhà ơi, tiêm vào màn hình giúp em nha. Mình không biết đặt hàng thì cứ comment lên cho em biết luôn nha. À, còn bộ vào 3 màu trắng. Bữa hôm lại 1m50, 40 con là xe 1 nha. Xe 1 là vừa là đẹp luôn chị. Rồi, chứ yêu nào mình đang vào xem live đặt hàng tranh thủ giúp em nha. Còn nha, xe 1 có chị nhé, phải nhìn gấp hơn cho mình nha. Rồi, tiêm vào màn hình cả nhà ơi. Em đang mặc hiện tại là con màu trắng nha mấy chế. Em đang mặc là con B10 á. Em đang mặc hiện tại là con B10. M10 hay là B10? Rồi, đang mặc là B10 nha mấy chế ơi. 179.000, có con B09 nút là đi đâu cho mình luôn nha. Cảm ơn siêu đã đặt hàng luôn nha. Cảm ơn siêu đã đặt hàng luôn nha. À, cưng tư vấn cho chị để chị mặc màu vàng, mặc quần màu gì cưng. Trời ơi, màu vàng thì chị nó lấy màu trắng cho nó sang nha. Còn chị sợ dơ thì chị lấy cái quần màu đen. Nói chung là con áo màu vàng hồi nãy em la mấy chị phó quần trắng, quần đen gì nó cũng đều đẹp nha. Rồi, con này là con B09 à, nhưng mà ưng thì nó lấy con quần màu trắng nha chứ yêu ơi. Màu trắng là nó sẽ đẹp và nó sẽ sang hơn á chị, nói thiệt. Rồi, B này là con B09179 nha. 58 con nhất tại hình xe 3 em đang mặc là con màu 10 nha, con B10 nha mấy chế ơi. Chị yêu nào lấy con B10 thì mình tranh thủ vào giao hàng mình lấy giúp em nha. 40-85 con đổ về nha mấy chị ơi. Dạ, lên từ chiều 40 cao con cho đến 85 con qua đầu luôn là mình phục vụ một đẹp nha. Cứ việc lên đầy đủ chiều cao kèm cân nặng cho mình giúp em nha. 58 con nhé, phải hàng dạo xe 3 luôn giúp em được là đẹp muốn chắc hơn nữa. Lên đầy đủ chiều cao kèm cân nặng giúp con em nha. Con này luôn mấy chế ơi, con này là con màu xanh bơ nha. Con này là con B10 luôn mấy chế ơi. Con này là con B09 B10 nha cả nhà. B09 B10 luôn giúp em. 179.000 thôi cả nhà ơi. Con B11 nữa là cả nhà. B11 là một con màu cam cho mình nha. Nói chung mấy chị ơi, thấy không, thun lưới nhưng mà chất vải nó dày dặn không hề bị mỏng nha cả nhà của em ơi. Em đang mặc là một con B10 nha, rất là dễ thương cho cả nhà luôn. Chị yêu nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ mình lên đơn. Ví dụ như giọt thao tác nào mà mình không rõ, mình không biết hay gì đó, mấy chị cứ comment lên mình hỏi em sẽ hướng dẫn cho mình nha. Đặt hàng bên em sẽ hỗ trợ cho mình đặt hàng luôn nha. Mà nó mặc sẽ là con B10 chị, quần sẽ là phối quần cam nha. Rồi, xin chua cả nhà của em ơi. Rồi, 179 luôn mấy chế ơi, 179 luôn cho em nha. 179 nha, bộ luôn cho mình giúp em. Cứ việc lên này đủ chiều cao kèm cân nặng cho mình nha. Size sẽ là từ C1 đến C5, 40 cân đến 85 cân qua đầu cho mình á. Từ C1 đến C5, từ 40 đến 85 cân độ về nha. Quần trắng con, túm không cương, mặc cộng quá chị mà không hợp. Dạ, không có chị ơi, con màu trắng bên em chỉ có quần đen là ống nhỏ thôi, còn cái này là ống rộng nha. Ủa, em thấy ống rộng nó dễ mặc nha, tại vì mình mặc không quen thôi.
nó dễ mặc hơn cái quần ống nhỏ rất là nhiều. Ống nhỏ nhiều khi mình hấp hấp mình mặc nhìn nó kỳ, hoặc là mình nhiều khi ví dụ như mình tròn tròn mình mặc cái ống rộng nó cũng che được khuyết điểm cho mình nữa. 189.000 thôi cả nhà ơi, con là con B1 giúp em nha, B1 giúp em nha mấy chị ơi. Cái gì vậy cha nước á. Rồi tim ti vào màn hình giúp em chị yêu ơi. Đặt hàng với cái phía chính hữu nhé, phải có hàng luôn cho mình giúp em luôn nha. Màu đang mặc sẽ là con B10 nha, B10 thì rất là sáng nha luôn cho mình luôn á. Dạ. Xin nào hiện tại đang thêm vào giới hàng nữa mà cái phía đang đặt đi nha. Đem số này là sở phần muốn chắc cũ thì rất là ổn á. Bộ này em chưa ông với mức giá ưu đãi luôn cho mình là 179.000 một bộ nha. Nhưng để số này là trả về với mức giá là 255.000 một bộ thì giá rất là mắc cho mình luôn á chị. Trời ơi, con B11 là cả nhà ơi, con này là con B11 189 nha mấy chị yêu ơi, 189 giúp em nha. Nè đẹp chưa? Cứ việc để lại cái chiều cao kèm chị cứ việc lên chiều cao kèm cân nặng đi. Em đang mặc là con B10 nha cả nhà ơi. Em đang mặc hiện tại là B10, quần là quần ống rộng cho mấy chế như thế này, có kèm túi cho mình luôn nha, túi sâu và túi rộng luôn. Em đang mặc hiện tại là B10, B11 là một con màu cam nha, B09 là một con màu xanh bơ cho mấy chế yêu luôn. Đặt hàng mấy cái phía trên hữu nhé, còn bấy hàng luôn cho mình. Em cổ sẽ là cổ phương mà ta cô mà ta cũng sẽ là tay phòng luôn cho mình nha. Khi nào mình đẹp chúng chắn chị mặc cái mẫu này sẽ rất là sáng da luôn cho mình. Rồi con B12 là một con màu xanh cổ vịt nha. Chỗ con B12 đẹp nha cả nhà ơi. B12 rất là đẹp, rất là xịn sò cho mình luôn. 179.000 một bộ nha mấy chị ơi. 40-85 con đổ về nha. Da trắng da ngâm gì mình mặc cũng đều được. Chị yêu nào mua cho mẹ mình thì có thể sang tham khảo sang cái màu này nha. Con này là con B12 nha mấy chị yêu ơi. Con là B12. Con này rất là sáng da cho mình luôn chị. Màu đang cầm sẽ là con B12 nha, màu đang mặc sẽ là con B10 luôn á. Nói chung là hết cái màu nào mà cứ việc comment lên xem biết nha, dạ, làm sao cho mình xem. Mình đặt hàng là mình phải thao tác vào giỏ hàng cả nhà. Quý em ơi, 189.000 179.000 thôi. 289.000 giảm còn 189.179 cho mấy chị luôn nha. Nó quần là quần lưng bạn và kèm túi sâu và túi rộng cho mình như thế này nha cả nhà ơi. Con này thật sự mà nó rất là đẹp luôn. Chứ yêu nào mình đang nhờ phi line mà mình không chốt con này là uổng nha cả nhà ơi. Món này không đẹp không lấy xịn cho mình luôn chị. Món này thì rất là sang luôn cho mình nha. Nên khi nào muốn mua mà cái việc nhấp vào cái hàng mình chốt luôn cho mình nha. Mình thao tác vào giỏ hàng cả nhà, cái môi chốt giật chốt phải nó mới chế nhìn là không nhanh. Mà nếu chị nào mình không biết đặt hàng thì cứ comment cho em biết luôn ạ. 1m52 là size 2, 1m6 40 con là mặc size 1 giúp em chốt phải là tương đối. Bộ này rồi đẹp lắm nha. Cảm ơn chị luôn nha, tại vì mua nữa cho mình luôn nha. Con này em bán số lượng rất là nhiều rồi nên mấy chị không có cần cái vấn đề gì nữa mà lo hết cả nhà. Rồi, mẫu này da đen mặc hợp không em hợp chứ. Ok nha cục diện ơi, da trắng da ngâm gì mặc cũng đều được. Có nhiều chị nghe tới con B10 nhiều khi hái mặc màu cam nó khó mặc nhưng không nha, bông nhí nó rất là dễ mặc luôn. Tôn da tôn dáng cực kỳ cho mình luôn nha. Rồi 179 thôi cả nhà. Vậy mẫu này bên em cũng sẽ là quần lưng bản mình sẽ kèm một túi luôn, sẽ kèm một túi cho mình nha, và túi cũng sẽ là túi sâu túi rộng luôn cho mình luôn. Sâu và rộng cho mình nha mấy chị ơi. Con là con B12 nha. Con này là con B12 189 luôn cả nhà. Chị nhận hàng được rồi, đều đẹp lắm chị em. Cảm ơn chị luôn nha. Trời ơi xin quá chị ơi. Rồi mình đang nhờ phiên live này mình tim tim vào màn hình cả nhà ơi. Tim tim vào màn hình giúp em nha. Tim tim vào màn hình luôn cho mình. Giúp em 179.000 bộ luôn cho mình giúp em nha. Dạ. 1m64 78 con là size 5 giúp em nha cục diện của em ơi. Có 189.000 thôi cả nhà ơi. 85 con mặc vừa của em vừa chứ 85 con là mặc vừa nha cục diện của em ơi. 85 con là size 5 á. Chưa từng mua con là size 3. Này bên em thì mua thử một con này về mặc 1m52 52 là size 2 nha cục diện. Bạch Nhung nhấp phải hàng nhận size 3 luôn giúp em là vừa là đẹp luôn nha. Mấy mẫu này thì rất là dễ mặc luôn chị nha. Da trắng da đen là mặc là phô tư thoải mái luôn, rất là đẹp luôn cho mình luôn á. Mẫu này thì rất là sang nha, 179.000 một bộ. Chị nào có quần đen quần trắng nha, rồi chị mua cái bộ về lấy cái áo đa phối. Trời ơi con này là con màu 12 nè mấy chế ơi, con này là con màu 12B12 nha cả nhà ơi. Con này là con màu 12 giúp em nha. Rồi con này là B12, quần đen lẻ có mai túi không em có nha chị ơi. Quần đen lẻ là có mai túi, em lấy cho chị coi một cái quần nè. Cái quần đen bên em vẫn có kèm size và kèm túi cho mấy chế luôn nha. Quần là túi một bên, lưng là lưng bản cho mình y chang confirm em đang mặc y chang một túi lưng bản luôn đó, chỉ khác con màu thôi. Dạ. Nè. Chắc phải rất là mịn màng luôn xem rồi mấy chị. Quần là có kèm một túi cho mình luôn nha mấy chị ơi. Quần lẻ là 85.000 quần nha. Còn em đang bán là 189.000, 179.000 một bộ. Tính ra con này 289.000 còn 179.000 quá rồi. Dạ. Mình đặt hàng thì mình tranh thủ mình chịu khó mình lên đơn luôn giúp em. 40-85 độ về thôi cả nhà. Quá đẹp luôn á. Mình đặt hàng mới phải trên hộ nhất và có giới hàng luôn cho mình. Em mình không biết đặt hàng cứ cầm bên lên chiều cao kèm cân nặng cả nhà của em ơi. 40-85 cân độ về giúp em nha. Rồi xin cho mấy chị ơi, con B12 là hơi bị tuyệt vời cho mình luôn nha. Rồi B12 luôn mấy chị ơi, con B01 là một con màu xanh nè. B01 là một con màu xanh cho mình nha. Chị nào mình đặt hàng thì mình cứ tùy trên hộ nhất và có giới hàng luôn cho mình nha. Cơn coi chương cho chị hỏi quần màu đen đi.
Cưng cho chị coi quần màu đen đi, em mới cho chị coi đó. Nè chị yêu ơi, quần màu đen là 85.000 quần nha. Mua con bộ này, mua thêm cái quần đem ghim mã 1 cho chị yêu nha. Quần thì nó cũng y chang như vậy luôn. Con quần này là em đang để 85.000 nha. Quần đen ống rộng là 85.000 luôn mấy chị yêu ơi. Quần là 85.000 giúp em nha. Đẹp chưa, đẹp chưa mấy chị ơi. Rồi có kèm một túi quần là mã 1. Quần là mã 1 giúp em nha. Dạ, có áo bà ba tay phòng không bạn? Chị ơi, áo bà ba tay phòng em đang mặc này, chị muốn mua áo lẻ hay nguyên bộ? Nguyên bộ em vẫn có cho mình luôn nha. Có nha, áo lẻ tay phòng là có nha, áo luôn đẹp chị, 109.000 áo, ô lộn, 95.000 con chị ơi. Dạ, ống túm đi cưng, ống nhỏ hả? Để em lấy ống nhỏ chị coi, ống nhỏ là để em ghim lên mã 2 cho mấy chế nha. Ống nhỏ đem ghim lên mã 1 cho mình nha. Ống nhỏ chị đợi em tí xíu đi cục diện ơi. Rồi để bạn đi lấy một cái. Rồi con này là con B01 với chứ ơi, 179B01179 luôn giúp em nha. 40-85 con độ về cho cả nhà. Rồi quần là quần lưng bạn cho mấy chị nha. Quần là quần lưng bạn, ống là ống rộng, mấy chị đợi em tí xíu đi em lấy cho mình coi. Rồi con này là con B01 nha mấy chị ơi. B01 em còn con B06 nè chị nha. Nói chung con này cái màu nào, form nào nó cũng đẹp cho mình nha. Chỗ con B06 nó nhã nhặn, nút là đi đâu cho mình luôn nha cả nhà. Nút sẽ là đi đâu cho mình luôn nha. Con này mà nhận hàng về hỏng đẹp nữa, trả hàng cho bên shop cốt dưỡng luôn nha. Không cần phải nhận hàng đâu. Cổ vuông tay phòng hiện tại đang rất là hot bên ngoài luôn á cả nhà ơi. Rồi, em có con này là con B02 nha cả nhà ơi. Ống bơm chị đợi em chút xíu để em lấy cái quần cho chị coi nha. Bạn đang đi lấy rồi chứ yêu nè. Quần ống bơm như thế này luôn mấy chị ơi. Quần ống bơm như thế này em đang bán cho mấy chị là 65.000 một con nha. 65.000 mua về đi làm đồ là được chứ mấy chị ơi nè. Quần ống bơm thích đoạn lấy quần nhỏ lắm. Rồi, quần ống nhỏ là 2 túi, quần ống rộng là 1 túi với em nha. Đẹp chưa? Rồi rim áo tay phòng đi, chị đặt chút xíu rồi cục vàng của em ơi, chút xíu em mới ghim được mấy chị ơi. Tại vì em đang like con này là em ghim được con này à. Nè, quần ống nhỏ như thế này là 65.000 một quần nha. Rồi 69.000 chứ lôi lộn mới chết, 69.000 nha. Rồi con này luôn là con B02 nha. Một bộ màu em đang mặc là con B10 nha. Em đang mặc hiện tại trong giỏ hàng là con B10 chứ yêu ơi. Chứ yêu nào mà lấy B10 thì vào giỏ hàng mấy chị lấy giúp em nha. Quần là quần ống rộng này, con em đang cầm là con B02. B02 là một con màu đỏ cho mình luôn nha cả nha. 189.000 một bộ luôn. Trời ơi, xinh chưa? Rồi, con này luôn mấy chứ. Trời ơi, con là con B02 nha cả nhà ơi. B02 nha mấy chứ ơi, 179.000 nha. Có màu nữ không? Có rồi. Lẽ hôm, có lẽ không sốc. Rồi, B02 nha mấy chú ơi, B02 giúp em nha. Trời ơi, xinh quá cả nhà của em ơi. Trời ơi, xinh quá chứ ơi. Rồi, 179.000 nha cả nhà. 179.000 bộ luôn, xin mời giúp em cứ việc để lại cái dù cao kèm của mạng cho mình luôn nha. À, có mà, cái gì có lẽ không sớm, có lẽ đến áo lẽ thì chị đợi em chút xíu đi nha. Áo lẽ thì chị đợi em chút xíu em ghi lẽ mã 1 cho mình luôn. Rồi áo lẻ mã 1. Áo lẻ là mã 1 nha cục viện ơi. Rồi, áo lẻ chị nào mua mua áo lẻ nhé, phòng cái mã 1 mình mua giúp em luôn nha. Đặt hàng mà cứ tùy tranh thủ nhé, phòng cái giống hàng luôn cho mình giúp em. Size sẽ là từ C1 đến C5, 40 con đến 85 con qua đầu luôn cho rồi, mình nha. Rồi 179.000 một bộ luôn cả nhà ơi. Rồi chứ đẹp nào mà đang nhờ phiên like mà ưng con này là hao tét vào giữa hàng lụm liền lụm lẻ mấy chị ơi. Dạ còn áo bà ba trắng chị ơi. Còn nha cục viện ơi, chị đặt thì chị lên cái này đi chút xíu hello, em nha. Hello chị Hồng Hấm. Chị Hồng Hấm chưa có mẫu này nè chị Hồng Hấm. Chị có mẫu này chưa chứ yêu? Hình như mẫu này chưa có. Cặp này mình về Tết mà đi chơi cơ mà. Trời ơi con này là con B02 nha cả nhà ơi. B02 189 nha mấy chế ơi. B089 nha bộ luôn xin mời giúp em nha. Màu đang mặc sẽ là con B10 nha. B10 em đang mặc là con B10 mấy chị ơi. Rồi con là con B09 là một con màu xanh bơ nha. Dạ chị nào mà đặt hàng thì mới cứ phải tranh thủ nhé. Phòng có giới hàng luôn xin mời giúp em. Mà chị nào không biết đặt hàng thì cứ cập bên lên cho em biết luôn nha. Size sẽ là từ C1 cho đến C5, 40 con đến 85 con quay đầu cho mình đó chị.
mua áo không là bao nhiêu vậy chú ơi? Con này bán nguyên bộ nha, áo không là mã 1 là 95 nghìn. Áo không là mã 1 nha. Nha. Áo lẻ là mã 1. Áo lẻ là mã 1, còn em đang bán là nguyên bộ nha mấy chú ơi, lưu ý giúp em. Bộ em đang bán nha. Là nguyên bộ nha mấy chú ơi. Ngon thì giá phờ giỏ hàng chốt đi, cục vàng có 179 nghìn thôi chứ Dương ơi. Con này là nút đi đo luôn, nó lạ nè chị Hồng Thắm, em đang mặc là con B10 á. Em đang mặc hiện tại trong giỏ hàng là con B10 mấy chị Dương ơi. Em đang mặc là B10 189 luôn giúp em nha. 40-85 con độ về. Từ 40 con cho đến 85 con vào đầu luôn là mình phục mà đẹp nha, cứ việc lên đầy đủ chiều cao kèm cân nặng cho mình giúp em. Size sẽ là từ size 1 đến size 5, 40 con đến 85 con cho lên mình nha. Lên chiều cao kèm cân nặng cả nhà ơi, em tư vấn size cho mình rồi, xong rồi mình thao tác vào giỏ hàng mình chốt luôn giúp em để mình có được cái giá hời giá rẻ nha. Quần là quần ống rộng cho mấy chị như thế này luôn. Chất liệu vải mềm mình cho mình nha, quần lưng bạn và có kèm túi sâu và túi rộng luôn nha. 189.000 một bộ thôi cả nhà. Dạ chứ mình comment lấy cho chị một bộ, lấy cho chị hai bộ là không có đơn cho mình đâu nha. Cái màu 179 thôi. Ngon hơn cái gì? Ngon hơn canh bé đeo đó. Trời ơi. Trời ơi, đang ăn nước kìa. Buông bộ đi chị Hồng Hấm, con này đẹp nè chứ Du Hiệt, con này form đẹp lắm. Đặt hàng miễn phí trên hữu nhé, phòng có giới hạn luôn xin mời giúp em. Nếu chị nào không biết đặt hàng thì cứ comment lên cho em biết luôn nha. Size sẽ là từ size 1 đến size 5 luôn xin mời nó chị, trái thì giá rất là hợp luôn xin mình nha. Rồi nè chị yêu ơi, 189.000 nha, con này form nó đẹp lắm á chị yêu ơi. 189, hello chị yêu nha. Hello chị gì nè. Trời ơi xinh quá mấy chú ơi, con này số 1 mặc được nha cục vàng ơi. Con này bà mặc số 1 là ok nha chú yêu. Con này là chị mặc số 1 được á chị Hồng Hấm, tại vì em 48 con em mặc hơi rộng nè. Hơi rộng là chị mặc ok nha. Đẹp quá, đặt tại vì chị mặc số 1 trên được nha, còn có giới hạn luôn xin mời em. Không biết đặt hàng thì cứ từ mình lên cho em biết luôn ạ. Màu đang mặc sẽ là con B10 á. Màu đang mặc sẽ là tên em là con đang mặc nha. Là B10 189 luôn mấy chú ơi. Đã đặt đã mua rồi comment lên cho em biết nha, mua thêm con bộ B10 này nữa đi chị Hồng Hấm. Con B10 này nó đỉnh thiệt luôn mấy chế. Mua về mặc đi đám đi tiệc đi lễ đi chùa đi đâu cũng phù hợp luôn giúp em nha. Rồi B09 luôn cả nhà ơi. B09 còn em đang mặc hiện tại là con B10 nha, da trắng da ngâm gì mặc mấy con này cũng mà đều được nha. Mặc thoải mái luôn dạ. Chị nha. 61 con 1m56 là size 4 mà chị Hồng Trần ơi. Hồng Trần nhóc vào giỏ hàng chọn size 4 giúp em. 1m55 mà 58 cân là size 3 nha chị. Ơi, chị nhóc vào giỏ hàng chị chọn size 3. Mình đặt hàng em tương ứng size cho mình rồi. Là mình phải thao tác vào giỏ hàng mình chốt với em nha cả nhà. Của em ơi chứ mình comment lấy một bộ lấy hai bộ là em không có lấy được cho mình nha. Đặt hàng miễn phí trên hữu nhé, phòng có giới hạn luôn cho mời giúp em. Mà nếu chị nào không biết đặt hàng thì cứ comment lên cho em biết là em sẽ hướng dẫn lại luôn cho mình nha. Size sẽ là từ size 1 đến size 5, 40 con đến 85 con qua đầu luôn cho mình đó chị. Chị nào hiện tại em đến tư vấn size cho mình rồi, miễn phí thao tác phòng có giới hạn chốt là mình sẽ nhận được giá hời giá chân từ bên em luôn nha. Rồi, con này là con màu xanh bơ nha cả nhà. Quay mơ chất phải là mềm mịn cho mình luôn nha. Dạ, B19 coi bánh bèo. Con B19 là chứ yêu ơi. Con B19, ơi con B19 đẹp nha. Em biết con đó con nào rồi. Ủa này, đây nè. Con B19 đẹp lắm chứ Dương ơi, con B19 là tiền sò nãy em mới. Phải thun lưới nha, đúng rồi, phải thun lưới nha. Áo xanh phải thun lưới, quần sẽ lò phải thun coi dễ dàng dặn. Con B19 đẹp nha chị Hồng Hấm ơi, cái quần của nó cái màu nó cũng lạ nó, cái quần nó ngói đậm đậm như thế này nó rất là lạ luôn. Nè con là con B19 nha chứ Dương. Con B19 đẹp lắm chị Hồng Hấm, hồi nãy em có khui ra một bộ rồi mà em không biết em quăng ở đâu rồi nè. Con B19 đẹp lắm nha. Ủa khui chưa ta? Kiếm được không? Mày ngồi mày làm gì vậy? Không chuyện gì? Hát nhắn. Nhắn. Ôi xạo mày ơi. Mày đừng có xạo mày kiếm B19 cho tao coi. Ủa con B19. Nè gì? Không mày ơi đừng có xạo dùm cái đi. Con B19 rồi. Ủa nãy chị có khui ra rồi mà tao. Ôm đi ngủ luôn hả? Để con này em đi lấy B19 cho chị coi nha. Để em đi lấy cho chị Hồng Hấm thôi, nó mất tiêu rồi bà ơi. Con này là thun lưới đúng không chứ yêu. Ủa nãy em mới thấy nó đây nó mất tiêu rồi trời. Thấy ghê rồi trời. Nè con này là con B19 nè cả nha. B19 189 luôn giúp em nha. 40-85 độ về chứ đẹp nào mình đang vào phiên live này đặt hàng tranh thủ nha. Mình đã đặt, mình đã mua rồi mình comment lên cho em biết nha. Ủa gì kỳ trời. Cần là dễ mới chết. Chuyên gia luôn á, cần là mất tiêu không cần cái đó xuất hiện à. Đã rõ ràng thấy luôn á. Rồi, tiêm vào màn hình nha cả nhà ơi. Con em đang mặc hiện tại là con màu B10 nha. Còn con em đang cầm là con B19 nha. Còn con này là con B09 nè. B09 189 luôn giúp em. Nút là nút ngọc đóng trực tiếp vào cho mình luôn nha cả nhà ơi. Rồi, chế đẹp nào cái hiện tại mình đang vào phiên live này mình tiêm vào màn hình nha. Con B19 là mình chế. Con B19 là một con nào à?
con này là con màu kem kem á mấy chế. Ôi trời, tới là bà Hồng Thắm mới nhắm vô mấy cái màu mà tao phái rồi mà. Nè. Dạ, một mấy sáu, một mấy 65 mình 60 cân nhé, phải cái hàng dạ. Dọn xe 3 nha. Chị Hồng Hạnh nhé, phải cái hàng dọn xe 3 luôn giúp em đồ vừa đẹp rồi, nha. Rồi, chứ yêu nào mà đang vào phiên live đã đặt đã mua rồi, comment cho em biết nha. Chị Hồng Thắm ơi, con B19 của bà nè. Con là con B19 nè, chứ yêu ơi. Phải đang lưới là đúng rồi, chị không lưới xịn sợ cho mình nha. Rồi, con B19 cái màu của nó cũng lạ nữa cả nhà. Nó nhã nhặn mà đẹp cực kỳ cho mình luôn nha. Rồi, 179.000 thôi cả nhà ơi. Mình lấy đi nữa. Tao quên. Tôi miếng nút cũng thôi. Rồi, con này là con B19179 nha cả nhà ơi. B19179 179.000 mà bọn luôn cho mừng giúp em nha. Cái tuyệt lên này đủ chiều cao, kèm cái mặn cho mừng giúp em nha. Em tư vấn sao rồi, mình có tuyệt thao tác vào cái hàng giúp liền giúp lại luôn cho mừng giúp em. Là mời xác nhận được chất hòa và giá chân từ bên em luôn nha. Không kén da và nó không kén giấy luôn cho mình đó. Màu đang mặc sẽ là con B10 vậy. Màu đang mặc sẽ là con B10 và màu đang cầm sẽ là con B19 nha. À, còn áo và 30 màu trắng không còn nha. Lên đó đi chị. Lên này nè. Để khi nào mình muốn mua mình cứ việc để lại cái chiều cao và kèm luôn cân nặng cho mình giúp em. Em tư vấn sai rồi, mình cứ việc thao tác vào cái giới hàng mình chốt luôn cho mình nha. Sai sẽ là từ C1 đến C5 40 cân đến 85 cân quay đầu cho mình nha. Trời ơi, xin quá mấy chị ơi. Rồi, con này là con B19 nha mấy chị ơi. B19179 luôn giúp em. 40-85 cân đổ về thôi cả nhà. Trời ơi, con B19 đúng đẹp luôn mấy chị ơi. Từ 40 con cho đến 8 đã mua. Cảm ơn chị Hồng Trần rất nhiều nha. Cảm ơn chị Hồng Trần luôn nè. Cảm ơn chị Hồng Trần nha cùng Diện ơi. Rồi, 179.000 thôi cả nhà. Quay em ơi, 179 luôn giúp em nha. Quần là quần ấm rộng nha. Dạ, đã đặt đã mua nữa rồi, comment cho em biết cả nhà ơi. Chị nào mình đã đặt mà đã mua nữa rồi luôn thì cứ comment cho em biết nha, rồi mình sẽ lên đơn thành công luôn cho mình nha. Lên chiều cao kèm cân nặng giúp em là được rồi cả nhà. Rồi, con này là con B19 nha. B19 là một con màu kem kem như thế này. Mấy chị ơi, cái màu này nó tay cực kỳ luôn, mặt trắng da cực kỳ luôn á. Nè, mấy chị thấy không? Em đưa vô tay em thôi mà nó đã trắng rồi, mấy chị mặc lên là còn trắng nữa nha cả nhà. Rồi, màu này thì rất là sáng da luôn cho mình đó chị. Màu nào cũng đẹp và màu nào cũng xinh như nhau luôn á, chứ phải là riêng màu đang mặc đâu. Coi dễ thoải mái luôn cho mình giúp em nha. Mình muốn một cái từ để lại cái dù cao kèm cái cân nặng cho mình giúp em. Là mời xin nhận giá hòa và giá chân rồi, từ bên em luôn. 179.000 luôn cả nhà. Của em ơi, 40-85 con độ về giúp em nha. Rồi, tim tim vào màn hình cả nhà ơi. Đã đặt đã mua tim nữa tim rồi, comment cho em biết nha em. Đã đặt đã mua nữa rồi luôn thì cứ comment cho em biết rồi. Em sẽ kèm sản phẩm chân vô luôn cho mình nha. Với dấu đãi này là mình không mua được một đồ ủ lắm luôn á. Cái đầu kia. Mình đặt hàng với cái phiên tranh thủ nhất vào cái hàng luôn xin mời giúp em nha. Sai sẽ rồi từ C1 đến C5 40 con cho đến 85 con qua đầu luôn xin mời giúp em. Một váy 60 52 con mặc vừa không em. Vừa nha, một váy 60 mà 52 con là chọn C2 luôn cho mình là vừa đẹp luôn nha. Phải gì phải em phải là phải thun lưới với chị. À, sẽ là phải thun lưới quần sẽ là phải thun co giãn phải dày dặn luôn cho mình nha. Rồi, lên chiều cao kèm cân nặng cả nhà ơi. Có 179.000 thôi, em đang ưu đãi cho mấy chế luôn à, nha. Chị đang mặc là bao nhiêu bà mấy chị? Màu đang mặc sẽ là con màu B, nó tên là con màu B10 nha. Màu đang mặc sẽ là con màu B10 chị, là 189.000 một bộ nha, là mã đang ghim luôn á. Chị nhắc vào cái chữ mua đi chị, tự động nó sẽ hiện cái bóng màu bắt xanh lên cho mình nha. Màu đang mặc là màu gì phải em? Màu đang mặc là con B10 nha chị. B còn là con B10 trong cái giao hàng luôn á. Rồi, tim tim vào màn hình cả nhà của em ơi, 109, 179.000 một bộ nha. 179 luôn cả nhà ơi. 40-85 cân độ về giúp em làm mặc vừa mặc đẹp con này nha. Trời ơi mấy chị nhìn nè, con là con B19 nha cả nhà. B19 giúp em nha. Màu đang mặc sẽ là con B19 nha. Con B19 thì rất là sáng da luôn cho mình luôn chị, da trắng như đang da nào mặc cũng phù hợp luôn á. Thì vì bà ba thì nó rất là dễ mặc nha. Nói chung là mình càng cứng tuổi là nên mặc bà ba đi chị, bà ba thì nó rất là phúc hậu luôn cho mình á. Một máy 65-60 cân nhé, phải hàng chọn xe 3 luôn giúp em là vừa là đẹp nha. Hồng Hạnh nhé, phải hàng chọn xe 3 luôn cho mình giúp em. Rồi, tim tim vào màn hình cả nhà ơi. Tim tim vào màn hình giúp em nha. Rồi, con là con B19 cả nhà ơi. B19179 giúp em. Còn em đang mặc là con B10 nha cả nhà. Trời ơi, đẹp quá, đang mặc là con B10 nha. Quần là quần ấm rộng cho mấy chị luôn. Chút phải là mềm mịn co giãn thoải mái cực kỳ cho mấy chị luôn nha. Rồi, mình đang vào phiên live này, mình tiêm tiêm vào màn hình cả nhà ơi. Rồi, em đang mặc hiện tại là mấy chị yêu ơi, đang mặc hiện tại là con B10 nha cả nhà. Con B10 này cái màu nó rất là ngọt luôn á cả nhà. Chị yêu nào mà bỏ ra con B10 này nó uổng lắm. Cái gì vậy trời? Cái gì chắc chắn?
thì dính lắm sao? Đang ngồi rồi đi. Rồi, rồi là trời. Má ơi. Rồi con này là con B19 nha mấy chứ ơi. B19 luôn cho em nha. Rồi tim tim vào màn hình cả nhà ơi. Dạ. Yeah. Mình đặt 5 đơn hàng rồi đó nó rồi. Trời ơi, một ngày đặt 5 đơn. Chưa được ngày, nó không nổi. Có giờ này nó 5 đơn là nó 1 lít thôi, chữ nó lít thôi. Rồi, con này luôn mấy chị yêu ơi. Con này là con màu B12, B19. Còn em đang mặc là con B10 nha cả nhà. Tóc cũng mặt hàng. Khổ gì đâu. Có màu đen không chị? Có nha. Có nghe chị yêu ơi, con này có size từ 40-85, con độ về 1m65, 1m65-50 con là size 1 nha mấy chị yêu ơi. Rồi con này là con B19, còn em đang mặc hiện tại là con B10 nha. Form dáng chất liệu vải con này là hơi bị xịn sò luôn nha cả nhà của em ơi. Con này đơn giản mà đẹp cực kỳ cho mình luôn. 40-85 con độ về nha. Để ý. Rồi, B19 là con này luôn nha cả nhà ơi. Con này là con B19 189 luôn, 179.000 một bộ nha. Quần sẽ là quần lưng bại và có kèm túi sâu và túi rộng cho mình luôn. 40-85 con độ về cho cả nhà ơi. 40-85 con quay đầu luôn nè, mà vừa đẹp nha. Lên này đủ chiều cao kèm túi cân nặng cho mình giúp em. Em tới phía sau rồi mới có thể thao tác với hình trước cho mình nha. Rồi xin nói chứ ơi. Rồi tim tim vào màn hình cả nhà ơi. Tim tim vào màn hình giúp em nha. Rồi để em ghim lên trên nhỏ hàng cho mấy chế nè. Em ghim lên trên nhỏ hàng lại cho mấy chế nha. 179.000 một bộ luôn giúp em. 40-85 con độ về giúp em làm mặc vừa mặc đẹp nha. Không biết đặt hàng cứ comment lên em ơi. Chị không biết đặt hàng hay đó bên em hỗ trợ cho mình luôn. 289.000 giảm còn 179.000 luôn. Chần chờ gì nữa mà mình không thao tác mình lên đơn cả nhà của em ơi. Chân trời gì nữa mà không thao tác phải có hiểu chút luôn cho mình với em luôn nha. Đếm coi cái màu này. Ôi xin mỏi mấy chị ơi. Rồi 189.000 thôi cả nhà. Dạ. Mình đặt hàng mới phải tranh thủ nhất phải có hàng luôn cho mình cho em nha. Trời ơi xin mấy chị ơi. Rồi chị yêu nào mình đang vào phiên live mình đương được con nào mình thao tác vào giữa hàng mình chốt con đó nha. Con này là con B02 còn em đang mặc là con B10 á cả nhà. Em đang mặc hiện tại là B10 nha. Rồi, con này là con B02 này cả nhà ơi. Con B02 là một con màu đỏ cho mình nha. Rồi, 179. Con B06 còn B09. Trời ơi, con B06 là hơi bị đẹp luôn á cả nhà ơi. Ra lấy con B06 nè. Trời ơi, con B06 này cả nhà của em ơi. Rồi, mình đang vào phiên live mình tim tim vào màn hình nha cả nhà ơi. Em vào phiên live tim tim vào màn hình luôn cho mình giúp em luôn nha. Mình không biết đơn hàng thì cứ comment cho em biết luôn luôn nha chị. Em sẽ lên đơn hàng công luôn. Em sẽ rồi, 179.000 thôi cả nhà ơi. 179 luôn giúp em nha. 40-85 con độ về giúp 179.000 một bộ luôn cho mình giúp em. Cứ việc lên này đủ chiều cao kèm cân nặng cho mình giúp em. Em tư vấn sao rồi mình cứ việc thao tác vào cái hàng mình chốt luôn nha. Lên chiều cao kèm cân nặng đi cả nhà. Em tư vấn sai cho mình rồi mình thao tác vào giữa hàng mình chốt. Con này luôn giúp em là con B06 nha mấy chị ơi. B06-189 B06-189 luôn coi giảm cả nhà. Giá lót hồi cho mình nha. Ôi hơi bị đỉnh luôn mấy chị ơi. Cho xem áo đang mặc. Nè chị ơi, em đang mặc là con B16 nha. Em đang mặc là con B10 nha. Khỏi em đang mặc là con B10 nha. 189.000 thôi. Form dáng chất liệu vải con này là hơi bị xịn sò cho mình luôn nha. Nó mấy chị nhìn cái form thôi là mấy chị thấy đã ưng cho mình rồi nha. Dạ 189.000 thôi cả nhà kiếm luôn. Mình nói đó. Học ra. Trời ơi nó làm nữa không để ý tao làm. Thấy không? Thì mình kêu kéo xích vô. Mình đặt hàng mình có thể tranh thủ nhé. Phổ hàng luôn cho mình giúp em nghe mà đã mặc sao con B10 nha là mã đang dạ. Ghi luôn cái gì. Trời ơi có 179.000 con B10 này cả nhà của em ơi. Phơm dáng. Rồi chưa yêu nè
nào các em, hiện tại mình đang vào xem live, mình tiêm tiêm vào màn hình cả nhà của em ơi. 179.000 lên chiều cao kèm cân nặng đi, em tư vấn size cho mình rồi, mình thao tiếp vào cho hàng mình chốt luôn giúp em nha cả nhà ơi. Em đang mặc hiện tại là con B mùa nha, đang mặc hiện tại là con B mùa luôn giúp em nha. Trời ơi xinh quá mấy chị ơi. Rồi con B09 là một con màu xanh bơ nha. B09 là con màu xanh bơ nè mấy chị ơi. Con xanh bơ này rất là ngọt cho mấy chị luôn nha. 1m52 52 con là size 2, 1m6 40 con là size 1, 1m57 57 con là size 3 giúp em. 1m42 mà 42 con là chọn size 1 nha chị yêu ơi. Nhóc vào giỏ hàng chọn size 1, quần là quần lưng bản luôn mấy chị thấy không? Ống là ống rộng cho mấy chị như thế này luôn nha. Lên chiều cao kèm cân nặng em tư vấn size cho mình rồi, mình thao tác vào giỏ hàng mình chốt cả nhà ơi. B09189 B09189 luôn nha cả nhà ơi. 40-85 con độ về luôn, tay là tay dài cho mình nha, nút là nút ngọc đóng trực tiếp cho mình luôn. Rồi lên chiều cao kèm cân nặng cả nhà ơi, lên chiều cao kèm cân nặng giúp em tư vấn size cho mình rồi, mình thao tác vào giỏ hàng mình chốt nha. Có 189.000 thôi cả nhà. 189 là được một con đồ xịn sò cho mình như thế này nha, đơn giản mà dễ mặc cực kỳ cho mình luôn, không kén da không kén dáng, độ tuổi nào mặc cũng được nha. Với mức giá 179.000 này thì lên lấy luôn hai con nha mấy chị, thấy có độ co giãn thoải mái cho mình không? Con này là nó sẽ có độ co giãn thoải mái luôn cho mấy chị yêu của em nha, đi đám đi tiệc đi lễ đi chùa đi đâu cũng phù hợp luôn cho em. 179.000 thôi cả nhà. 179 luôn giúp em nha. Trời ơi mấy chị nhìn cái dáng quần bên nhà em là đỉnh chưa cả nhà. Quá là hời cho mấy chị luôn nha. Rồi chứ đẹp nào tình yêu nào các em, hiện tại mình đang nhờ xem live này, mình tiêm tiêm vào màn hình giúp em nha cả nhà ơi. Mình không biết đặt hàng mình cứ comment lên đi để em hướng dẫn cho mình luôn. Em đang mặc là con B10 là một con màu cam, bông là bông nhí, mấy con này mặc là không có bị già mấy chị ơi. Lứa tuổi nào mình mặc cũng được. Phải bên em thun lứa nhưng không hề bị mỏng, có nhiều chị hỏi bên em phải thun lứa có bị mỏng không, không nha mấy chị ơi. Và đặc biệt quần bên em phải thun nhưng nó cũng không bị bay màu, không bị xù lông, không bị gì hết nha mấy chị ơi. Có nhiều chị thậm chí mặc 3-4 năm trời cái phải nó vẫn ok, vẫn bình thường cho mình luôn. Là mấy chị biết cái chất vải bên nhà Quốc Dưỡng nó đỉnh tới cỡ nào rồi. Nếu như mà hàng đẹp hàng xinh nhưng mà cái form dáng chất liệu vải nó không đẹp là cũng vậy. Đó, đồ bên nhà em bỏ ra 179.000 mua thử đi cả nhà ơi. Đồ mà không đẹp không xinh không thể nào mẹ mặc lên cái form nó chuẩn như thế này đâu. Quần là quần ống rộng luôn mấy chị ơi, ống là ống tầm khoảng 30 xăng cho mấy chế luôn nha. Rồi con này luôn giúp em là con B09189189, đặt hàng nhấp vào giỏ hàng giúp em. Đặt hàng thì nhấp vào giỏ hàng nha. Rồi con này là con màu xanh nè mấy chế ơi, con này là con màu xanh cổ vịt nha. Con này luôn giúp em. Con này là con B12 nha, B12189 luôn. Đâu mấy chị vào giỏ hàng mấy chị coi thử giúp em size của mình còn được màu nào, mấy chị chốt cái màu đỏ giúp em nha. Quần là quần lưng bảy và có kèm túi sâu và túi rộng cho mình luôn. 189. Trời ơi xinh quá cả nhà của em ơi. Rồi B12189 luôn nha. Chứ dù nào mình đang nhờ phiên live đặt hàng tranh thủ giúp em. Hello. 1m57 mà 53 cân là chọn giúp em là size 2 nha. 1m6 mà 50 cân là chọn size 1 giúp em. Dạ chị đang mặc màu gì? Em đang mặc là con B10 nha. Chú Yêu ơi đang mặc là B10 chất vải gì với em? Dạ chú ơi con này là vải thun giúp em nha. Con này là vải thun có độ co giãn luôn. Dạ ba bộ được tính sỉ với em. Dạ chú ơi bây giờ một là chị nhắn vào shop 2 chị lên cái này, hình như là 10 bộ bên em đã tính sỉ cho mấy chế rồi á. 10 bộ bên em đã tính sỉ, chị lên cái này giúp em đi cùng Diện ơi, bên em hỗ trợ tư vấn cho chú Yêu nha. Dạ tại vì em là em lai lẻ thôi, có một bạn sỉ riêng cho mình luôn. Chị lên cái này đi là có bạn hỗ trợ cho mình nha, được thì mình lấy, còn đó bạn tư vấn cho mình ok hơn mấy chế ơi. Rồi 179.000 một bộ luôn nha cả nhà ơi. Chế yêu nào các em, hiện tại mình đang vào phiên live này, mình đặt hàng mình tranh thủ mình thao tác mình lên đơn giúp em nha. Mình không biết mình cứ comment lên em ơi, chị không biết đặt hàng hay đó bên em hỗ trợ cho mình luôn. Trời ơi con này con B12 nè mấy chị. B12189 tay phòng cho mấy chế luôn nha, che được tất cả mọi khuyết điểm cho mình luôn. Chị yêu nào bóc tay to là che được nha. Rồi đang mặc hiện tại là con B10 đó cả nhà. Đang mặc hiện tại là B10 nha. Form dáng chất liệu vải nào quá đẹp luôn. Rồi lên chiều cao kèm cân nặng cả nhà của em ơi, 179.000 thôi cả nhà ơi. 179 luôn giúp em nha. Trời ơi xinh quá cả nhà của em ơi, mấy chị nhìn con B19 nè, con này luôn ok chị yêu nha. Ok chị Kim đi Nguyễn có đơn nè. 179.000 179.000 thôi cả nhà ơi. 40-85 đổ về nha. Đây xịt nè, nó bỏ không vừa. Ví dụ nó xe đèn.
Trời ơi, xinh quá chị ơi. Rồi, con này là con B19 nha cả nhà. B19179 luôn giúp em nha. Coi dạng thoải mái cực kỳ cho mình luôn. Rồi, chế đẹp nào, cái hiện tại mình đang vào phiên live này, mình đặt hàng, mình tranh thủ giúp em nha. Dạ rồi, ok, okay chị okay, yêu nha.